không gian linh văn chí cao của nhân tộc, cũng chính là tín ngưỡng không gian mà ngươi nói, kỳ thật chính là y theo bốn tòa cánh cửa diễn sinh ra. Về phần vạn giới môn của vạn đạo thần giáo, hẳn là thuộc về loại hình thần khí thánh binh do thế nhân rèn đúc, hoàn toàn không dính dáng gì tới cánh cửa pháp tắc cùng cánh cửa diễn sinh. Tại hậu kỳ hồng hoang, cùng thời kỳ viễn cổ, rất nhiều cường giả nhân tộc nhớ lại cánh cửa pháp tắc cùng cánh cửa diễn sinh, tại thời điểm tạo nên một ít vũ khí đặc thù, ưa thích dùng cửa định danh. Vạn giới môn, chính là sản phẩm ngay lúc đó. Bọn người Kiều Vô Hối đều giật mình gật, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt. Trong đầu Khương Phàm đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng hỏi. Diễn sinh cánh cửa tử vong, chính là tử vong nguyên lực phía dưới phong đô quỷ thành. Không sai. Những cánh cửa diễn sinh này, có thể tạo nên sinh mạng thể. Đây không phải là sinh mạng thể, mà là năng lượng thể. Phong đô quỷ hoàng cùng u đô quỷ hoàng, đều là năng lượng đặc thù, cũng không phải là sinh mệnh chúng ta nhận biết. Cái cánh cửa sinh mệnh kia, có thể thai nghén sinh mệnh hay không? Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến lời nhắc nhở mịt mờ lúc ấy của phong đô quỷ hoàng. Cánh cửa sinh mệnh bên trong thập nhị thiên môn, ra đời 5 cánh cửa diễn sinh, theo thứ tự là sinh mệnh, bản nguyên, bất tử, bất diệt, cùng bất hủ. Ta biết chỉ có những thứ này. Khương Phàm cùng Đan Hoàng trao đổi ánh mắt, như là đoán được thân phận nữ đế thần bí kia. Đó lại là cánh cửa sinh mệnh. Trách không được man hoang đế tổ có thể còn sống trăm vạn năm, nhất định là tác dụng của cánh cửa sinh mệnh kia. Trách không được man hoang đế tổ có thể bị thần bí nữ đế khuyên lui, thì ra đó là ân nhân của hắn. Nhưng, nàng là cánh cửa pháp tắc, lại còn là cánh cửa diễn sinh. Vì sao nàng lại trợ giúp man hoang đế tổ tồn tại đến nay? Đông Hoàng Càn đột nhiên kích động hỏi. Vạn kiếp môn bị Thái Sơ đế quân hút khô, còn có thể khôi phục được không? Khụ khụ. Đông Hoàng toại ho khan, nơi này tất cả đều là nữ tử, nói chuyện đứng đắn một chút. Tinh linh đế quân nói. 12 cánh cửa pháp tắc, là sâu chuỗi cùng hệ thống thế giới, không tồn tại hủy diệt chân chính. Lúc trước sau khi bị Thái Sơ đế quân hao hết năng lượng, lâm vào 30.000 năm ngủ say, Thái Sơ đế tộc nghĩ hết biện pháp tỉnh nó lại, đều không thể thành công, cho đến sau này lại do thánh cảnh thiên uy thần tôn đăng lâm thiên khải đóng giữ thiên khải đế thành, mới vừa vặn đụng phải nó thức tỉnh. Thiên uy lập tức tuyên bố hắn là kẻ được trời chọn, là tân chủ của vạn kiếp môn, đúng là nói bậy nói bạ, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Tinh linh đế quân nhắc đến cái này, vô cùng khinh thường. Vạn kiếp môn có liên quan cùng tai nạn, chẳng phải là tai nạn càng nghiêm trọng hơn. Vạn kiếp môn khôi phục càng nhanh. Khương Phàm đã hiểu, trách không được Bát Hoang Tuyệt Diễm có thể khống chế vạn kiếp môn. Các tinh linh âm thầm lắc đầu, không hổ là con buôn chiến tranh. Có lẽ vậy, nhưng vạn kiếp môn hẳn là nhận tổn thương quá nghiêm trọng, lúc người nghiên cứu hẳn là đã phát hiện. Xác thực có vết thương rất nghiêm trọng. Ngươi không cần hy vọng xa vời, có thể sử dụng là được rồi. Ta vô dụng, ta cho Bát Hoang Tuyệt Diễm. Bát Hoang Tuyệt Diễm. Thần hỏa chiến tranh, thần hỏa tai nạn, thần hỏa tuyệt vọng. Năm đó người tỉnh lại Bát Hoang Tuyệt Diễm tại Thiên Khải chiến trường, các đế quân còn cùng nhau thảo luận qua chuyện này. Căn cứ tất cả tư liệu lịch sử còn sót lại của đế tộc phỏng đoán, Bát Hoang Tuyệt Diễm thật đúng là có khả năng có liên quan cùng cánh cửa vạn kiếp. Loại đồ có tính hủy diệt này là không thể nào tự mình xuất hiện trong lúc bất chợt, chỉ có thể là có một loại năng lượng thần bí nào đó dẫn dụ, hoặc là dựng dục ra tới. Từ xưa đến nay, mỗi lần vạn kiếp môn thức tỉnh, luôn kèm theo Bát Hoang Tuyệt Diễm sinh ra. Lúc đó Thái Sơ đế quân còn muốn nhờ thiên uy thần tôn cướp Bát Hoang Tuyệt Diễm của ngươi về, là ta giật dây đế quân khác cưỡng ép can thiệp. Lý do chính là vạn kiếp phối Bát Hoang, nhất định để thực lực Thái Sơ đế tộc đại tăng, uy hiếp nghiêm trọng đến cân bằng ở giữa đế tộc. Sau khi nói xong tinh linh đế quân quan sát Khương Phàm, tiểu nam tử, số lần ta giúp ngươi, so với ngươi nghĩ là có bao nhiêu? Trở về từ từ nghiên cứu vạn kiếp môn. Thiên hậu nhắc nhở Khương Phàm. Nàng thật không nghĩ tới vạn kiếp môn có tiềm lực mãnh liệt như vậy, lại là 12 pháp tắc chi môn. Mặc dù bây giờ bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng ngẫm lại cùng thuộc cánh cửa pháp tắc, mà cánh cửa tử vong lại có thể sáng tạo ra u minh địa ngục. Tiềm lực chân chính của vạn kiếp môn, đương nhiên là không thể lường được. Đúng lúc gặp bây giờ chiến tranh lại nổi lên, tai nạn ở khắp nơi trên đất. Bọn hắn lại nắm Bát Hoang Tuyệt Diễm trong tay, cánh cửa pháp tắc đáng để mong chờ. Chúng ta lại nói đến Linh Nhi một chút, nàng ở chỗ này ở còn tốt chứ? Không cho các vị thêm phiền phức chứ? Khương Phàm nhìn tinh linh cùng linh thể bốn phía, hỏa Linh Nhi lại không có xuất hiện.
Trong điện, các tinh linh cùng linh tộc trao đổi ánh mắt, vẻ mặt đều có chút dị dạng. Tinh linh đế quân nhìn Khương Phàm, cũng thật lâu không có trả lời. Nó, còn tốt chứ? Khương Phàm hỏi lại, không thổi ra vấn đề gì. Ta tiến hành một phen kiểm tra cặn kẽ cho hỏa linh, chủ yếu bao gồm tuổi tác, cấu thành linh thể, tiềm lực năng lượng, cùng linh trí. Ngươi muốn bắt đầu từ vấn đề nào? Lúc nói chuyện, tinh linh đế quân có mấy lần dừng lại, rõ ràng có mấy phần lo lắng. Bọn người thiên hậu cũng cảm thấy kỳ quái, thật chẳng lẽ hỏa linh nhi có bí mật gì? Đan Hoàng khẽ nhíu mày, đột nhiên có loại cảm giác không ổn, nếu không đường đường là đế quân cũng không có băn khoăn như vậy. Khương Phàm cảm thấy không lành. Ta không hiểu rất rõ về linh tộc, vẫn là ngài đến giới thiệu đi. Tinh linh đế quân hơi suy nghĩ, mới nói. Đầu tiên nói món luyện binh lô kia đi, không biết ngươi có sắp xếp người thử khống chế hay không. Ta thu nạp một cái tổ chức luyện binh gọi là Phù Sinh Hội, để đám luyện binh sư thử qua, tuy nhiên không thành công. Chương 3012 Lồng Giam Vạn Cổ 2. Vậy thì đúng rồi, đây không phải là luyện binh lô. Đó là cái gì? Tinh linh đế quân lại trầm mặc, tinh linh cùng linh tộc trong điện đều rõ ràng nhíu lông mày lại, vẻ mặt vô cùng quái dị. Đế quân! Khương Phàm cảm thấy kỳ quái lại càng khẩn trương, ngay cả bí mật về thập nhị thiên môn đều nói thông suốt như vậy, đến nơi đây làm sao lại do dự. Đan Hoàng khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng lên, cái này chỉ sợ không phải bí mật nhỏ. Ai? Tinh linh đế quân nhẹ giọng thở dài, nói. Nó có rất nhiều tên, thế nhân quen thuộc nhất là. Thời gian thiên toa. Đan Hoàng la thất thanh. Thời gian thiên toa, hồi tố thiên lao. Tinh linh đế quân liếc mắt nhìn Đan Hoàng. Ngươi chính là vị Đan Hoàng kia. Đan Hoàng nói. Ta là Đan Hoàng 3 vạn năm trước kia, chúng ta đã gặp qua, chỉ là bộ dáng kiếp này của ta đã thay đổi. Tinh linh đế quân giật mình. Là ngươi, ngươi lại còn sống. Đan Hoàng không rảnh để ôn chuyện, sốt ruột nói. Ngài nói luyện binh lô là thời gian thiên toa, có chứng cứ gì sao? Ta từng mặt qua thời gian thiên toa trên bích họa tại một di tích cổ. Không phải bộ dáng luyện lô như thế. Thời gian thiên toa cũng không phải bộ dáng cố định, xác thực mà nói, thời gian thiên toa cũng chỉ là một danh xưng tại một thời đại nào đó của nó. Tại thời đại khác, hình thái xuất hiện cũng khác, tên cũng khác biệt. Ví dụ như hồi tố thiên lao ngươi nói kia. Tinh linh tộc kỳ thật xem như chủ nhân ban sơ của nó, hình thái ngay lúc đó là luân bàn, tên là thiên đạo niên luân. Sau khi, thời gian, biến mất, trọn vẹn vài vạn năm sau lại hiện. Hình thái là thiên đao, tên là thời gian thiên đao. Lại về sau, cũng chính là có ghi chép xuất hiện lần cuối cùng, hình thái là thiên toa, kỳ danh thời gian thiên toa. Người nói luyện lô, hẳn là một loại hình thái khác không có ghi chép qua, cũng có thể là một lần xuất hiện cuối cùng. Sư phụ, đó là bảo bối gì? Khương Phàm kinh ngạc nhìn Đan Hoàng, rất ít nhìn thấy sư phụ kích động như vậy. Cấm kỵ chân chính, bí khí thời gian, có thể ảnh hưởng đến thời gian. Trong truyền thuyết thời gian thiên toa có thể vượt qua vạn cổ, quay lại hồng hoang, có thể chuyển về thời không, nhìn trộm tương lai. Đan Hoàng nói xong, lại cau chặt lông mày, hỏi lại đế quân. Ta từng nghiên cứu qua luyện binh lô, vì sao không có phát giác được bất cứ năng lượng thời gian gì. Nó xác thực không có năng lượng, có thể hiểu là thành khô kiệt, cũng có thể hiểu thành ngủ say. Ngài xác định là thời gian như thế nào? Mặc dù mỗi lần xuất hiện hình thái khác biệt. Nhưng thời gian nguyên thủy bên trong cũng sẽ không biến mất. Ta từ bên trong phát hiện được vết tích thời gian nguyên thủy. Vết tích, thời gian nguyên thủy đâu? Bị đào đi. Đào đi rồi. Đan Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, đào đi thời gian nguyên thủy. Chẳng phải là nắm thời gian trong tay. Nắm thời gian trong tay, chẳng phải là có thể tồn tại vô hạn, mà tồn tại ở thời gian tùy ý khác nhau. Bọn người Lý Dần đều không thể bình tĩnh, lại là hư không chi môn. Lại là tâm thời gian, hôm nay thật sự là được mở rộng tầm mắt. Không hổ là đế quân, vấn đề tiếp xúc chính là không giống với người bình thường, trong lúc vô hình lại để bọn hắn sinh ra chủng nhìn lên trái tim. Không hổ là tinh linh đế tộc, yêu thích hòa bình, giữ vững trung lập, từ trước tới giờ không liên lụy chiến tranh, cũng làm cho bọn hắn chứng kiến lịch sử, ghi chép lịch sử tốt hơn. Hỏa linh nhi đâu, nàng là cái gì? Khương Phàm quan tâm hơn chính là hỏa linh. Khó mà nói. Tinh linh đế quân chậm rãi lắc đầu. Cái gì gọi là khó mà nói? Không phải ngài tra xét tuổi tác, cấu thành, năng lượng, còn có linh trí sao? Chính là thời điểm chúng ta đang dò xét số tuổi của nó,
phát hiện chân tướng của luyện thiên lô. Cũng chính là năng lượng thời gian quấy nhiễu ở trong đó, để cho chúng ta không cách nào xác định tuổi tác thật của nàng. Không phải ngài nói thời gian thiên toa không có năng lượng thời gian sao? Bản thân tòa luyện lô kia không có năng lượng thời gian, nhưng có người dùng nó làm trận tâm, dùng thái âm thái dương làm pháp trận, dẫn động năng lượng thời gian giữa đất trời. Nói cách khác, đây không phải là pháp trường luyện hỏa, mà là pháp trường thời gian. Mục đích thực sự rất có thể là trấn áp hỏa linh, chính vào thời kỳ nàng đỉnh phong, ngược dòng quay lại, cưỡng ép về hình thái ban sơ, cho đến khi hủy diệt. Bầu không khí trong đại điện càng vi diệu. Quay lại thời gian, ép về hình thái ban sơ. Nếu quả thật muốn giết nàng, trực tiếp hủy diệt không được sao, tại sao phải sử dụng năng lượng thời gian hại chết? Hay là nói, thủ đoạn bình thường giết không chết nàng sao? Tâm tình Khương Phàm phức tạp, rõ ràng đã rất mạnh, sắp đăng lâm đế vị, quan sát chúng sinh, thống ngự vạn dân, nhưng đứng càng cao, thế giới càng nhiều mê vụ. Vì sao nàng còn chưa bị hủy diệt? Thiên hậu hỏi. Cụ thể khó mà nói rõ được, có thể là trong lúc bị trấn áp đó, tòa thượng cổ thần đình kia lọt vào ngoài ý muốn, đám người trấn thủ đều biến mất, năng lượng pháp trường thời gian dần dần biến mất, cuối cùng nàng ngừng lại trong quả trứng kia. Cũng có thể là ở vào nguyên nhân nào đó, người canh giữ cuối cùng từ bỏ hủy diệt nó, mặc kệ tự sinh tự diệt. Cũng có thể là, kỳ thật nàng đang khô kiệt, nhưng các người phát hiện nàng. Nếu như không phải luyện binh lô, năm kiện hỗn thiên linh bảo kia là cái gì? Kiều Hinh đều đưa ra nghi vấn. Ban đầu bọn chúng là thần binh trấn áp, có được linh trí, cũng có khí linh, nhưng trong thời gian pháp trận, chịu ảnh hưởng, cuối cùng quay lại hình thái ban sơ. Tinh linh đế quân lắc đầu, những thứ này chỉ là phỏng đoán tương đối hợp lý. Năng lượng cấu thành của nàng thì sao? Từ lần đầu tiên đan hoàng đã sai không hợp thói thường, mà từ lúc bắt đầu phỏng đoán đã liền sai. Lửa thuần túy, vô cùng thuần túy, không có bất kỳ năng lượng chuyên môn gì. Hỗn độn nguyên hỏa, phần thiên diệt thế viêm, thái dương thần viêm, tử vi thần viêm, thái âm thần viêm các loại, đều là hỏa diễm thế giới sinh ra tại thời khắc khai thiên tích địa, đều có năng lượng chuyên môn. Chương 3013 bí mật sát thiên. Ví dụ như hỗn độn nguyên hỏa, diễn sinh vạn hỏa thiên hạ, phần thiên diệt thế viêm thai nghén linh hồn chu tước, thái dương thần viêm, chí dương chí phách, tượng trưng cho các loại ánh sáng. Nhưng năng lượng cấu thành hỏa linh, thuần túy đến cực điểm, thật giống như khai thiên tích địa đến cực điểm, trước khi hỗn độn nguyên hỏa và các loại thần viêm sinh ra, là luồng hỏa diễm đầu tiên chân chính. Cũng là sợi hỏa diễm kia, sau đó diễn sinh hỗn độn nguyên hỏa, phần thiên diệt thế viêm, thái dương thần viêm, là thần tổ vạn hỏa, thậm chí có thể nói chính là thần viêm sáng thế. Trong đại điện lâm vào an tĩnh kéo dài, ý thức của đám người không khỏi theo đế quân giảng thuật, miêu tả ra một bức tranh thiên địa sơ khai, hỗn độn cuồn cuộn, phát tán ra luồng ánh lửa đầu tiên tại trong mê loạn cùng hắc ám vô tận. Mang tới ánh sáng, mang đến ấm áp, mang đến sinh cơ, mang đến hy vọng. Đầu tiên chờ chút đã. Đan Hoàng đột nhiên chặn ngang, cau mày, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Thời khắc khai thiên, vạn vật mới sinh, hỗn độn diễn biến, kết cục hồng mông đã định. Đế quân suy đoán đó là luồng hỏa diễm đầu tiên, xác thực có khả năng tồn tại. Nhưng, nếu thật sự là như thế, nguồn năng lượng kia quá kinh khủng, tương đương với tất cả thần viêm, đều là sợi hỏa diễm kia phân liệt. Nhưng những thần viêm kia liên lụy đông đảo, ví dụ như hỗn độn nguyên hỏa, diễn biến vạn hỏa thiên hạ, diệt thế phần thiên viêm ti trưởng lực lượng hủy diệt, thái dương thần viêm biểu tượng ánh sáng cùng sinh mệnh, thái âm cực diễm càng đốt ra cửu u thâm không, ti trưởng luân hồi. Quá kinh khủng. Khủng bố đến vượt quá tưởng tượng. Cho nên, sợi hỏa diễm kia không thể nào thật sự tồn tại. Lùi lại vạn bước mà nói, cho dù là thật sự có xuất hiện qua, cũng chỉ là thời điểm hỗn độn sơ khai, pháp tắc còn không có định hình diễn biến sơ kỳ, là tồn tại ngắn ngủi, rất nhanh đã bị cưỡng ép xé rách. Cho nên, loại tồn tại này ngay cả cũng không biết là có thật tồn tại hay không, làm sao có thể tạo ra được. Nếu quả như tạo nên thật, lại nên khủng bố đến cỡ nào? Nó lại là làm như thế nào để tạo ra? Ai có thể trấn áp nó tại trước thượng cổ? Nếu quả như thật sự dọc theo mạch suy nghĩ phỏng đoán của tinh linh đế quân, trong này nhất định dính đến bí mật cực kỳ khủng bố, thậm chí. Cái gọi là thượng cổ thần đình, chính là lồng giam trấn áp hỏa linh vạn cổ. Tinh linh đế quân nói, hỏa linh khẳng định là dính đến bí mật đặc thù, nếu không không đến mức dùng uy lực thời gian quay lại. Thời điểm ta đang dò xét linh trí của nàng, phát hiện nàng không có bất kỳ ký ức gì,
Nói cách khác, nàng thật sự bị quay lại đến lúc được sinh ra, tất cả ký ức vết tích đều bị thời gian xóa đi. Nàng không biết mình là ai, nàng không biết mình đã trải qua cái gì, nàng là thật sự bắt đầu lại từ đầu. Tiềm lực của nàng thì sao? Đông Hoàng càn nhịn không được mà hỏi. Một hỏa diễm nho nhỏ, lại có bí mật như thế này. Mặc dù không thể xác định thân phận cụ thể của nàng, nhưng tiềm lực là vô cùng khủng bố. Thông qua những gì chúng ta đã thử, nàng có thể thôn phệ tất cả hỏa diễm, biến thành năng lượng của chính mình, trở về hỏa diễm thuần túy nhất. Quan trọng nhất chính là, trải qua ta chỉ dẫn, nàng đã bắt đầu diễn biến ra năng lượng đặc thù từ bên trong hỏa diễm nguyên thủy. Ví dụ như, ánh sáng, hủy diệt, sinh mệnh, luân hồi, vân vân. Đám người rốt cuộc cũng biến sắc, cái này chẳng phải là tương đương đã chứng minh hỏa linh nhi chính là sợi hỏa diễm đầu tiên tại thời khắc khai thiên tích địa kia sao? Đan Hoàng thần tình nghiêm túc lên. Ta không tin hỏa diễm như thế lại thực sự tồn tại. Tinh Linh Đế Quân nói. Nhưng nàng xác thực tồn tại, ở bên trong tòa luyện lô kia, ở bên trong tòa này đế thành, ở bên cạnh các ngươi. Đan Hoàng âm thầm nắm tay, trầm giọng nói. Chỉ có một lời giải thích, có người dựa theo loại khả năng suy nghĩ này tồn tại, tạo nên loại tồn tại này. Đây quả thực là đang tạo nên thần viêm sáng thế, nhưng tương tự là đang tạo nên thần viêm diệt thế. Khương Phàm đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hắn biết Hỏa Linh Nhi có bí mật, nhưng không nghĩ tới bí mật lại lớn như thế, muốn cho Tinh Linh Đế Quân điều tra tiềm lực của Hỏa Linh Nhi, không nghĩ tới tra ra một thứ diệt thế như thế này. Đan Hoàng đột nhiên kinh hãi mà hít một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên quay người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên. Tiền bối, ngài đây là... Dạ An Nhiên đều bị kinh sợ lui hai bước, thật sự là chưa từng thấy ánh mắt bén nhọn như vậy của Đan Hoàng. Đan Hoàng lấp lóe ánh mắt, giống như nắm thật chặt cái gì đó. Sư phụ! Vẻ mặt Khương Phàm nghiêm trọng, Đan Hoàng học thức uyên bác, kiến thức rộng khắp nơi, cũng thôi diễn cực tốt, rất có thể đã đoán được cái gì đó. Nhưng liên quan gì đến Dạ An Nhiên? Là ta nhớ lầm, hay là ngươi đã thật sự nói qua? Thần thụ thế giới đã từng trực diện qua người giết trời. Đan Hoàng nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên, cái suy đoán cùng suy nghĩ kia càng ngày càng mãnh liệt. Đệ tử đời thứ hai của ngài ấy, trực diện qua người giết trời, thần thụ thế giới từng thử tương trợ, lại bị người giết trời khóa chặt. Thần thụ thế giới không nói cụ thể tình huống, chỉ nói là nhận lấy trọng thương, thần đình suýt nữa đã biến mất. Hơn một nửa huyết mạch thượng cổ còn sót lại bị thanh lý, thần thụ thì rơi vào trạng thái ngủ say. Đan Hoàng càng nhăn chặt lông mày. Nếu hắn tìm tới thần đình, cũng đều ra tay, vì sao không có xóa thần đình đi? Không có hủy hỏa linh nhi bên trong đi, hoặc là không có nó mang đi bồi dưỡng. Chẳng lẽ là, cố ý để lại? Sư phụ, ngài nghĩ tới điều gì? Hỏa linh nhi và người giết trời có liên quan? Khương Phàm không tiếp nhận được, phỏng đoán này thoáng có chút hoang đường. Hỏa Linh Nhi sao có thể kéo tới chỗ này? Người giết trời gì? Tinh Linh Đế Quân hỏi ngược lại, đây là đang. 3 vạn năm trước, nguyên nhân thật sự mà các đế quân hủy diệt, thật ra là một sinh linh tự xưng người giết trời thần bí giáng lâm đến thiên khải chiến trường, săn giết đế quân, chu diệt thần ma. Từ hồng hoang đến nay, cái người giết trời kia đã mấy lần giáng lâm, 3 vạn năm trước là một lần gần đây, lại nói về trước đó nữa chính là 10 vạn năm trước. Chương 3014 Bí mật sát thiên 2. Đan Hoàng thuận miệng nói, tiếp tục suy tư. Nhưng Tinh Linh Đế Quân cùng tất cả các tinh linh lại kinh động tại nơi đó. Đan Hoàng chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ là có phỏng đoán, nhưng không có nắm chắc, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, từ từ trải vuốt. Tinh Linh Đế Quân thì tiếp cận bọn hắn, nghiêm túc nói. Nói rõ chi tiết cho ta nói, cái gì gọi là người giết trời. Khương Phàm giải thích, nói. Đây là xưng hô hắn tự đặt cho mình, cách mỗi vài vạn năm, thậm chí là càng lâu, hắn sẽ đột nhiên giáng lâm một lần. Trước mỗi lần giáng lâm đều sẽ gây nên phản ứng kịch liệt cho hệ thống thế giới, sinh ra vĩnh hằng lục đạo cùng chư thiên lục táng. Một phen giới thiệu kỹ càng, để các tinh linh vừa mới nhắc lên tinh thần tới lần nữa kinh hãi hoảng hốt. Sinh linh bên ngoài thế giới. Định kỳ đến đây đi săn thần ma. Nơi này được xem như cái gì, trại chăn nuôi thần ma sao? Đây không thể nghi ngờ là mạnh hơn phạm vi hiểu biết của bọn hắn, khiêu chiến thế giới quan của bọn hắn. Khương Phàm nhìn Đan Hoàng còn đang cau mày, thôi diễn suy nghĩ, thì lại mình giới thiệu, nói. Hắn chỉ thanh lý thiên khải chiến trường, từ trước tới giờ không tùy tiện giáng lâm hạ giới, mà đều là đột nhiên giáng lâm, cưỡng ép gạt bỏ, sau đó trực tiếp biến mất, không cho thế giới chuẩn bị,
phản ứng, thậm chí là thời gian trải qua, cho nên tư liệu hạ giới lưu lại ít càng thêm ít. Lần 10 vạn năm trước kia, hẳn là cách thành công gần đây một lần, cũng điều tra ra lực lượng có thể chân chính đối kháng với người giết trời, cũng chính là phong thần đại điển cùng hồng mông phong bia. Bầu không khí trong điện trở nên tế nhị, lúc đầu gặp mặt hơi có vẻ khẩn trương, bây giờ lại biến thành nghiên cứu và thảo luận hệ thống thế giới. Tuy nhiên cái cảm giác rằng có lúc bắt đầu giữa hai bên kia, cũng trở nên nhạt đi rất nhiều sau khi liên tiếp nhận biết trùng kích. Khương Phàm nói, ta biết các ngươi yêu thích hòa bình, nhưng nghênh chiến đế quân chỉ là giai đoạn sau cùng để chúng ta chuẩn bị cuộc chiến sát thiên, nếu như thành công, chúng ta sẽ trọng chỉnh thế giới, làm tốt chuẩn bị vạn toàn, nếu như thất bại, thế giới này sẽ dẫm lên vết xe đổ, tiếp tục lấy số mệnh hồng hoang trăm vạn năm đến nay. Mà đế quân ngài, cùng tất cả tinh linh cùng linh thể thần cấp ở đây, đều sẽ bị thu hoạch săn giết. Vẻ mặt tinh linh đế quân trở nên quái dị, bất thình lình xuất hiện một tin tức, làm nàng trở tay không kịp. Lúc Khương Phàm rời khỏi lần trước, nàng đã dự đoán được trận nguy cơ thần bí kia, nhưng từ đầu đến cuối không có bất cứ suy nghĩ gì. Ngay cả các đế quân khác đều muốn lấy việc xử lý xong Khương Phàm, lại chậm chậm ứng phó trận nguy cơ kia. Kết quả đây, nhận biết của bọn hắn lại non nớt đối với trận nguy cơ kia như thế. Bọn hắn căn bản cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với dạng tồn tại kinh khủng gì. Trách không được thế giới chiếu cố Khương Phàm như vậy. Đây coi như là cái gì? Kẻ được trời lựa chọn. Nếu như bọn người Khương Phàm nói không có sai, chỉ sợ là nàng phải một lần nữa cân nhắc một ít an bài cho tinh linh đế tộc. Dù sao trước lúc này, nàng còn đúng là có chút lo lắng khi không trợ giúp Khương Phàm nghênh chiến đế quân, bây giờ. Chỉ sợ là nàng giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp. Tinh linh đế quân hỏi. Kia cái gì, người giết trời, sẽ đến lúc nào? Lúc này Đan Hoàng lại hít sâu một hơi, từ trong trầm tư khôi phục lại, tiếp lời nói. Trận nguy cơ 3 vạn năm trước kia, từ khi thế giới xuất hiện truyền thừa đến khi tai nạn giáng lâm không sai biệt lắm là 50 năm, nhưng tình huống bây giờ đặc thù, chúng ta phải làm cho tốt sớm chuẩn bị. Đại khái đâu? Chừng 10 năm đi. Thời gian ngắn như vậy, thế giới có thể sinh ra mấy đế quân mới. Ngươi, Khương Thương, còn ai nữa không? Không phải ta hoài nghi thực lực những người khác, bán đế hư hóa là cần thời gian, Khương Phàm ngươi thuộc về dị loại, không có nghĩa là những người khác cũng là dị loại. 3 vạn năm trước, 8 vị đế quân đều không có ngăn được người thần bí kia lại, 30.000 năm sau, chỉ bằng 5-3 kẻ đã có thể làm được. Bình thường tăng lên là không thể nào, nhưng nếu như săn giết đế quân khác, hẳn là có hy vọng. Bán đế không phải nuôi nấng đi ra. Huống chi từ bán đế đến đế quân, cần nghênh đón thiên kiếp, cũng tồn tại nguy hiểm, không phải là ai cũng có thể tùy tiện đột phá. Ý của ngài là? Khương Phàm kỳ quái hỏi lại, trong lời nói có chuyện. Kỳ thật ngươi có thể cân nhắc, xúi dục mấy đế quân. Tinh linh đế quân âm thầm lắc đầu. Xem như nàng đã nhìn ra, tên điên này là điên thật, hắn lại đều không có muốn nghĩ tới chuyện hợp tác. Tất cả đều là săn giết đế quân, tái tạo đế quân trực thuộc ở mình. Các đế quân đối với ta là hận thấu xương, không thể nào hợp tác cùng ta. Huống chi ta lấy cái gì để bọn hắn hợp tác cùng ta? Khương Phàm trực tiếp lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Đương nhiên, hắn không phải muốn đổ sát tất cả đế quân, chỉ là muốn trấn sát mấy kẻ tại lúc bắt đầu, sau đó lại nghĩ biện pháp thu thập mấy kẻ khác, ví dụ như khống chế, ví dụ như kết minh. Mọi thứ đều phải nếm thử mới biết được hay không. Loại như người đây ngay cả nếm thử cũng không nguyện ý nếm thử. Không phải thật sự không có cách, mà là ngươi không nguyện ý nghĩ biện pháp. Tinh linh đế quân nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm. Nàng làm đế quân Dax 30.000 năm, năng lực chịu đựng tương đối mạnh hơn, sau khi hiểu rõ bí mật về người giết trời, nàng đã lập tức bắt đầu suy tính về nơi xa. Không giống bọn Diệu Thiên Nữ Hoàng, bây giờ còn có chút chưa có lấy lại tinh thần. Khương Phàm cùng tinh linh đế quân nhìn nhau một lát, lắc đầu nói. Ngài hiểu khá rõ đối với các đế quân. Cho ta mấy cái lựa chọn. Sớm nói xong, Bắc Thái không được, Thái Sơ không được, Huyền Vũ cũng không được. Nếu như ta giới thiệu bí mật người giết trời cho 8 vị đế quân, có lẽ bọn hắn sẽ cân nhắc, trực tiếp thả ngươi lên trời chứng đạo, sau đó cùng ngươi dắt tay nghênh chiến người giết trời. Ngài cho là có khả năng sao? Chương 3015 sắp trưởng thành. Khương Phàm trực tiếp cười, đế quân tinh minh vậy mà cũng có thời điểm ngây thơ như thế này. Đây là bởi vì trong lòng lộ ra thiện lương sao? Không thử một chút làm sao biết? Tinh linh đế quân nghiêm túc nhắc nhở,
chẳng lẽ gia hỏa này không biết đế quân mạnh bao nhiêu sao? Luôn muốn giết đế quân. Các đế quân cao ngạo 30.000 năm, lại áp chế hai ta ngàn năm, há có thể bởi vì một trận nguy cơ mà bọn hắn chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng đã hợp tác cùng ta. Xem như cuối cùng muốn hợp tác cùng ta, cũng không thể nào thành tâm thành ý. Ta chịu đủ chuyện đâm đao từ sau lưng rồi, cũng không nguyện ý chỉ huy một đám hoàn toàn không bị khống chế, khiến cho không được cấm không chỉ đế quân. Nhất định phải giết mấy đế quân, để bọn hắn run sợ, bảo đảm ta uy vọng. Cho nên, ta có thể tiếp nhận hợp tác cùng đế quân, nhưng không phải toàn bộ. Càng không phải là bây giờ. Khương Phàm là nhất định phải giết mấy đế quân, một là cung cấp tài nguyên cho bọn người Lý Dần, tiếp tục mạnh lên, tạo nên đế quân thuộc về hắn, hai là hắn muốn bảo đảm quyền khống chế tuyệt đối đối với toàn bộ thế giới, nếu như hiện có đế quân đều còn sống, chắc chắn sẽ không phục tùng, để lại hai ba tên còn có thể khống chế. Tinh linh đế quân lắc đầu, không tiếp tục kiên trì. Bây giờ ngay cả bán đế đều không phải, liền muốn vọng bàn giết đế quân, cũng chỉ có tên điên này có thể có ý tưởng này. Khương Phàm nhìn về phía Thiên Nghi nữ hoàng. Ta có thể gặp Khương Thương một chút không? Hắn đang bế quan chiều sâu, chờ hắn xuất quan lại đi. Liên quan tới chuyện phong thần đài, người đã đề cập với hắn chưa? Không có. Thiên Nghi nữ hoàng lắc đầu, đối với Khương Phàm mà nói, đây là chuyện tốt, nhưng đối với Khương Thương mà nói, cái này chỉ sợ có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao từ khi Khương Thương bắt đầu hiểu chuyện, nàng đều bồi dưỡng hắn tiếp quản Thương Huyền, cũng là quán chú tư tưởng thống ngự Thương Huyền, đến bây giờ đã ngàn năm. Một ngàn năm. Đột nhiên nói với hắn, ngươi không có hy vọng. Thiên Nghi nữ hoàng không biết Khương Thương có thể tiếp nhận hay không, lại sẽ làm ra phản ứng gì. Chờ hắn xuất quan, ta đến nói với hắn. Linh Nhi đâu, ta có thể nhìn một chút không? Lần này tới đây, Khương Phàm đã chuẩn bị tốt. Hỏa Linh Nhi tại Địa Tạng Cung, nơi đó có thể ngăn cách khí tức của nàng. Ta biết ở đâu. Khương Phàm vô ý thức đã muốn quay người rời khỏi, nhưng đi chưa được mấy bước liền lúng túng, lời nói này vừa ra, giống như trở về nhà mình. Đông Hoàng Như Ảnh các nàng đều liếc mắt nhìn Khương Phàm. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, nhắm mắt nói. Hình như ta quên rồi, nếu không, ngài sắp xếp người dẫn đường. Không, ngươi nhớ kỹ. Tinh linh đế quân không nể tình chút nào. Ha ha, ta giống như lại nhớ ra rồi. Khương Phàm cười khẽ hai tiếng, mang theo bọn người thiên hậu, đan hoàng rời khỏi đại điện. Tinh linh đế quân ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, trầm mặc thật lâu. Thiên Nghi nữ hoàng và toàn bộ những người khác không hề rời khỏi. Ai cũng không nghĩ tới đột nhiên lại nhận được bí mật kinh thế như thế này. Người giết trời. Đó là dạng tồn tại kinh khủng gì mà lại có thể săn giết đế quân. Đồ sát thần ma. Trước đó chiến tranh nguy hiểm nhất mà bọn hắn nhận định là cuộc chiến đăng thiên kiều sắp đến. Đó là quyết chiến quyết định vận mệnh sinh tử của Khương Phàm thậm chí toàn bộ thế giới, cũng là đại chiến sử thi lên cao đến cấp bậc đế quân. Kết quả đây, đó lại không phải là điểm cuối cùng. Nguy cơ về sau lại càng kinh khủng hơn nữa, càng tuyệt vọng hơn nữa. Bọn huyền thổ chiến thần đột nhiên có chút bội phục đám người Khương Phàm kia, vậy mà không có cảm thấy tuyệt vọng, còn ngạnh kháng loại áp lực kia, tiếp tục bước về phía trước, thậm chí bộ dáng còn giống như rất có lòng tin. Đế quân. Không phải là chúng ta nên điều chỉnh sách lược. Diệu Thiên Nữ Hoàng mở miệng, tinh linh tộc bọn hắn thân cận tự nhiên, là thần linh tự nhiên, cũng tôn trọng hòa bình, nhưng bây giờ. Chỉ sợ bọn hắn không thể không làm chút chống lại. Người giết trời, tên này thật sự là phách lối cực hạn. Hồng Võ Thiên Thần lắc đầu rung động, khó có thể tưởng tượng được đó sẽ là dạng tồn tại kinh khủng gì. Săn giết đế quân lại còn có thể bị săn giết, chẳng lẽ phía trên đế quân, còn có cảnh giới khác. Huyền thổ chiến thần cao mày, đó là vấn đề hắn không hiểu được. Sau một trận kiềm chế lâu dài, tinh linh đế quân làm ra quyết đoán. Chuẩn bị chiến đấu đi, cuộc chiến đăng thiên kiều, Khương Phàm nhất định phải thắng. Bên trong Địa Tạng Cung, Hỏa Linh Nhi đang uốn lượn đuôi rắn, nằm sấp uốn tại nơi đó ngủ say. Chỉ mới 2 năm không gặp, tiểu gia hỏa lại đã trưởng thành. Trước đó Khương Phàm mang theo hơn 20 năm, miễn cưỡng từ kích cỡ tương đương ngón cái. Dài đến nửa mét, kết quả tinh linh đế quân nuôi 2 năm, vậy mà từ dài nửa thước đến hơn 1 mét, trước đó giống như là một tiểu hài nhi, bây giờ giống như là thiếu nữ, như nụ hoa chớm nở. Khụ khụ, thiên hậu, Dạ An Nhiên các nàng vừa mới địa cung đã cùng ho khan lên. Làm sao? Khương Phàm còn chưa hiểu, hắn vẫn đang trông mong nhìn Linh Nhi trên bệ đá địa cung xa xa.
Các ngươi chờ một lát, bây giờ không tiện. Thiên hậu các nàng ăn ý đi mau mấy bước, ngăn cản Khương Phàm cùng Đan Hoàng. Khương Phàm giật mình, tranh thủ thời gian cùng bọn người Đan Hoàng, Lý Dần quay người. Tiểu nha đầu mặc dù đang nằm sấp, nhưng rõ ràng là không mặc y phục. Trước đó còn nhỏ không có lo lắng, cũng chỉ ở bên trong phần thiên luyện vực của Khương Phàm, bây giờ. Nảy nở. Thiên hậu cùng Dạ An Nhiên các nàng đi đến địa cung, bước đến đài cao. Hỏa Linh Nhi ung dung tỉnh lại, mắt dọc có chút ngưng tụ, khôi phục sáng rực. Thời gian qua đi 2 năm rốt cuộc cũng lại thấy được người quen, lập tức lộ ra nét mặt tươi cười xinh đẹp. Dùng lân phiến, khống chế lại. Dạ An Nhiên khoa tay đơn giản. Hỏa Linh Nhi hiển nhiên không hiểu. Giống chúng ta như thế này, làm y phục. Dạ An Nhiên các nàng thay phiên khoa tay, thay phiên giới thiệu, miễn cưỡng xem như để Hỏa Linh Nhi hiểu ý. Toàn thân Hỏa Linh Nhi lượn lờ mê quang, những chiếc vảy trắng tinh mịn lan tràn lên phía trên, bao lấy thân trên, hình thành nhuyễn giáp. Chương 3016 chi chủ khủng bố. Mặc kệ ở bên ngoài hay là bên trong, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, đều phải giữ vững lại. Sau khi Kiều Hinh chỉ đạo Hỏa Linh duy trì tốt hình dạng, nàng hài lòng nhẹ gật đầu. Sau một phen xử lý tư mật, bọn người Khương Phàm mới đi đến trên đài cao, nhìn Hỏa Linh Nhi nảy nở, gần như không dám nhận nhau. Không chỉ có trưởng thành, cũng thay đổi đẹp hơn, thậm chí còn tản ra mị lực. Tinh linh đế thành không hổ là nơi bồi dưỡng linh thể, so với ta đúng là biết nuôi thật. Khương Phàm rung động, mình là nuôi thả, người ta đây là nhắm vào tính đẹp đẽ mà bồi dưỡng. Nhìn tiểu gia hỏa trong ấn tượng đột nhiên trưởng thành thành tiểu cô nương yêu kiều duyên dáng, lại có chút không quen. Hỏa Linh Nhi nhìn thấy Khương Phàm ngược lại rất kích động, vèo cái vọt tới, giống như là đầu bạch xà quấn lấy Khương Phàm vòng vo vài vòng, ôm lấy hắn từ phía trước, cười hì hì nhìn hắn. Khương Phàm nhìn Hỏa Linh Nhi ngây thơ đáng yêu, tâm tình lại phức tạp. Trước đó xác thực muốn biết bí mật của nàng, cũng muốn biết tiềm lực của nàng, bây giờ đột nhiên có chút hối hận. Kiều Hinh các nàng cũng rất khó tiếp nhận, Hỏa Linh nho nhỏ đột nhiên liên lụy đến một cái bí mật thật lớn. Tiền bối, nơi này không có người ngoài, ngài có ý nghĩ gì không ngại cùng chúng ta tham khảo. Thiên hậu có thể nhìn ra Đan Hoàng ở trong tinh linh đại điện là có lo lắng. Đan Hoàng lắc đầu, nhìn Hỏa Linh Nhi tự định giá một lát, mới nói. Ta vẫn kiên trì thái độ lúc đầu của ta, thời khắc khai thiên tích địa không thể nào xuất hiện hỏa diễm nguyên tổ nghịch thiên như thế. Đây càng giống như là một loại tư tưởng. Cho dù thật sự xuất hiện qua, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau đó sau khi Hồng Mông phán đạo chia ra các loại thần viêm khác nhau. Nhưng, tinh linh đế quân lại nói Hỏa Linh là hỏa diễm nguyên thủy thuần túy nhất nhất, mà còn có thể kích phát ra tất cả năng lượng hỏa diễm đặc biệt. Cho nên từ trên bản chất mà nói, chính là loại vạn hỏa nguyên tổ trong truyền thuyết kia. Cứ như vậy, chỉ có thể nói một ít người ở thời kỳ nào đó, căn cứ khả năng tồn tại suy nghĩ này, tạo nên Hỏa Linh Nhi có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống thế giới. Mục đích thì sao, ai lại có năng lực lớn như vậy? Muốn tạo nên siêu cấp Hỏa Linh như thế này, độ khó có thể nghĩ, đầu tiên là phải giải quyết siêu tập tất cả hỏa diễm thiên hạ, bao gồm cả những thần viêm như diệt thế phần thiên viêm, thái âm thần viêm, thái dương thần viêm, tử vi thần viêm, hỗn độn nguyên hỏa. Nhưng, vấn đề trực quan nhất là những thần viêm này không thể nào đồng thời xuất hiện tại một thời đại nào đó. Muốn tập hợp đủ cơ hồ là không thể nào, mà xem như đồng thời xuất hiện thật, mỗi loại thần viêm đều đại biểu cho lực lượng cực hạn của thế gian, thậm chí là tồn tại đỉnh cấp thần tôn, ai có thể không một tiếng động tụ họp toàn bộ bọn hắn lại, sau đó ép năng lượng, tạo nên cơ thể sống mới. Khi đang nói chuyện, Đan Hoàng lại càng nhăn chặt lông mày, cơ hồ vặn thành u cục, hắn nhìn Hỏa Linh Nhi. Nhưng vấn đề chính là, nàng đã thành hình, mang ý nghĩa thời đại kia đã thành công. Bọn người Khương Phàm đều nhìn Hỏa Linh Nhi, đúng vậy, nàng đã thành hình, mang ý nghĩa thời đại kia đã sáng tạo ra kỳ tích. Là ai sáng tạo ra nàng? Là ai muốn hủy diệt nàng? Đan Hoàng nói, dựa theo suy đoán của ta, có 2 loại khả năng. Đầu tiên, tinh linh đế quân sai, Hỏa Linh Nhi kỳ thật không có tiềm lực lớn như vậy, chí ít không có cái uy lực diệt thế sáng thế kia. Chỉ là giống như suy đoán ban đầu của chúng ta, có người vọng tưởng tái tạo hỗn độn nguyên hỏa. Kết quả gia nhập rất nhiều hỏa diễm khác, đã dẫn phát dị biến, tạo thành tồn tại mạnh hơn hỗn độn nguyên hỏa. Loại khả năng thứ hai, tinh linh đế quân không có sai, thực lực của Hỏa Linh Nhi xác thực sẽ kinh khủng vượt qua tưởng tượng. Chúng ta sẽ phải dọc theo đường dây này phân tích chiều sâu. Điều kiện ra sao để có thể tạo nên khủng bố Hỏa Linh như thế?
lại là cái dạng hoàn cảnh gì lại có thể cho phép hỏa linh như thế này xuất hiện. Bọn người Khương Phàm toàn bộ chăm chú nhìn Đan Hoàng, nghe hắn, truy tìm lấy ý nghĩ của hắn. Đan Hoàng đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình, nói tiếp. Đầu tiên cần phải có điều kiện tiên quyết, không phải người nào đó tạo nên hỏa linh nhi, mà là thời đại kia tạo nên hỏa linh nhi. Là tất cả cường giả ngay lúc đó, từ thần linh đến đế quân, sau khi cùng nhau quyết nghị, làm ra loại hành vi trái với trời này, liên quan song song tạo nên thần linh sáng thế, lại có thể nói là thần linh diệt thế. Thần linh đều là ích kỷ, đế quân càng là ích kỷ, sao bọn hắn có thể tiếp nhận sinh vật cường hãn như thế này, cường hãn đến mức đủ để hủy diệt bọn hắn xuất hiện. Chỉ có thể là bọn hắn đã gặp phải nguy cơ cực kinh khủng. Chỉ với những gì chúng ta nhận biết bây giờ mà nói, chỉ có thể là cuộc chiến sát thiên. Cuộc chiến sát thiên. Bọn người Khương Phàm cau mày, toàn thân bất chợt lạnh lên. Thật chẳng lẽ có liên quan cùng người giết trời? 10 vạn năm trước, thời đại kia thiếu chút nữa đã thành công. Thời đại trước đó, chẳng lẽ không có suýt nữa thành công? Không có sớm phát hiện bí mật người giết trời, sau đó mở ra lối đi riêng, lợi dụng điều kiện ngay lúc đó, làm ra phản kích khác. Ví dụ như, thời đại ngay lúc đó trùng hợp chính là vạn hỏa thiên hạ tề tụ, lại là thời điểm huy hoàng nhất. Cho nên, một vị cường giả nào đó đã căn cứ điều kiện ngay lúc đó, đưa ra đề nghị, sau đó tất cả đế quân cùng nhau phán quyết, quyết định cuối cùng, tạo nên tồn tại mạnh hơn đế quân, dùng chính phương pháp của bọn hắn, nghênh chiến người giết trời. Kiều Vô Hối cùng bọn người Lý Dần đều kinh ngạc nhìn Đan Hoàng, lại có chút hoảng hốt, càng có chút sùng bái. Mặc dù biết Đan Hoàng cơ trí nhiều mưu, cũng biết Đan Hoàng am hiểu thôi diễn, hôm nay còn là lần đầu tiên vinh hạnh lắng nghe ở trước mặt. Phương thức tư duy thiên mã hành không như vậy, nếu như cuồng tưởng kinh thế hãi tục, thật sự là để bọn hắn chấn kinh, tưởng tượng to gan, hợp lý tiến lên, điên cuồng kéo dài, để cho người ta sợ hãi thán phục, đã nghiền, đồng thời cũng không khỏi tin phục, giống như thật sự chính là như vậy. Chương 3017 suy luận kinh thiên. Đan Hoàng đắm chìm ở bên trong thôi diễn của mình, mạch suy nghĩ đột nhiên chuyển cấp, thẳng tới địa ngục. Chúng ta đều biết, bây giờ Phong Đô Quỷ Hoàng thuộc về Quỷ Hoàng đời thứ hai, đời đầu tiên, cũng là chủ nhân U Minh Ban Sơ, chết tại 50 vạn năm trước. Lúc đó xảy ra chuyện gì, ai có thể đưa chiến tranh vào U Minh địa ngục, lúc ấy lại là cái dạng điên cuồng gì, không tiếc hủy diệt chủ nhân U Minh. Phải biết ở trước đó, Phong Đô Quỷ Hoàng trọn vẹn 500.000 năm đều bình yên vô sự. Mà, ngay cả Phong Đô Quỷ Hoàng đều đã chết, Quỷ Hoàng khác lúc ấy có thể may mắn thoát khỏi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, lúc ấy U Minh địa ngục bị trọng thương xưa nay chưa từng có. Cơ hồ biến thành tử địa chân chính. Mặc dù U Minh địa ngục độc lập, nhưng tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ cùng thế giới của chúng ta, nếu như trọng thương nơi đó, chắc chắn sẽ dẫn phát hỗn loạn cực lớn cho toàn bộ U Minh cùng hệ thống thế giới, đây mới thực là loạn thế tai ương. Ai giết vào, ai lại dám can đảm như vậy? Chỉ có thể là người giết trời. Người giết trời không phải chỉ hành động ở thiên khải sao, tại sao lại muốn vượt qua sinh tử lưỡng giới, giết đến U Minh địa ngục? Chỉ có thể là cánh cửa tử vong cường thế nhúng tay trật tự nhân gian, tham dự hành động đặc thù nào đó, mà trận hành động kia đã thật sự mang nguy hiểm cho đến người giết trời. Hành động gì, có phải là U Minh địa ngục cống hiến số lượng lớn thần hỏa địa ngục như Thái Âm Thần Viêm, địa ngục Minh Hỏa? Cũng hiệp trợ nhân gian giới ngay lúc đó, tạo nên hỏa linh nhi vô cùng kinh khủng hay không? Trong địa cung lâm vào lâu dài trầm mặc, bọn người thiên hậu đều bị phỏng đoán điên cuồng của Đan Hoàng làm cho kinh hãi mà rét run. Khương Phàm cau mày, rốt cuộc đã hiểu vì sao Đan Hoàng lại lo lắng trùng điệp, do dự không nói khi ở trong tinh linh đại điện. Phần phỏng đoán này quá điên cuồng, cũng quá rung động, ngay cả Đan Hoàng đều cảm nhận được sợ sệt. Đan Hoàng hít một hơi thật sâu, khôi phục lại từ trong suy nghĩ, hắn chậm rãi lắc đầu. Phía sau tất cả phỏng đoán, đều là căn cứ vào phán đoán của tinh linh đế quân đối với hỏa linh. Mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng, các ngươi hãy ngẫm lại. Nếu như hỏa linh đúng là do tất cả thần viêm cùng thiên hỏa thánh hỏa tạo nên, nhất định là sẽ sinh ra liên hệ cùng hệ thống pháp tắc thế giới, cũng sẽ không thể trực tiếp hủy diệt, nếu không chắc chắn sẽ sinh ra kịch biến không cách nào tưởng tượng, thậm chí là hủy thế giới này. Biện pháp tốt nhất chính là để nó tại thời gian quay, từ từ hòa tan, cho đến khi hoàn toàn biến mất, trở lại với đất trời. Theo ý ta, ngay cả thượng cổ thần đình đang được trù hoạch kiến lập, rất có thể đều là che giấu đại trận thời gian. Mục đích là bảo đảm hỏa linh thuận lợi hòa tan. Dù sao mặc dù nơi đó được mệnh danh là thượng cổ,
nhưng thông thiên tháp và các loại bảo vật đều dính đến thời đại Thái Cổ, mà tiết điểm giữa Thái Cổ cùng Thượng Cổ, vừa lúc ở 500.000 trước. Bọn người Khương Phàm lại hốt hoảng, Hỏa Linh Nhi mãnh liệt như vậy, cuối cùng vẫn thất bại. Người giết trời rốt cuộc mạnh đến trình độ gì? Đông Hoàng Càn đột nhiên hỏi. Dựa theo suy đoán của ngài, chẳng lẽ là người giết trời bố trí Thượng Cổ Thần Đình? Đan Hoàng nói. Hai loại thứ hai, loại đầu tiên, sau khi Hỏa Linh Nhi thảm bại, cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là bắt đầu chậm chạp đoàn tụ, dần dần trở nên cường đại. Dưới tình huống lúc ấy không có người giết trời uy hiếp, thế gian là không cho phép loại năng lượng cực đoan này tồn tại, nhưng lại không thể nào trực tiếp hủy diệt, nên đã tập kết tất cả cường giả lúc ấy, nghiên cứu ra pháp trận thời gian, sau đó tạo nên Thượng Cổ Thần Đình che giấu. Loại thứ hai, người giết trời rất hiển nhiên xem nơi này như khu vực săn bắn, không hy vọng thế giới bị trọng thương, cho nên sau khi thắng được thắng lợi, hắn đã tiện tay bố trí pháp trận thời gian, lấy tương đối ôn hòa phương thức hòa tan Hỏa Linh Nhi. Đông Hoàng Càn âm thầm bội phục, tư duy lão đầu nhi này là thật nhanh nhẹn. Nghe hắn phân tích vấn đề, không tự giác đã có thể xem như là thật, giống như chuyện lịch sử chính là như thế. Dạ An Nhiên hỏi, ngài có khuynh hướng loại khả năng kia? Đan Hoàng trầm ngâm sơ qua, nói. Khó mà nói được, lúc trước, sau khi người giết trời truy tung đến thần thụ thế giới, lại không có trực tiếp hủy diệt nó, rất có thể là sau khi ra tay, phát hiện bên trong phong tồn Hỏa Linh Nhi. Cái này lại tồn tại hai loại giải thích. Một loại là, hắn biết bí mật bên trong Thượng Cổ Thần Đình nơi đó, khi nhìn thấy Hỏa Linh Nhi sắp gặp tử vong, đã không tiếp tục để ý, mặc kệ trở lại thế giới. Một loại là, hắn không biết bí mật của Thượng Cổ Thần Đình, nhưng sau khi nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, phát hiện đã quay lại không sai biệt lắm, đang tử vong, cũng không tiếp tục để ý. Dù sao bỏ mặc tự hành tiêu vong, trở lại thế giới, thích hợp hơn, mà Hỏa Linh sắp chết, cũng không đáng lại để cho hắn lại tiến hành bổ đao. Hai loại đều giải thích được, nhưng, hắn không nghĩ tới, chúng ta lại phát hiện ra nàng. Đan Hoàng nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này phỏng đoán có quá nhiều cuồng tưởng, cũng có được một ít mục đích trùng hợp, nhưng đây là lời giải thích tương đối hợp lý trước mắt hắn có thể suy đoán ra. Mà, ở sâu trong nội tâm Đan Hoàng đã bắt đầu tin tưởng loại phán đoán này. Bởi vì, số mệnh, Khương Phàm tìm tới Hỏa Linh, hoàn toàn là trùng hợp. Loại trùng hợp này, đối ứng vẫn là số mệnh. Ngay cả phong thần đại điển yên lặng trăm vạn năm đều tái hiện, mang ý nghĩa hệ thống thế giới gần như điên cuồng thử nghiệm cứu vớt bản thân. Nếu thật sự Khương Phàm là kẻ được chọn, tất cả những chuyện này đều là trùng hợp, đều là số mệnh chỉ dẫn. Đám người quái dị nhìn Hỏa Linh Nhi, khó có thể tưởng tượng nàng đã từng kinh khủng đến cỡ nào. Nếu thật muốn tính toán ra, đây cũng là sinh mệnh duy nhất từ hồng hoang đến nay, có thể sống sót trên tay người giết trời. Hỏa Linh Nhi mờ mịt nhìn đám người, hoàn toàn không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Chương 3018 một công ba việc. Đông Hoàng như ảnh chờ mong lại cảnh giác. Hỏa Linh Nhi còn có thể khôi phục thực lực đã từng sao? Đan Hoàng lắc đầu nói. Khó mà nói, nếu thật sự là như chúng ta suy đoán, nàng là phong ấn tại 50 vạn năm trước. Mà thời gian thần thụ thế giới phát hiện Thượng Cổ Thần Đình là tại hơn 200.000 năm trước, lúc đó chỉ sợ pháp trận thời gian đã an tĩnh, nếu không thần thụ thế giới sẽ không chú ý không đến, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nàng tiếp nhận thời gian quay lại dài đến 300.000, lại núp ở trong quả trứng kia yên lặng hơn 200.000 năm. Nàng không có triệt để khô kiệt, lại trở về với thế giới, đã là kỳ tích. Muốn trở lại đỉnh phong, chỉ sợ sẽ vô cùng khó. Tuy nhiên, Đan Hoàng cẩn thận quan sát đến Hỏa Linh Nhi. Năng lượng cấu thành của nàng vẫn còn đó, bây giờ lại khôi phục được thần linh cảnh, sau này. Nói không chừng, trở lại đế cảnh hẳn là không vấn đề gì đi. Đám người nghe được thì hít một hơi, trở lại đế cảnh không có vấn đề. Nói cứ như đế cảnh rất nhẹ nhàng. Giữa mấy vạn năm, trong thiên hạ có được bao nhiêu người? Khương Phàm nói, chúng ta còn phải ở chỗ này ở lại 2 tháng, có thể cùng đế quân thương lượng làm sao bồi dưỡng Hỏa Linh Nhi. Mặc dù thân phận Hỏa Linh Nhi thật sự vẫn là bí mật, nhưng coi như trước mà nói, Hỏa Linh Nhi càng nhanh trưởng thành, đối với hắn càng có chỗ tốt. Nhất là cuộc chiến Đăng Thiên Kiều gần ngay trước mắt, hắn cần ứng phó 7 vị đế quân. Kỳ thật chúng ta có thể cân nhắc hợp tác cùng các đế quân. Thiên Hậu nói, nàng có khuynh hướng. Khương Phàm nhìn về phía Thiên Hậu. Từ trên tình cảm mà nói, thống hận nhất những đế quân kia hẳn là Thiên Hậu, bây giờ lại chủ động đề nghị.
Cái này khiến Khương Phàm rất bất ngờ. Dạ An Nhiên các nàng cũng đều nhìn về phía Thiên Hậu, cũng là bởi vì bận tâm cảm xúc của Thiên Hậu, các nàng từ đầu đến cuối không có đưa ra đề nghị làm giao dịch cùng đế tộc. Chỉ cần chàng còn không có chân chính xưng đế, cho dù là hy vọng, ở trong mắt các đế quân khác, chàng chính là kẻ yếu tùy ý bị trà đạp, bây giờ phái người đến nói chuyện hợp tác cùng bọn hắn, không có bất kỳ khả năng gì, sẽ chỉ rước lấy bọn hắn xem thường cùng chế giễu. Nhưng nếu như chúng ta không làm gì, chỉ lo cắm đầu tu luyện, ngược lại sẽ khiến các đế quân cảnh giác. Mặc dù bọn hắn sợ chết, nhưng không phải người ngu, nhất định có thể đoán được chúng ta sẽ có kế sách ứng đối cuộc chiến đăng thiên kiều, mà không phải sẽ chỉ cắm đầu lên trời, liều chết huyết chiến. Cho nên, bọn hắn có thể nghĩ tới nhất, hẳn là chúng ta sẽ thuyết phục tinh linh đế quân nhúng tay. Trừ cái đó ra thì sao? Nếu như không có điểm khác, chúng ta đều không tin. Bọn hắn cũng nhất định sẽ gấp rút điều tra, suy nghĩ nhiều mặt. Vì để tránh cho bọn hắn suy nghĩ lung tung, chúng ta có thể bí mật liên hệ đế quân nào đó, lại không cẩn thận tiết lộ tung tích. Sau khi đế quân khác phát hiện thì sẽ lập tức đoán được chúng ta muốn làm giao dịch cùng đế quân nào đó. Cứ như vậy, bọn hắn sẽ nhận định chúng ta chính là muốn dựa vào loại sách lược này ứng phó cuộc chiến đăng thiên kiều, không đến mức cảnh giác cùng điều tra quá độ đối với chúng ta. Thứ hai, còn có thể kích thích bọn hắn cảnh giác lẫn nhau. Mặc kệ là chúng ta chủ động liên hệ, nhưng đế quân có thể hợp tác hay không, chỉ ít ở trong lòng đế quân khác, đã là có hiểm nghi. Hợp tác, ngoài ra, thật coi như chàng bí mật xưng đế tại Thương Huyền, lại giết tới Thiên Khải, đế quân bí mật liên hệ trước đó thấy tình thế không ổn, thật sự là có khả năng lâm trận đào ngũ. Nhất cử, được ba. Biện pháp này có thể thực hiện. Khương Phàm suy nghĩ lập tức sinh động. Ta đề nghị là Hắc Ma cùng Long tộc, liên hệ hai cái là được, quá nhiều ngược lại là biến khéo thành vụng. Dạ An Nhiên trực tiếp mở miệng, hiển nhiên nàng đã cân nhắc qua vấn đề này từ trước đó rất sớm. Đông Hoàng Như Ảnh cũng theo đó nối liền, tỏ thái độ nói. Hắc Ma tộc là sự chọn lựa tốt nhất, đến một lần bọn chúng yếu nhất, mà đối thủ cạnh tranh huyết ma tộc hiện nay không thể nghi ngờ là đế tộc mạnh nhất, sau khi chúng ta bình định, ngàn năm vạn năm đều có thể bị huyết ma tộc áp chế. Thứ hai, chúng ta có thôn thiên ma hoàng đang hư hóa, có thể thay thế huyết ma tộc, biến thành đế tộc mới, lập tức có thể duy trì ảnh hưởng của ma tộc trên toàn bộ thế giới, cũng có thể cam đoan hắc ma tộc là ma tộc mạnh nhất. Cũng có thể cân nhắc long tộc, bởi vì hồng hoang thiên long trung quy vẫn là thiên long tộc, bây giờ đã bắt đầu hư hóa, mang ý nghĩa sẽ thống lĩnh thiên long tộc, cũng tự nhiên mà có điều kiện hợp tác với chúng ta. Không phải chúng ta muốn hợp tác cùng hai bên này thật, mà là để trong mắt đế tộc khác. Chúng ta có điều kiện hợp tác cùng hai bên này, cũng càng dễ dàng kích thích đế tộc khác cảnh giác. Tính cách Đông Hoàng Như Ảnh ổn trọng, một mực không đồng ý nghênh chiến thô bạo toàn diệt, cho nên cũng đã suy nghĩ qua cùng hợp tác đế quân nào đó từ rất sớm, chỉ là nàng không nguyện ý ảnh hưởng bầu không khí vi diệu trong hậu cung, một mực không có chủ động nói ra. Thứ hai, nàng biết cuối cùng của cuối cùng, khẳng định sẽ tiến hành một trận hội nghị đặc biệt, chế định kỹ càng sách lược cho cuộc chiến Thiên Khải, cho nên dự định đến lúc đó mới nhắc lại. Khương Phàm có chút ngoài ý muốn khi thấy Dạ An Nhiên cùng Đông Hoàng Như Ảnh tỏ thái độ, trong nháy mắt cái này hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ từ rất lâu. Chuyện bí mật đàm phán, không vội ngay bây giờ, thời cơ nên nắm chắc tốt. Liên hệ quá sớm, Hắc Ma cùng Long tộc sẽ có thời gian chứng minh trong sạch, thậm chí có khả năng bí mật mưu đồ cùng đế quân khác, tốt nhất là trước khi đăng thiên kiều khai chiến mấy tháng, đột nhiên liên hệ, đánh bọn hắn trở tay không kịp, đảo loạn tất cả tâm cảnh đế quân. Hướng Vãn Tình nhìn Lý Dần, nói. Không cân nhắc Bắc Thái. Nếu như chúng ta thả ra tin tức, Lý Dần nuốt đế tử, chẳng khác nào Lý Dần thành truyền nhân duy nhất của Bắc Thái. Nếu như Lý Dần lại bắt đầu hư hóa, khả năng Bắc Thái hợp tác với chúng ta càng lớn hơn. Chí ít là các đế quân sẽ nghĩ như vậy. Mặc dù chúng ta không nên liên hệ càng nhiều đế quân, dễ dàng biến khéo thành vụng, nhưng ba cái cũng có thể tiếp nhận. Dù sao chúng ta cũng không đến mức liên hệ một đã thành công một. Nhiều một lần làm hậu tuyển, cũng hợp tình hợp lý. Chương 3019 không còn gì khác. Lý Dần chủ động tỏ thái độ. Ta nguyện ý tự mình đến Bắc Thái Đế Thành. Vậy tuyệt đối không được. Khương Phàm quả quyết từ chối, có thể cân nhắc liên hệ cùng Bắc Thái, nhưng tuyệt đối không thể để Lý Dần tự mình đi qua. Thiên Hậu trầm ngâm nói. Kỳ thật ba bên này đều có thể liên hệ, nhưng an bài ai đi qua, cái này cần thận trọng cân nhắc. 7 ngày sau, Khương Thương xuất quan. Thiên Nghi Nữ Hoàng mời Khương Phàm đi qua gặp mặt. Ở phía trước Thiên Khung Thần Thụ, đế quân đã làm quyết định,
chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp với người ứng đối cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, người có thể hoàn toàn tin tưởng chúng ta cũng sẽ dùng hết khả năng. Giọng của Thiên Nghi Nữ Hoàng dịu dàng êm tai. Kể từ khi biết Khương Phàm đạt được Đăng Thiên Kiều Nguyên Thủy, tâm tính nàng đã phát sinh thay đổi vi diệu. Nàng không còn đáng thương cho hắn, mà là kiêu ngạo. Hai đời giãy giụa, cuối cùng đổi lấy thương thiên chiếu cố. Điên cuồng nghịch thiên, cũng đã nhận được thiên đạo tán thành. Đăng Thiên Kiều Nguyên Thủy qua đi trăm vạn năm tái hiện lại, để Khương Phàm có thể an toàn lên trời chứng đạo, chân chính có xưng đế hy vọng. Mặc dù mấy ngày trước biết được bí mật về người giết trời, đó không thể nghi ngờ là nguy cơ càng kinh khủng, nhưng ngược lại Thiên Nghi Nữ Hoàng không có lo lắng. Có thể thuận lợi lên trời xưng đế, là tròn tâm nguyện hai đời của Khương Phàm, là hồi báo đối với Khương Phàm dẫy dụa hai đời. Về phần chuyện tương lai, chí ít không tồn tại có công bình hay không. Ta không nghi ngờ thực lực của các chàng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu xác thực kém một chút. Nếu quả thật có thể bằng vào cánh cửa hư không giáng lâm truy xét đến hư không đế thành, năng lượng không gian nơi đó hẳn là có thể ngăn cách được hết thảy. Các ngươi có thể tới đó cùng các chiến thần và ta luận bàn kỹ nghệ, tôi luyện kinh nghiệm. Mặc dù Khương Phàm biết khi tinh linh đế quân biết bí mật sát thiên sau sẽ hợp tác cùng hắn, nhưng không nghĩ tới đạt được một câu trả lời chắc chắn, hết khả năng. Nếu đã như thế này, hắn cũng sẽ không khách khí. Tinh linh thần tôn cùng linh tộc thần tôn xác thực rất mạnh, quả thực là sinh linh hoàn mỹ được thiên địa tạo nên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật sự là vô cùng thê thảm, Khương Phàm không khoa trương chút nào, hắn tùy tiện điều ra hai chiến thần, là có thể trả đạp thần linh đỉnh phong của tinh linh tộc chết đi sống lại. Đến lúc đó chàng lại thương lượng cùng đế quân đi. Thiên Nghi Nữ Hoàng đứng phía trước thiên khung thần thụ, khẽ vuốt cằm đối với thần thụ, ra hiệu rộng mở phong ấn. Trong cấm khu dưới mặt đất, dây leo xen lẫn, mê quang lượn lờ, tế đàn thần bí treo cao ở chính giữa, còn như trước đó. Khác biệt chính là xiềng xích trên người Khương Thương đã bị giải trừ. Trải qua 2 năm toàn lực bồi dưỡng, trình độ hư hóa của Khương Thương đã đạt 8 phần trở lên, mặt ngoài đã hoàn toàn hư hóa, chỉ còn một phần nội tạng cùng hài cốt ở bên trong. Ngàn năm áp chế hậu tích bạc phát, lại thêm 2 năm này tinh linh đế tộc toàn lực tẩm bổ, tốc độ phát triển của Khương Thương cũng không chậm. Khương Thương nhìn thấy Khương Phàm lại tới, thản nhiên cười nói. Ngài đã nghĩ thông suốt, đã sớm nên như thế này nha. Sống hai đời người, phải hiểu cái gì gọi là nhận mệnh, ha ha. Thiên Nghi vừa muốn răn dậy, lại bị Khương Phàm đưa tay ngăn lại. Bị vây ở chỗ này hơn ngàn năm, người vất vả rồi. Khương Thương xếp bằng ở trên đài cao, khuất tay kéo lấy cái cằm hư vô. Không khổ, ta ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, trừ nhàm chán. Không có gì khổ. Ngược lại là ngài, chịu khổ rồi. Ha ha. Nụ cười thản nhiên, lại là lạnh lùng trào phúng, bên trong địa lao trống trải nghe rất chói tai. Thiên Nghi bất đắc dĩ lắc đầu, cứ việc rất cố gắng giáo dục, cũng giảng thuật qua phụ thân không dễ, nhưng giống như trong lòng đứa nhỏ này đã mang theo âm u tà ác, còn có mấy phần thái độ coi thường dân chúng lương bạc. Khương Phàm ngược lại không có tức giận, hắn đi thẳng tới trên đài cao, ngồi vào trước mặt Khương Thương. Đúng vậy, ta xác thực chịu rất nhiều khổ cực, tuy nhiên. Ai? Một tiếng thở dài, một cái lắc đầu, có chút ngẩng đầu, làm hình hồi ức. Khương Thương có chút quay đầu, đụng đụng lỗ tai hư vô. Ta nghe đâu, ngài phải chết, có di ngôn gì có thể nói cho ta biết. Khương Phàm cười. Ta đang nhớ lại kiếp trước và kiếp này của ta, xác thực rất vất vả, nhưng cũng thật phấn khích. Không biết mẫu thân ngươi có giới thiệu qua cùng ngươi hay không? Ta kiếp trước xuất thân từ Hoang Nguyên Vương phủ tại Xích Thiên Thần Triều, lấy Nam Minh Ly Hỏa Thức Tỉnh Chu Tước truyền thừa, sau đó ra khỏi Thần Triều, tung hoành thiên hạ. Ta đi khắp trăm vạn dặm thương huyền, đã trải qua rất nhiều chuyện, có gặp nguy hiểm, có chua xót, có sung sướng, ta gặp rất nhiều cơ duyên, càng kết giao mấy chục đến trên trăm huynh đệ, bằng hữu tốt. Ta mang theo nữ tử ta yêu mến, thổ lộ tâm tình cùng huynh đệ, mạo hiểm khắp nơi, sông sáo khắp nơi, tăng lên thực lực. Cũng chủ hoạch kiến lập lấy quật khởi thành viên tổ chức. Lại về sau, khi chúng ta dần dần trở nên cường đại, sáng lập Vạn Thế Hoàng Triều, coi đây là cơ sở, Nam Chinh Bắc Chiến, hợp tung liên hoành, từ Bát Bộ Hoàng Đạo, đến Hoàng Đạo Trung Vực, lại đến Thiên Khải Chiến Trường, cuối cùng lấy tên Vạn Thế Thần Triều, kết minh với Xích Thiên Thần Triều, vấn đỉnh chủ nhân Thương Huyền, thống ngự trăm vạn dặm Sơn Hà. Mặc dù cuối cùng thảm bại tại Đăng Thiên Kiều, nhưng nữ tử của ta, huynh đệ của ta, cùng cả thần triều, vì có thể làm cho ta trùng sinh, tế thiên cả nước, hàn nhiên chịu chết.
mấy chục năm kiếp trước, ân ái tình thù, đánh giá thấp cùng huy hoàng, đào vong cùng vinh quang, tuyệt vọng cùng hy vọng, ta đều trải qua. Nói thật, có tiếc nuối, cũng không có tiếc nuối. Sau này chính là ngàn năm yên lặng, cho đến khi ta một lần nữa thức tỉnh tại vùng đất đại hoang, khu tân hắc ám, Bạch Hổ Thành. Ta ra khỏi đại hoang, tiến tới La Phù, xông vào thánh địa, tiến tới bí cảnh, từng bước một, ta một lần nữa quật khởi, lần nữa kết giao huynh đệ bằng hữu, lần nữa gặp người yêu cùng kẻ thù, chuyện ta gặp phải so kiếp trước càng hung hiểm, cũng càng điên cuồng hơn so kiếp trước, ta đã trải qua mạo hiểm cùng dẫy giụa đếm mãi không hết, cũng ôn lại cảm động cùng tức giận. Chương 3020 kích thích. Cuối cùng, ta càn quét bát bộ hoàng đạo, nghênh ký đót hoàng đạo trung vực, ta xông sáo hải vực minh mông, tuyên chiến đế tộc thiên hạ, ta cãi trời mà đi, cũng được trời trợ giúp, từ trước tới giờ ta không khuất phục, ta hướng chết mà sinh, ta tái hiện vinh quang kiếp trước, cũng thành tựu mạnh hơn kiếp trước, ta lại một lần nữa thống ngự thương huyền, ta lại một lần nữa mạnh hơn thần linh. Khương Phàm nói về kiếp trước cùng kiếp này, dõng dạc, kích tình bành trướng. Khương Thương vẫn kéo lấy cái cằm ngồi đó, nhưng hư vô thân thể rõ ràng nổi lên gợn sóng, trong lúc bất chi bất giác đã mang vào bên trong cảm xúc của Khương Phàm. Khương Phàm thở sâu, đối mặt với Khương Thương, nói. Ta chịu qua rất nhiều cực khổ, nhưng ta đã trải qua chuyện người bình thường vài đời đều trải qua không được. Ngươi đã trải nghiệm qua tình yêu chưa? Ngươi biết cái gì gọi là đau đớn chưa? Ngươi chỉ huy hơn 100 vạn quân đội, chinh chiến sát tràng chưa? Ngươi từng gào thét thiên đạo tại Đăng Thiên Kiều chưa? Ta đều đã trải qua. Ngươi biết cái gì gọi là trung thành không? Ta biết, bằng hữu ta kết giao kiếp trước, vì ta mà chịu chết. Chiến thần ta bồi dưỡng đời này, theo ta thủ vệ thế giới. Ngươi biết cái gì gọi là hào hùng không? Ta biết, kiếp trước ta là vì thương huyền mà chiến, không tiếc tuyệt nhiên chịu chết. Đời này ta vì thiên hạ mà chiến, cũng không oán trách không hối hận. Ngươi đây thì sao? Ngươi đây, một câu nhàm chán, lại là toàn bộ của ngươi. Thế giới của ta, cần vô số từ ngữ đến khái quát, ầm ầm sóng dậy, vang dội cổ kim, chói lọi lịch sử, khai sáng thời đại. Tương lai mộ bia ta cũng tràn ngập lời ghi, là vì chúng sinh mà chiến, là vì thương huyền mà chiến, vì thiên hạ mà chiến. Vào cái ngày ta chết ấy, toàn bộ thiên hạ đều hô to tên của ta. Toàn bộ sinh tử lưỡng giới đều biết tin chết của ta. Ngươi đây thì sao, ngươi đây, một câu nhàm chán, khái quát thời gian ngàn năm của ngươi. Khương Phàm nhìn Khương Thương gần ngay trước mắt, mặc dù bộ mặt hắn hư vô, nhưng mặc cho ai cũng có thể ngẫm ra thời khắc này trong ánh mắt Khương Phàm là đang nổi lên ánh sáng thương hại. Thân thể Khương Thương chậm rãi căng thẳng, đón lấy cái nhìn chăm chú của Khương Phàm, lại thật lâu không nói gì. Ngươi đang khổ cực chờ đợi giải thoát khỏi gông xiềng, rời khỏi lồng giam dưới đất này. Nhưng sau đó thì sao? Ngươi đã là bán đế, ra ngoài chính là nghênh đón thiên kiếp, sau thiên kiếp thì sao? Ngươi xác thực có hy vọng thống ngự thương huyền, nhảy cử chiếm đế thành. Nhưng chờ đợi ngươi sẽ là cái gì? Vẫn là nhàm chán nhìn dân chúng, nhàm chán ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nhàm chán. Chờ chết. Ngươi chịu đựng ngàn năm, rốt cuộc cũng rời khỏi địa lao, ngươi cho rằng đã giải thoát rồi. Không, ngươi là bị giam vào lao tù càng lớn hơn, chờ đợi chính là vài vạn năm nhàm chán. Ngươi muốn tìm một chút chuyện để làm. Kích thích nhất chỉ có thể là chiến tranh, nhưng ngươi dám tác chiến cùng đế quân khác, ngươi chỉ cần động thủ. 8 vị đế quân tập thể trà đạp ngươi, chẳng lẽ muốn ngươi trà đạp thương huyền? Khi nhục con dân mình cùng trà đạp nhỏ yếu, có ý tứ sao? Khương Phàm nói, lại nhấc hai tay hư vô lên, nhẹ nhàng bưng lấy mặt Khương Thương. Hài tử của ta, ngươi nhìn lại ngươi. Ngươi đáng thương không, bi ai không, ý nghĩa ngươi còn sống ở đâu? Ngươi thậm chí đều không có cơ hội thể nghiệm một chút cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là hữu nghị, cái gì gọi là đau đớn. Thậm chí là tuyệt vọng, ngươi chính là một con rối, một cái xác không hồn. Cho dù ngươi đang lâm đế vị, thống ngự dân chúng, ngươi sống thậm chí không bằng một người bình thường, ngươi chính là bi ai của toàn bộ thiên hạ, thậm chí toàn bộ thời đại, từ trên xuống dưới đều đang cười nhạo ngươi. Thân thể Khương Thương căng cứng, đột nhiên vung tay ra với Khương Phàm. Mặc dù toàn thân đều là hư vô, nhưng chấn động kịch liệt lại thể hiện sự tức giận của hắn. Ai? Khương Phàm nhẹ giọng thở dài, lắc đầu, đứng dậy, nhìn xuống Khương Thương. Ngươi cảm giác mình rất mạnh, nhưng tài nguyên tu luyện cùng trưởng thành, tất cả đều là người khác bố thí. Ngươi biết cái này gọi là gì không, nuôi dưỡng. Cho dù dung mạo ngươi đẹp, cũng chỉ là người khác nuôi ra.
ngươi biết chiến thần dưới trướng của ta đều là trưởng thành như thế nào không? Sống chết giãy giụa, chém giết đẫm máu, dùng vô số lần hò hét cùng điên cuồng, chứng minh thực lực của mình, dùng vô số lần chinh chiến cùng tuyệt vọng, mà luyện ý chí của mình. Ngươi biết ta nơi đó có bao nhiêu chiến thần không? Cho đến trước mắt, dòng dã 28 vị. Ngươi biết ta nơi đó có mấy vị siêu thần không? Tính cả ta ở bên trong, 4 người, một nửa. Một nửa kia tên là Lý Dần, hắn là đệ tử ta tự mình bồi dưỡng, nuôi dưỡng ngắn ngủi 20 năm đã có một đệ tử tới gần siêu thần. Bây giờ hắn có được hỗn loạn đế mạch, thiên mệnh thần mạch, bất hủ đồ đằng, cùng hơn 30 thánh mạch. Không dùng đến mấy tháng là hắn có thể đột phá hàng rào thần cấp, bước đến sơ khuy bán đế. Xác thực tiềm chất của ngươi rất mạnh, nhưng nếu như là tu luyện, cạnh tranh bình thường, ngươi tại chỗ của ta, 5 vị trí đầu đều sắp xếp không vào. Thiên nghi nữ hoàng đứng ở dưới đài, kinh ngạc nhìn một màn trên đài. Đây chính là ở giữa phụ tử lần đầu tiên chính thức nói chuyện. Hắn lại kích thích con mình toàn thân run rẩy, rèm pha không còn gì khác. Cái này so với dự đoán tốt đẹp của nàng giống như có chút sai lầm. Ai, hài tử của ta vậy mà lại bi ai như thế, chưa từng có nửa phần phong thái của ta. Khương Phàm lắc đầu, đi xuống đài cao. Chàng đang làm gì? Thiên nghi giữ chặt Khương Phàm, thấp giọng chất vấn. Không biết vì sao, tại thời khắc này nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy cơ gần như hoang đường, nàng dùng dòng dã ngàn năm dựng lên cho Khương Thương tự tin tuyệt đối, cảm giác thống trị tuyệt đối, rất có thể sẽ bị Khương Phàm dùng trận này nói chuyện triệt để tan rã. Nếu như đứa nhỏ này gánh không được, chỉ sợ là muốn phế mất. Để hắn kiến thức xuống nhân gian hiểm ác. Khương Phàm thản nhiên cười nói. Chàng sẽ hại hắn. Thiên nghi quay người muốn đi trấn an Khương Thương, lại bị Khương Phàm lật tay bắt lấy. 3 ngày sau lại đến. Chương 3021 ai là ai? Sau khi Khương Phàm cùng Thiên nghi rời khỏi, Khương Thương chậm rãi đứng lên, mặc dù toàn thân hư vô, nhưng hiện tại hắn đang dùng sức nắm chặt nắm đấm, biểu hiện ra sự tức giận của mình. Thuận miệng một câu nhàm chán, lại đổi lấy kích thích và trào phúng như vậy. Hắn tức giận, bực bội, thậm chí là muốn giận mắng gào thét. Nhưng, trong đầu vung đi không được lời Khương Phàm nói, những cái gọi là cuộc sống phấn khích, những trải qua điên cuồng, thậm chí là thân tình. Tình yêu, hào hùng, đau đớn cùng tuyệt vọng vân vân. Hắn tức giận lắc đầu, làm thế nào cũng đều không thoát nổi, càng là bực bội càng là tức giận, những âm thanh này càng là rõ ràng, cuối cùng đều giống như xoay quanh trong địa lao trống trải, thật lâu không tiêu tan. Nhàm chán, bi ai, nuôi dưỡng, chế giễu, ý nghĩa sinh mệnh. Khương Thương đột nhiên hét lớn, vang vọng trong địa lao, tràn ngập sự nóng nảy tức giận. Hắn chính là một con rối. Cho dù lên trời chứng đạo, sau đó cũng chỉ là để bài trí. Đây chính là kết cục hắn đau khổ đợi đến ngàn năm. Thay đổi lồng giam, tiếp tục nhàm chán, sau đó chờ chết. Không không không, tính mạng của hắn không nên như vậy. Hắn càng không phải là con rối của bất cứ người nào. Khương Thương đột nhiên bộc phát, năng lượng kinh khủng như hồng lưu nộ trào khuấy động địa tầng, đánh thẳng vào pháp trận đế quân bố trí. Địa lao lay động kịch liệt, đánh thẳng vào thương khung thần thụ, cũng dung chuyển căn cơ đế thành. Xảy ra chuyện gì? Tinh linh đế quân phát giác được phong ấn có vấn đề, nhanh chóng giáng lâm đến nơi đây, vừa vặn đụng phải Khương Phàm cùng Thiên Nghi vừa mới đi ra. Hắn, Thiên Nghi nữ hoàng đều không muốn nhiều lời, đó là hài tử nàng làm bạn cùng giáo dục dòng dã ngàn năm. Rất có thể đã bị mấy câu từ kẻ làm phụ thân như Khương Phàm này phế đi. Không có gì, để hắn phát tiết một chút, nam hài tử, sao có thể không có chút tính tình. Khương Phàm thản nhiên cười nói. Hắn không chấp nhận được. Đế quân tự mình đi đến phía trước thần thụ, lấy tay đè thân cây lại, rót đế uy cường thịnh vào phong ấn dưới mặt đất, áp chế địa lao đang rung chuyển. Ta còn không có nói với hắn chuyện đăng thiên kiều, hôm nay chỉ là làm nền. Khương Phàm thuận miệng nói, nhưng thừa dịp nơi này không có người ngoài, không chút kiêng kỵ đánh giá đến tinh linh đế quân cùng bên cạnh thiên nghi nữ hoàng. Hai người này rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Bộ dáng, dáng người. Mặc dù tinh linh đế quân xung quanh vẫn bị mê vụ bao quanh, nhưng hình dáng lại có thể rõ ràng phân biệt ra được. Khương Phàm không để lại dấu vết tới gần đến tinh linh đế quân, bắt đầu cẩn thận so sánh. Vừa so sánh thì không sao. Càng xem càng thấy giống, càng xem càng thấy giống. Cái chân mảnh khảnh, cái mông tròn trịa, tỷ lệ mông eo, thậm chí vị trí ngực,
lại nhìn cái cổ giống như bạch ngọc kia, đơn giản chính là một cái khuôn đúc đi ra. Trước đó bởi vì kính sợ đối với đế quân, chưa bao giờ suy nghĩ lung tung, chớ nói chi là so sánh khoảng cách gần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Nghi là nữ nhi của tinh linh đế quân sao? T, ai làm tinh linh đế quân? Đế quân nha, cái này cần cố gắng bao nhiêu lần? Cố gắng bao nhiêu năm? Không đúng, tinh linh đế quân giống như không đến mức như Bắc Thái. Mà nữ nhi cũng không đến mức giống như vậy, còn không có chút bóng dáng phụ thân rồi. Chẳng lẽ nói, Khương Phàm lại đang muốn tới gần. Thiên Nghi đột nhiên chú ý tới nơi này. Khương Phàm tranh thủ thời gian thẳng tắp thân thể, làm bộ cái gì cũng đều không có phát sinh. Dù sao toàn thân cũng hư vô, không nhìn thấy mặt không nhìn thấy mắt, không biết ánh mắt của hắn đang nghiêng nhìn loạn tới chỗ nào. Hắn không có yếu ớt như ngươi nghĩ, ngươi có thể trực tiếp nói với hắn. Tinh linh đế quân không có chú ý tới Khương Phàm kỳ lạ, không ngừng hướng rót năng lượng vào phong ấn dưới mặt đất. Hắn là hài tử của ta biết nên làm như thế nào. Khương Phàm xua tay rời khỏi, không dám cùng một chỗ với hai người này, hắn muốn trở về tỉnh táo một chút. Dừng lại. Tinh linh đế quân ngữ khí lạnh lùng, gọi Khương Phàm lại. Làm gì? Khương Phàm không hiểu thấu, câu nào kích thích đến nàng sao? Tinh linh đế quân nhắc nhở. Hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng một sự thật, từ trên huyết mạch mà nói, hắn là hài tử của ngươi, nhưng người thật sự dưỡng dục hắn là Thiên Nghi, bồi dưỡng hắn trưởng thành chính là Đế Thành. Ngươi chỉ là cống hiến huyết mạch, không có bất cứ trách nhiệm phụ thân gì. Khương Phàm im lặng. Các ngươi cho ta cơ hội sao? Ta cũng không biết có hài tử như vậy, bây giờ oán trách ta rồi. Hay là nói ta không có tư cách giáo dục hài tử của ta? Các ngươi bồi bạn hắn nửa đường phía trước. Nửa đường sau để ta tới tiếp nhận. Các ngươi làm rất tốt, tiếp theo ta cũng sẽ cố gắng làm thật tốt. Tuy nhiên, trong nửa đoạn đường trước đó, các ngươi dùng phương thức của các ngươi, không có trưng cầu ý kiến của ta, trong nửa đường sau, cũng xin mời tôn trọng phương thức giáo dục của ta. Ngươi có quyền giáo dục hắn, nhưng xin ngươi thiện đãi hắn. Thiện đãi hắn, ha ha, thế giới này chưa từng thiện đãi qua ta. Các ngươi dạy hắn sinh sống, ta dạy hắn sinh tồn. Tất cả những thứ hắn muốn, đều cần chính hắn tranh thủ, bao gồm cả thiện ý của thế giới này. Ta trải qua hai thế dạy dỗ ta một cái đạo lý, chỉ có thời điểm ngươi thật sự mạnh lên, thế giới mới có thể trở nên dịu dàng, nếu không. Nó cũng sẽ không có chút khách khí nào đối với ngươi. Khương Phàm nhẹ nhàng điểm các nàng một cái, sau đó quay người rời khỏi mảnh cấm khu này. Giống với các ngươi, năm đó thật sự coi ta là người sao. Ta bây giờ được tôn trọng. Là chính ta tranh thủ tới. Một câu cuối cùng này, vậy mà lại để tinh linh đế quân cùng Thiên Nghi nữ hoàng á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, trước khi biết Khương Phàm có đăng thiên kiều, các nàng vẫn hy vọng hắn có thể chủ động chịu chết. Thật lâu, tinh linh đế quân hỏi Thiên Nghi nữ hoàng. Hắn làm cái gì đối với Khương Thương? Thiên Nghi nữ hoàng lắc đầu nói. Chuyện rất tồi tệ. Tinh linh đế quân nói. Khương Phàm làm việc cường thế. Sự bá đạo, chưa hẳn có thể làm tốt vai trò phụ thân. Tính cách Khương Thương có thiếu hụt, lại vô cùng phản nghịch, sẽ không dễ dàng phục tùng quản giáo. Chờ ngày nào đó Khương Phàm dẫn hắn rời khỏi, ngươi nhất định phải đi theo. Nhưng, ta nói trước, ngươi và Khương Phàm đã kết thúc, đây cũng là chuyện của kiếp trước. Lần này mang theo chúng nữ tử của hắn đến, mặc kệ là hắn tự nguyện, hay là đám nữ tử kia cưỡng bách, đều đang rõ ràng ngươi cho thấy một sự kiện, ngươi, không thuộc về hắn, ngươi. Không được tiếp nhận. Rõ chưa, phải tự trọng, đến nơi đó, làm việc nói chuyện đều phải. Chú ý phân tắc. Chương 3022 phụ tử nói chuyện 1. Thiên Nghi không nói gì, chỉ là dịu dàng nhẹ gật đầu. Tinh linh đế quân ngữ khí lạnh lùng. Ta hỏi ngươi, rõ chưa? Ta vẫn luôn hiểu, chỉ là ngài, giống như không biết rõ. Thiên Nghi nữ hoàng quay người, rời khỏi đình viện cấm khu. Khương Phàm trọn vẹn phơi Khương Thương 3 ngày. Lần nữa trở về, không chỉ là mình, cũng mang đến Thiên Hậu, Dạ An Nhiên cùng bọn người Lý Dần. Khương Thương vẫn ngồi trên đài cao, lấy tay nâng cằm, nhưng đã không có phần thoải mái cùng tùy tính trước đó kia. Thiên địa huyền hoàng. Ý thức đông hoàng như ảnh nhận trùng kích mãnh liệt, vạn cổ thiên thu cùng tự tại vũ trụ cảm nhận được cảm ứng đến từ thiên địa huyền hoàng. Khương Thương cũng nhận phải ảnh hưởng, hắn lung lay đầu mới tỉnh táo trở về. Sau đó hiếu kỳ đánh giá đến bọn nam nữ cùng yêu thú này. Trong ngàn phong cấm năm của hắn, trừ mẫu thân chính là mẫu thân, ngẫu nhiên nhìn chút tập tranh,
còn chưa bao giờ từng thấy nhiều vật sống như vậy. Bọn người thiên hậu đều hiếu kỳ đánh giá hài tử bị giam cầm ngàn năm này. Quả nhiên là có cánh. Cái này rõ ràng đã không phải là linh văn, mà là yêu thể chân thực. Sốt cuộc Kiều Vô Hối cũng gặp được đại ca trên danh nghĩa này, giữa nhau sinh ra cảm ứng huyết mạch vi diệu, tuy nhiên rất đáng tiếc không nhìn thấy hình dạng cùng vẻ mặt của hắn. Đây chính là tình yêu, hữu nghị và tình thân của ngài. Khương Thương ngữ khí lạnh lẽo, không làm che giấu mà hừ một tiếng. Mấy ngày trước còn dùng lời kích thích, hôm nay lại muốn tiếp tục. Hôm nay ta mang tới cho ngươi hai tin tức, một tin tức xấu cùng ba tin tức tốt. Muốn nghe cái nào? Tùy tiện. Khương Thương đảo ánh mắt qua tất cả mọi người, cuối cùng tập trung vào Kiều Vô Hối. Đây chính là vị hoàng tử mẫu thân nói kia. Nghe nói hắn đã giữ gìn quan tài thủy tinh ngàn năm, những năm gần đây còn lập xuống chiến công hiển hách. Trước đó chỉ là tùy tiện nghe một chút, không thèm để ý chút nào, dù sao trong nhận thức của hắn, bất luận là Khương Phàm hay là đám tùy tùng kia, đều là phải chiến tử, chỉ là người chết mà thôi, chỉ có đáng thương. Nhưng trận đối thoại ba ngày trước kia của Khương Phàm thật sự là đã kích thích hắn, nhìn, đệ đệ, trầm ổn tỉnh táo, lại ẩn hàm khí tức sát phạt kia, hắn lại có chút không hiểu, để hắn bực bội. Hâm mộ, là bị nhốt ngàn năm, nhưng những gì vị đệ đệ này trải qua, bất luận là trong vòng ngàn năm, hay là ngàn năm sau, đều phong phú hơn rất rất nhiều so với hắn. Tin tức xấu là, mộng tưởng ngươi khổ sở đợi chờ ngàn năm, chỉ sợ muốn tan vỡ. Nói ngắn gọn, ngươi không làm chủ nhân Thương Huyền được. Trước tiên đừng kích động, không phải ta cố ý muốn nhằm vào ngươi, mà là ta đạt được Đăng Thiên Kiều thời đại hồng hoang, Đăng Thiên Kiều nguyên thủy nhất, ta cùng tất cả siêu thần bên cạnh ta, đều có thể tránh khỏi chiến trường thiên khải, tránh khỏi tất cả đế quân, lên trời xưng đế tại Thương Huyền. Cho nên, ta không chỉ sẽ không chết, ta sẽ còn mang theo người của ta, liên hợp tinh linh đế tộc, nghênh chiến đế quân, trọng chỉnh thiên hạ. Khương Thương hư vô thể hiện nổi lên gợn sóng, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm hồi lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Đây coi là cái gì? Sống ngàn năm, chính là chờ kết cục như vậy. Dựa theo kế hoạch ban sơ, hắn chỉ cần lặng lẽ sống ngàn năm, đợi đến khi cánh cửa hư không trở về, tinh linh đế quân sẽ tạo một cái ngoài ý muốn đặc thù tại Cửu Châu Thập Tam Hải, hấp dẫn sự chú ý của tất cả đế quân, sau đó hắn đến Thiên Khải xưng đế, thuận thế thống ngự Thương Huyền. Sau khi Khương Phàm ngoài ý muốn trùng sinh, tương đương với cho tinh linh đế quân cơ hội mới, không cần tự mình hấp dẫn lực chú ý, Khương Phàm có thể thay nàng làm được, hắn chỉ cần chờ đợi cơ hội phù hợp đăng lâm Thiên Khải, nghênh đón thiên kiếp. Kết quả, Khương Phàm muốn xưng đế. Hắn tính là gì? Khổ sở đợi chờ ngàn năm, trước đó đợi cái nhàm chán, bây giờ chờ cái xấu hổ. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được Khương Thương tức giận, bực bội, cùng lo nghĩ và mê mang ở sâu trong lòng. Ngươi biết cái này gọi là gì không? Tuyệt sử phùng sinh, kiếp trước, ta chiến tử Đăng Thiên Kiều, thiên hạ này đều cho là ta chết rồi, nhưng ta không chỉ có sống lại, còn nặng cả cờ trống, tái chiến thiên hạ. Kiếp này, ta vốn nên dừng bước ở đây, nhưng ta lại được lọt vào mắt xanh thiên đạo, có tiếp tư cách tục bước về phía trước. Trời không tuyển đường người, tuyệt đối không phụ lòng bất kỳ một người nào thật sự dũng cảm tiến tới. Khương Thương tức giận nhìn Khương Phàm, bờ môi hư vô có chút run run. Nhưng không chờ hắn mở miệng, lại bị Thiên Nghi nâng tay lên cưỡng bức ngăn chặn. Khương Phàm tiếp tục nói. Tuy nhiên, ta mang đến trả lại cho ngươi ba tin tức tốt. Tin tức tốt đầu tiên. Ngươi có thể không cần phải mạo hiểm thiên khải, trực tiếp tại Thương Huyền, tại bên trên Đăng Thiên Kiều của ta, nghênh đón thiên kiếp, biến đổi xưng đế. Mà tại ngày đó, sẽ có rất nhiều người của chúng ta cùng nhau chứng kiến. Cùng nhau cầu nguyện cho ngươi. Nếu như thất bại, ngươi tan thành mây khói, không có cái tin tức tốt thứ hai. Nhưng nếu như ngươi thành công, cái tin tức tốt thứ hai là. Ngươi có thể bồi tiếp ta, thống thống khoái khoái nghênh chiến đế quân, tiếp nhận máu và lửa tẩy lễ. Thể nghiệm kích tình cùng chiến đấu. Nếu như người chiến tử tại đại chiến đế quân, cũng coi là một lần càn rỡ tuyên tiết cuối cùng của sinh mệnh, đáng giá. Nhưng nếu như người có thể còn sống sót, sẽ có cái tin tức tốt thứ ba. Một trận nguy cơ mới đang giáng lâm, không phải kết thúc đại chiến đế quân, ta mang theo người chinh chiến thế giới bên ngoài, nghênh đón thần linh thần bí giáng lâm. Đây là một trận số mệnh hoang cổ kéo dài, cũng là một trận chiến tranh tuyệt vọng hủy diệt vô số thời đại. Ngươi có thể trực tiếp tham dự trong đó, ngươi có thể thỏa thích hiện ra thực lực của ngươi, chém giết chiến tích của ngươi, ngươi có thể thống khoái huyết chiến đến cùng. Ngàn năm trước của ngươi nhàm chán đến cực điểm,
nhưng mấy chục năm sau của ngươi sẽ đặc sắc không gì sánh được. Chương 3023 phụ tử nói chuyện 2. Cảm xúc táo bạo của Khương Thương bị thời gian dần trấn an qua, thay vào đó là sao động chưa bao giờ có, không cách nào nói rõ. Thiên Nghi nhìn Khương Phàm dõng dạc, trong lúc bất chợt đã hiểu chỗ ý nghĩa trận làm nền 3 ngày trước kia. Trước hết để cho Khương Thương trống rỗng, bực bội, thất lạc, cảm giác sinh mệnh không có ý nghĩa, hết thảy đều trở nên nhàm chán đến cực điểm, sau đó các thời cơ đã đến, đột nhiên đưa ra 3 cái vui mừng, cũng là 3 tầng vui mừng, tầng tầng tiến dần lên, kích phát nhiệt tình mãnh liệt. Đừng nói loại hài tử, không dành thế sự, như Khương Thương này, ngay cả tâm tình của nàng cũng đều hứng chịu tới điều động. Nhưng, gia hỏa này giở trò mưu chơi đến trên thân hài tử của mình. Từ khi ngươi sinh ra đến bây giờ, đã giao thủ qua với ai chưa? Ngươi ngay cả con kiến đều không có giết qua, đúng, ngươi gặp qua con kiến chưa? Ta nói thực lực ngươi rất kém cỏi, ngươi đừng không phục, ngươi trừ phóng thích võ pháp, múa bút năng lượng, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là chiến đấu, càng không hiểu cái gì gọi là chiến thuật, và chế tạo cơ hội như thế nào, nắm chắc chiến cơ như thế nào. Ta có thể không chút khách khí mà nói, giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Ta cũng có thể dùng tính mệnh cam đoan, ngươi thậm chí đều giết không chết một thần linh đỉnh phong. Tuy nhiên cái này đều không phải là vấn đề. Ta sắp tìm ra hư không đế thành, cũng bố trí tốt phòng ấn đế cấp ở nơi đó. Hư không đế thành, chính là siêu cấp diễn võ trường thuộc về ngươi. Tất cả chiến thần dưới trướng của ta, đều sẽ thay nhau cùng ngươi giao thủ. Ở nơi đó, ngươi không chỉ có thể kiến thức đến kỹ nghệ chiến đấu mạnh nhất, cuồng thần chiến đấu điên cuồng nhất toàn thế giới. Cũng có thể không ngừng rèn luyện trung lưu, đau đớn, kêu rên, sau đó. Mạnh lên, trở nên càng mạnh. Đó là trận hạ lễ đầu ta chuẩn bị cho ngươi, rời khỏi lồng giam. Ngươi có thể thỏa thích la lên, thỏa thích gào thét, thỏa thích phát tiết, thỏa thích trưởng thành. Lời Khương Phàm nói cực mê hoặc lòng người, oanh minh quanh quẩn trong địa lao rộng rãi. Đối với Khương Thương mà nói, lực lượng trong lời nói, kích thích giữa lời nói. Đều đang để cho tâm trí non nớt của hắn hiện lên hình ảnh phấn chấn không cách nào tưởng tượng không ngừng vòng quanh. Loại, nhiệt ý, không cách nào nói rõ kia để cho người ta sao động, để cho người ta khát vọng, lần nữa lan tràn khắp toàn thân. Hồng Hoang Thiên Long ở bên cạnh trơ mắt nhìn Khương Phàm, trêu chọc nhi tử thật sự là chơi vui lại kích thích. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn mà lắc đầu, khả năng xác thực đứa nhỏ này có tà tính một chút, nhưng đụng phải cái lão hồ ly ngàn năm Khương Phàm này, xác thực vẫn kém. Khương Phàm nhìn Khương Thương dùng sức nắm chặt nắm đấm, cơ hồ có thể cảm nhận được hắn sao động cùng chờ mong. Tính cách đứa nhỏ này có vấn đề, hướng dẫn từng bước khẳng định không được, chỉ có thể là hủy hắn trước, sau đó lại tái tạo hắn. Tiếp đến là chờ hư không đế thành giáng lâm, thiết chí siêu cấp lôi đài ở nơi đó, để cho tất cả mọi người thay phiên đi lên trừng trị hắn, hung hăng đánh, đánh vào chỗ chết, để hắn tìm kiếm bản thân từ bên trong vùng vẫy dẫy chết. Khương Thương hít sâu một hơi. Đang muốn kiên định tiếp nhận lời mời, rời khỏi nơi này, chinh chiến thiên hạ. Nhưng ngay lúc khi Khương Phàm nhìn thấy hắn hít một hơi, trong chốc lát, quả quyết xuất kích. Người vây ở chỗ này ngàn năm, quen thuộc cách mẫu thân người nói chuyện dịu dàng, khả năng không thích ứng phương thức đối thoại hơi có vẻ dã man giữa, giống được chúng ta đây, để cho ngươi không thoải mái. Ta cũng không cưỡng bách ngươi, 10 ngày, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, tốt nhất ngươi cân nhắc lời nói của ta. Trong ngàn năm này, mẫu thân người bồi bạn với ngươi, người vô ưu vô lo, tùy ý làm bậy. Nhưng nếu thật sự là quyết định rời khỏi nơi này, ta đối với ngươi tuyệt đối sẽ không dịu dàng khách khí, bởi vì ta phải đối mặt tất cả đều là tử vong cùng giết chóc. Lời vừa tới miệng Khương Thương, bị Khương Phàm cưỡng bức làm cho nghẹn trở về. 10 ngày sau, cho ta một câu trả lời chắc chắn, một câu trả lời chắc chắn vĩnh viễn sẽ không hối hận. Khương Phàm chỉ tới Khương Thương, cách không điểm một cái. Mang theo bọn người thiên hậu lần lượt rời khỏi địa lao, thuận tiện mang theo thiên nghi nữ hoàng ra ngoài. Địa lao trống trải, chỉ còn lại có một mình Khương Thương. Cô độc, an tĩnh bồi bạn hắn ngàn năm. Nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên chán ghét cái loại cô độc này, loại an tĩnh mâu thuẫn này cực độ, thậm chí hắn bắt đầu nôn nóng, bắt đầu ngạt thở, hắn hô hấp dần dần gấp rút, hắn nắm chặt nắm đấm gắt gao trừng mắt. Hắn, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Tại hư không đế thành. Tiếp nhận quần hùng rèn luyện. Tại Thương Huyền Đại Lục, nghênh đón thiên kiếp tôi thể. Tại Thiên Khải Chiến Trường, liều mạng với đế quân thiên hạ. Tại Vũ Trụ Thâm Không, chặn đánh vùng đất ngoại vực, phá diệt loạn cục hoang cổ.
tử vong, đau đớn, đổ máu, giết chóc. Khương Thương kiềm chế cùng phiền muộn dài đến 3 ngày, tại thời khắc này đã tan thành mây khói, kích tình cùng khát vọng vô tận, như núi lửa bắn ra tại lồng ngực. Một loại, nhẹ nhàng vui vẻ, chưa bao giờ thể nghiệm qua, một loại tưởng tượng cũng không nổi, để hắn phát ra tiếng than nhẹ rất nhỏ. Giao hắn cho ta, nàng cứ việc yên tâm. Khương Phàm rời khỏi địa lao, quẳng xuống câu nói với Thiên Nghi, sau đó mang theo bọn người Thiên Hậu nghênh ngang rời khỏi. Thiên Nghi chậm rãi lắc đầu, một trước một sau hai trận nói chuyện này xem như cho Khương Thương hiểu rõ. Trước đó nàng lo lắng tâm cảnh Khương Thương, đối với mâu thuẫn trong lòng Khương Phàm, thái độ đối với Thương Huyền, vân vân. Còn nhận định tâm tính 1000 năm, cũng không phải mấy năm đã có thể thay đổi, kết quả xem như Khương Phàm cho nàng một lên bài học. Có biết dùng lực quá mạnh rồi hay không? Giọng Thiên Khung Thần Thụ vang lên ở sau lưng Thiên Nghi. Dựa theo phương pháp của chàng mà làm đi, Khương Thương chưa chắc sẽ tán thành hắn tôn trọng hắn, nhưng ít ra có thể tìm tới phấn khích nhân sinh thuộc về mình. Thiên Nghi không tin Khương Phàm có thể hoàn toàn thay đổi Khương Thương, nhưng con đường Khương Phàm chỉ dẫn, cũng tuyệt đối thích hợp với Khương Thương, cũng có thể chỉ dẫn Khương Thương rất tốt. Chương 3024 Đồng Quy Vu Tận. Đầu tiên là Phong Thần Đại Điển, sau đó lại là Hỏa Linh Nhi, còn có Man Hoang Đế Tộc cùng Nữ Đế Thần Bí. Đủ loại dấu hiệu, đều rõ ràng tỏ rõ một cái đạo lý. Thế giới thật sự là đã chịu đủ, lần này cần khởi xướng liều chết phản kích. Đan Hoàng bồi tiếp Khương Phàm đi trong rừng rậm tươi mát, càng là suy luận, càng là cảm giác rất có thể thân thế Hỏa Linh Nhi chính là như hắn thiết tưởng. Tập kết tài nguyên cực hạn 100 vạn năm, hội tụ ở thời đại này, nếu như không thể nào đánh bại địch tới đánh, chỉ sợ thế giới này. Trước đó Khương Phàm không có cảm nhận mãnh liệt như vậy, nhưng thân thế của Hỏa Linh Nhi vừa ra, để hắn ý thức đến vấn đề nghiêm trọng, cũng ý thức được trách nhiệm hắn gánh vác. Đúng vậy, liều chết phản kích, không thành công thì thành nhân. Thế giới này, đã chuẩn bị tốt, nhưng ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đan Hoàng dừng bước, nhìn đệ tử này để tâm hắn đau lại hài lòng. Sư phụ yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Khương Phàm cũng dừng bước lại, thở sâu, nhìn lên bầu trời. Đồng quy vu tận. Nếu như không phải đến một bước kia, ta sẽ không tiếc cái giá. Đồng quy vu tận, không tiếc cái giá. Đan Hoàng khẽ nói hai câu, hỏi ngược một vấn đề khoan tim. Chẳng lẽ, thời đại khác không có ôm quyết tâm quyết tử? 10 vạn năm trước, khoảng cách thành công gần đây một bước, chẳng lẽ vị được trời chọn kia không có chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ? 500.000 năm trước, toàn bộ thời đại cùng nhau tạo nên Hỏa Linh Nhi, chẳng lẽ cũng không phải là không tiếc cái giá? Thậm chí Thượng Thương Đại Đế 100 vạn năm trước, gánh vác toàn bộ trách nhiệm thời đại, chẳng lẽ không có làm tốt chuẩn bị chịu chết? Khương Phàm đang bị hỏi, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Đan Hoàng nói, đầu tiên là thế giới mới xuất thế 10 vạn năm trước, đó là khoảng cách thành công gần đây một lần, bây giờ lại là giải mã thân phận Hỏa Linh Nhi 50 vạn năm trước, cũng là một lần toàn bộ thời đại phấn khởi phản kích, còn có Phong Thần Đại Điển 100 vạn năm trước, hẳn là lần đầu tiên cường thế phản kích. 3 lần sự kiện lớn rung động thời không, phát sinh va chạm ở thời đại này. Ngụ ý thế giới kỳ vọng đối với ngươi càng chân thành tha thiết, càng nóng lòng. Ngươi cũng hẳn là làm đến càng tốt hơn, không chỉ là ngọc thạch câu phần. Khương Phàm quay người, nhìn sư phụ mà hắn kính trọng. Ngài muốn nói cái gì? Đan Hoàng lắc đầu. Ngươi một mực tại né tránh vấn đề. Chư thiên lục táng, vĩnh hằng lục đạo, hài tử, là lúc này rồi. Trước đó thật không muốn nói đến vấn đề này, nhưng thân phận của Hỏa Linh Nhi, để hắn không thể không sớm chào hỏi Khương Phàm. Chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo mặc dù ban đầu là riêng mình lựa chọn 12 truyền thừa giả, nhưng mục đích thực sự thật ra là để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cho đến khi lục táng sở thuộc tập trung tại một người nào đó, lục đạo lại tập kết tại một người, lại sau đó. Đối kháng lẫn nhau, cho đến khi một người thôn vệ một người khác, triệt để khống chế lục đạo cùng lục táng. Mặc dù Khương Phàm đã rất mạnh mẽ, nhưng muốn chân chính đối kháng người giết trời, khống chế lục đạo cùng lục táng chỉ sợ là lựa chọn tất nhiên. Nhưng bây giờ hắn chỉ là nắm 3 cái bên trong lục táng, 1 cái bên trong lục đạo trong tay, khoảng cách hoàn chỉnh lục đạo cùng lục táng còn kém quá xa. Khương Phàm rơi vào trầm mặc, sự cường đại cùng ý nghĩa của lục táng cùng lục đạo không thể nghi ngờ, hắn lại làm sao không muốn khống chế càng nhiều. Nhưng, chúng sinh đại táng tại Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Luân Hồi đại táng tại Triệu Thanh Duẫn, Thần Ma đại táng tại Vĩnh Dạ, cũng phải cần sau khi hắn xưng đế mới có thể gặp phải đối thủ. Còn lục đạo,
trừ Vô Hạn Sơn Hà tại chỗ Huyền Đàm nơi đó thì những cái khác đều tập kết ở bên cạnh hắn, nhưng hắn làm sao có thể ra tay được. Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, Khương Thương, ai không phải là người quan trọng của hắn. Đan Hoàng thở dài. Ta không muốn buộc ngươi, nhưng ngươi xác thực hẳn là nên suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Khương Phàm hỏi. Chỉ có một cách đó thôi sao? Đan Hoàng lắc đầu. Khả năng có cách khác, nhưng ta biết, chỉ có một cách này. Khương Phàm ảm đạm, yên lặng đi trên con đường nhỏ giữa khu rừng. Muốn nghênh kích người giết trời xác thực cần dung hợp toàn bộ lục đạo cùng lục táng, nhưng vấn đề ở chỗ phương thức dung hợp. Chỉ có thể thông qua thôn phệ. Không thể nào. Hắn nhất định phải tìm tới phương pháp mới. Đan Hoàng thở dài trong lòng, không tiếp tục quấy rầy Khương Phàm, đưa mắt nhìn hắn đi đến rừng cây. Khương Phàm đắm chìm trong ý thức của mình, lặp đi lặp lại hồi tưởng đến bí mật ở giữa Càn Khôn Đại Táng cùng chúng sinh tạo hóa. Thẳng đến, yêu đồng. Trong đầu Khương Phàm lóe lên linh quang. Trước đó yêu đồng chặn đánh Man Hoang Đế Tổ đã từng hiện ra qua năng lượng thần bí. Dưới Tổ Nguyên Sơn đang mai táng cái gì? Vì sao từ đầu đến cuối yêu đồng cứ ở lại nơi đó? Có phải nơi đó là mấu chốt dung hợp giải quyết chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo hay không? 10 ngày sau, Khương Phàm lần nữa về tới không gian dưới đất chỗ thiên khung thần thụ. Lần này, chỉ mình hắn. Khương Thương đã khôi phục tỉnh táo, vẫn là cái bộ dáng chống tay nâng cằm, nhàn tản lãnh đạm kia. Suy nghĩ kỹ chưa? Khương Phàm nhìn Khương Thương bình tĩnh, cái này so với những gì hắn dự đoán không giống nhau lắm. Ta không có kiến thức, nhưng ta không ngốc, thủ đoạn chơi không tệ. Khương Thương nhếch miệng. Ha ha, muốn học không? Thật sự có cái số mệnh hoang cổ gì đó kia. Xác thực có, truyền thừa ngươi lấy được là một trong vĩnh hằng lục đạo. Mỗi khi thế giới xuất hiện phản ứng như vậy, liền ngụ ý nguy cơ đang đến. Từ hồng hoang đến nay, giữa trăm vạn năm, không biết hắn đã tới bao nhiêu lần, mỗi lần đến đều là săn giết đế quân, đồ sát thần ma, sau đó phóng khoáng rời khỏi. Hậu kỳ hồng hoang, lần đầu tiên nhân tộc phản kích, vận dụng đăng thiên kiều nguyên thủy cùng hồng mông thiên bia, nhưng hẳn là đã thất bại. Mấy chục vạn năm sau, các tộc thiên hạ tựa như là đồ ăn hắn nuôi dưỡng, thường cách một thời gian hắn sẽ tới thu hoạch một nhóm. Nhưng hắn chỉ hành động ở thiên khải, mà còn tới đột nhiên, các tộc phản kích luôn không có chút ý nghĩa nào, khó thoát khỏi số mệnh bị đồ tể. 500 ngàn trước, người có chí khí ở các tộc tiến hành liên minh sớm, tạo nên ra một siêu cấp sinh linh, nhưng thật đáng tiếc, cũng đã thất bại. 10 vạn năm trước, các tộc phát hiện bí mật xuyên qua vạn cổ, cũng tiến hành phản kích thành công nhất. Nhưng cuối cùng vẫn bại. Lần này, hắn lại muốn tới. Chương 3025 Đế Thành. Đế Thành. Hồng hoang đến nay, trăm vạn năm đều không có thành công qua một lần, ngài có thể thành công. Không có nắm chắc, nhưng tóm lại là phải thử một lần, chẳng lẽ muốn từ bỏ. Trước đó ta đã nhắc nhở qua ngươi, càn khôn chưa định, ai có thể vọng đoán chung cuộc. Tuy nhiên cái này đều không cần ngươi quan tâm, tất cả để ta tới khống chế, ngươi chỉ cần theo ta chiến đấu. Thể nghiệm phấn khích của chính ngươi. Khương Thương không có bị thuyết phục, ngược lại hỏi một câu. Nếu nguy hiểm như vậy, ta khẳng định là sẽ chết. Khương Phàm cười. Từ thời khắc ngươi quyết định rời khỏi này, ngươi sẽ đứng trước 3 lần nguy cơ tử vong. Lần đầu tiên là đăng thiên kiều. Thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không hiểu như thế nào là kích phát tiềm lực cực hạn, cũng không có cái gọi là ý chí, tỷ lệ thất bại của ngươi rất lớn. Lần thứ hai, đại chiến đế quân. Các đế quân đã ẩn nhẫn quá lâu, cũng kiềm chế quá lâu, thật coi sau khi chúng ta biến đổi xưng đế, bọn hắn phản kích thảm liệt chưa từng có, ta đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, huống chi là ngươi, tỷ lệ tử vong của ngươi cũng rất lớn. Lần thứ ba, thì là nguy cơ sát thiên, ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Hài tử, ta sẽ dạy ngươi một cái đạo lý, nhớ kỹ cho ta. Cái chết không đáng sợ, hướng chết mới có thể cầu sinh. Ngươi phải có ý chí của mình, niềm tin của mình, thủ vững của mình, phải có tinh thần của mình. Những cái này so cái gọi là thiên phú quan trọng hơn. Chúng ta đều sẽ chết, nhưng chết như thế nào, mới là mấu chốt nhất. Ban đầu ta đã nói với ngươi, ngươi là muốn cô độc ngồi trên đế vị nhàm chán vài vạn năm chờ chết, hay là ma luyện ý chí, cố gắng trưởng thành, ngạnh kháng áp lực điên cuồng huyết chiến, tử vong huy hoàng cùng sán lạn. Hôm nay ngữ khí của Khương Phàm không còn là kịch liệt khẳng khái. Ngược lại là bình tĩnh ôn hòa, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra lực lượng như cũ. Chính như lời hắn lúc trước nói, Khương Thương đối mặt dòng dã ngàn năm đều là thiên nghi,
ở giữa mẫu tử nói chuyện lại nghiêm khắc, cũng là tình thương của mẫu thân dịu dàng, mà từ giờ trở đi, cuộc nói chuyện giữa bọn hắn sẽ vĩnh viễn là đối thoại giữa nam tử, tràn ngập cứng cỏi cùng lực lượng. Khương Thương nâng cằm lên, yên lặng nhìn Khương Phàm, thật lâu không nói gì. Nếu như ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ hư không đế thành giáng lâm, ngươi sẽ phải đi tiếp thu khảo nghiệm, tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu, cảm nhận cái gì gọi là tinh thần. Ngươi ở nơi đó chịu nhiều một phần khổ sẽ nhiều thêm một phần trưởng thành, tương lai chém giết sẽ nhiều thêm một phần thuận buồm xuôi gió. Nếu như ngươi thật không muốn chết, có thể ở lại nơi này, ta sẽ dẫn lấy tinh linh đế tộc, mang theo mẫu thân ngươi, khởi xướng khiêu chiến chiến trường cuối cùng, dùng hết khả năng tạo cho ngươi một hoàn cảnh sinh tồn an toàn. Khương Thương vẫn trầm mặc, trước lúc này, mẫu thân hắn dạy hắn đều là, sinh, như thế nào, bây giờ vị, phụ thân, này dạy hắn đều là đi, chết, như thế nào, tương phản mãnh liệt, để hắn rất không quen, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Mỗi lần cùng vị, phụ thân, này nói chuyện, ở sâu trong nội tâm luôn luôn không ức chế được sao động. Hư không đế thành, khi nào xuất hiện? Hồi lâu, Khương Thương để tay xuống, chống thân thể lên. Khoảng cách cánh cửa hư không xuất hiện còn lại một tháng, nhưng Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại đã bắt đầu sớm dò xét thâm không, tìm kiếm không gian ba động yếu ớt. Cánh cửa hư không hẳn là mấu chốt để hư không đế thành ẩn nấp. Mà vô cùng có khả năng cánh cửa hư không tượng trưng cho không gian pháp tắc của thế giới. Một khi cánh cửa hư không giáng lâm, nhất định sẽ dẫn phát không gian dung chuyển, cũng sẽ hiển hiện vết tích đế thành. Đông Hoàng Như Ảnh khống chế hư không đồ đằng, Đông Hoàng Càn khống chế hư thiên đồ đằng, Đông Hoàng Toại khống chế hư vô đồ đằng, bọn hắn đại biểu cho ba loại lực lượng diễn sinh của hư không pháp tắc, nếu như cẩn thận tuần sát thâm không, cảm ngộ thâm không, hẳn là có thể phát hiện đế thành. Đế quân, ngài tính đúng thời gian không? Khương Phàm đã thật lâu không có chờ mong một chuyện như vậy. Cánh cửa hư không a? Không biết là thời kỳ hồng hoang một trong 12 cánh cửa pháp tắc, hay là cánh cửa diễn sinh? Ta vẫn luôn tính toán thời gian, chính là tháng 8. Đế quân ngồi ngay ngắn ở đại điện trên đài cao, ngữ khí hơi có vẻ bất mãn. Tuổi thọ thì sao, ngài đừng làm cái phán đoán sớm một năm nha. Khương Phàm đứng tại chỗ cửa điện, nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Ta không sai được. Đừng phát tính tình, ta chỉ là hỏi một chút. Không có việc gì thì ra ngoài chờ lấy. Ta giúp ngài vậy, nhìn ngài rất khẩn trương. Ta không cần, ta cũng không khẩn trương. 30.000 năm ngài đều đang đợi thời khắc này đến, khẩn trương thì thế nào, không mất mặt. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Không có, chính là muốn bồi tiếp ngài. Nữ tử của ngươi đều ở nơi này, chớ tìm phiền toái cho mình. Các nàng rất đại độ. Khương Phàm không để ý, chính là đứng tại cửa đại điện như vậy. Lúc trước hư không đế quân làm ấn ký trên cánh cửa hư không, một khi cánh cửa hư không trở về, sẽ chỉ nhận chủ với ta, sẽ không tiếp nhận chủ nhân khác, ngươi chết cái suy nghĩ kia đi. Tinh linh đế quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phàm, khó có thể không biết chút tâm tư của Khương Phàm. Ba vị thần linh không gian của Đông Hoàng tộc sớm tại một tháng trước đã đến hư không tìm kiếm, mục đích ngoại trừ cảm ngộ hư không đế thành. Cũng rất có hiểm nghi chặn đường cánh cửa hư không. Khương Phàm thản nhiên cười nói. Đế quân là lòng tiểu nhân, chúng ta há có thể chiếm lấy bảo vật của ngài. Ngài ngồi ở trong đại điện sớm một tháng, khẳng định là khẩn trương. Một tháng nha, ta sợ ngài cô đơn, đến bồi ngài giải buồn mà. Không phải ngươi ta ngăn ở chỗ này. Lời này nói ra, nếu ngài muốn rời khỏi, ta ngăn được sao? Khương Phàm nhìn tinh linh tụ tập bên ngoài càng ngày càng nhiều. Đều chỉ vào nơi này nhỏ giọng nghị luận, mỉm cười, lui tiến vào đại điện, tiện tay đóng lại cửa điện. Nhưng, không đợi Khương Phàm mở miệng, tinh linh đế quân quả quyết nói. Không mượn, kiên quyết không mượn. Ngài không khống chế được, ở trên tay ngài thật sự là phung phí của trời. Chí ít ta có thể giữ được. Chúng ta liền ngẫu nhiên dùng một chút. Không mượn. Đế quân à, ngài cũng đã đứng tại vị trí này, hẳn là nên lấy đại cục làm trọng chứ. Đại cục chính là đồ tốt đều cho ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3026 Hư không đế quân 1. Không thể nói như thế. Không mượn, ra ngoài. Ta chỉ mượn một chút, xem như bồi thường đối với ta. Bồi thường, ở đâu ra bồi thường? Hài tử. Khương Phàm hơi do dự, nhỏ giọng nói. Là của ngài chứ? Bầu không khí bỗng nhiên vi diệu. Sau đó, làm càn, một tiếng hét lớn, như long trời lở đất,
chấn động đến đế thành rộng lớn đều lay động mãnh liệt. Tinh linh đại điện bạo động, cửa điện ầm vang rộng mở, Khương Phàm giống như là viên thiên thạch nằm ngang bay ra ngoài, liên tiếp đụng đổ mười mấy tinh linh, nện ở trên thành cung. Trước điện, các tinh linh quỳ xuống một mảnh, lại đều lặng lẽ đánh giá Khương Phàm. Thiên Nghi nữ hoàng, Diệu Thiên nữ hoàng và các tinh linh thần tôn nhao nhao kinh động, từ bốn phương tám hướng chạy tới, đang muốn hỏi thăm tình huống, lại đều thấy được Khương Phàm đang từ trong phế tích bò ra tới. Không có việc gì, ha ha, không có chuyện gì. Khương Phàm sửa sang lại áo choàng, đắp kín chiến khu hư vô, phóng khoáng rời khỏi. Thần tộc trao đổi ánh mắt, hỏi thăm tinh linh bên cạnh. Các tinh linh nói nhỏ. Thần hoàng cười mấy tiếng quái dị, đóng cửa lại, sau đó. Đế quân nổi giận, đánh ra, còn nói hắn làm càn. Chư vị thần tôn thể hiện quái dị, gia hỏa này sẽ không phải. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến Khương Phàm kiếp trước, lúc ấy giống như là đã yêu thích làm chuyện này. Tinh linh đế thành khẩn trương cao độ. Tinh linh đế quân thời khắc chú ý thâm không, Khương Phàm, bọn người thiên hậu, cũng ngày đêm không ngừng chờ đợi tin tức. Mặc dù nói là 30.000 năm sau, nhưng trời mới biết lúc ấy làm sao hư không đế quân thiết trí thời gian, 30.000 lại là không phải một thời gian đại khái. Quả nhiên, sau mấy ngày ngắn ngủi, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại đang tìm kiếm trong thâm không, đồng thời đã nhận ra hư không ba động. Ba cái đồ đằng cảm ứng trước nhất, kịch liệt xung chuyển tại thâm không minh mông, lực lượng không gian tượng trưng cho hư không, hư thiên, cùng hư vô tại thâm không dung chuyển hư không pháp tắc. Mọi người nhìn nơi đó. Đông Hoàng Như Ảnh chỉ ẩn núp phía xa bên trong hắc ám vô tận. Hắc ám bạo động, nhấc lên ngọn sóng không gian, khuấy động tám phương, vô biên vô hạn, như là muốn dung chuyển toàn bộ thế giới. Từng sợi ánh sáng như tinh quang vạch phá bầu trời đêm, sáng chói thần bí. Từng đạo đế ngấn như thiên uy rung động thâm không, bao la, hùng vĩ, to lớn. Như là một tôn đại đế phục sinh ở phương xa, nhìn xuống chư thiên vạn cổ, nhìn xuyên cổ kim tương lai. Bọn người Đông Hoàng Như Ảnh vừa khẩn trương lại càng kính sợ, dựa theo đan hoàng cùng thần thụ thế giới giới thiệu, hư không đế quân hẳn là tiên tổ của bọn hắn. Mà hư không đế quân càng là đế quân còn sống sót duy nhất sau cuộc chiến sát thiên, còn tái tạo cách cục thế giới. Nhân vật như vậy, không chỉ có cường đại, mà còn càng vĩ đại. Theo hắc ám bạo động, cuối thâm không một loại khí tức thê lương đập vào mặt, nhưng không có bất cứ âm thanh gì, tĩnh mịch mà giá lạnh, hoang vu lại cô tịch, để tâm tình của bọn người Đông Hoàng Như Ảnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhưng, khi cái gọi là đế thành từ trong hắc ám cùng sương mù vô tận chậm rãi hiện ra hình dáng, bọn người Đông Hoàng Như Ảnh đều bị rung động thật sâu. Đó là đế thành. Cái kia rõ ràng là một ngôi sao. Một viên tinh thần bị móc sạch toàn bộ, bị uy lực và năng lượng cưỡng ép cải tạo. Tinh thần ù ù xoay tròn, giống như một ngôi sao chết, ngang qua vạn cổ, từ thâm không xa xôi phiêu lưu tới, bên ngoài khắc đầy lấy đạo ngấn hư không thần bí mà phức tạp, cùng thâm không sinh ra cộng minh, lại hoặc là hòa làm một thể, nội bộ tinh thần thì là thiên khuyết giống như cổ thành rộng rãi lơ lửng, cực lớn đến để cho người ta không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Dùng tinh thần làm xác, đào đế thành ra. Đông Hoàng Như Ảnh bị hư không đế quân múa bút làm cho khiếp sợ. Không hổ là hư không đế quân. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại rung động đến ngạt thở. Tinh thần đang hoành hành, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng khổng lồ, quy mô của nó tuyệt đối có thể so với thế giới hỗn độn trước đó, nhưng khí thế đập vào mặt, vượt xa thế giới hỗn độn mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Từ sâu trong nội tâm bọn hắn tin tưởng, cái này không chỉ là đào một ngôi sao, rất có thể là dung luyện một ngôi sao. Quy mô ban sơ của tinh thần, tuyệt đối đạt tới trăm vạn dặm trở lên, bị áp xúc đến 10 vạn dặm trở xuống như bây giờ. Quá rung động, quá kinh khủng. Đây là uy lực và năng lượng lớn đến cỡ nào. Hư không đế thành rốt cuộc cũng hoàn chỉnh bày biện ra từ trong hư vô. Một loại áp bách kinh khủng đến cực hạn, khó mà đối kháng, để cho người ta ngạt thở, như là một tòa đại đế đang ở trước mắt. Người giết trời không có đụng tới đế thành khác hạ giới, duy chỉ có phá hủy hư không đế thành. Vì sao? Là hư không đế quân cường đại, uy hiếp đến hắn, để hắn không muốn khi nhìn đến hư không đế tộc sẽ quật khởi. Hay là bên trong hư không đế thành có thứ hắn vô cùng cần? Chẳng lẽ là đang tìm kiếm cánh cửa hư không? Đông Hoàng Như Ảnh và bọn hắn suy đoán lịch sử, cũng không dám tùy tiện xông vào tinh thần. Mặc dù lúc ấy ngôi sao này bị người giết trời trọng thương, nhưng sau đó khẳng định đã được hư không đế quân tu sửa,
có được hệ thống phòng ngự cực kỳ hoàn thiện, huống chi ở trong đó còn có di cốt hư không đế quân. Hư không, hư thiên, hư vô. Lúc này, một tiếng nỉ non già nua quanh quẩn bên trong đế thành tại sâu trong tinh thần. Hư không đế quân. Đông Hoàng Như Ảnh và bọn hắn kinh hô, theo bản năng lui về sau khi mấy bước. Người giết trời bằng sát thiên nhân. Hư không di tộc của ta lại phục hồi rồi sao? Thanh âm lần nữa truyền đến, phiêu miểu trầm thấp, chấn động thâm không, cũng đánh thẳng vào thần hồn của bọn người Đông Hoàng Như Ảnh. Bọn hắn giật mình, thần huyết toàn thân bắt đầu nóng bỏng, thần uy mênh mông không bị khống chế mà bộc phát. Truyền nhân hậu thế, Đông Hoàng Như Ảnh càn, toại. Bái kiến đế quân. Chúng ta là tiểu tộc của hư không đế tộc thất lạc ở bên ngoài, trải qua 30.000 năm sinh sôi, huyết mạch chưa ngừng, linh văn khôi phục. Được thần thụ thế giới tương trợ, lấy hư thiên linh văn trùng kiến cửu thiên thần giáo. Cửu thiên thần giáo hiện hữu thần linh ba vị, tại phong thần đại điển lấy được thần cách, tiếp quản hồng hoang đồ đằng, hư không, hư thiên, hư vô. Đông Hoàng Như Ảnh cùng bọn hắn vội vàng giới thiệu, cung kính hành lễ đối với hư không đế thành. Thương Huyền, chương 3027 hư không đế quân 2. Thanh âm lần nữa truyền ra đế thành. Đế văn yên lặng mặt ngoài đế thành bắt đầu khôi phục, bắn ra cường quang, đế uy cuồn cuộn, giống như là từng dòng lũ lao nhanh giao tung, to lớn mà rung động, theo đế thành thức tỉnh, toàn bộ mặt ngoài sát tinh thần cũng nổi lên cường quang sáng chói, cường quang chiếu xa vạn trượng, rọi khắp thâm không. Bọn người Đông Hoàng Như Ảnh kích động đến phấn chấn, tuyệt đối không nghĩ tới hư không. Đúng vậy, khẳng định sẽ lưu lại ý thức. Sao bọn hắn không nghĩ tới cơ chứ? Đan Hoàng đều lưu lại ý thức. Cùng là đế quân 3 vạn năm trước sao có thể không có được. Huống chi, hư không đế quân là chết bình thường, cũng không phải bị giết chết, khẳng định sẽ còn làm chút bố trí đặc thù. Đông Hoàng Như Ảnh tranh thủ thời gian hô to. 7 vị đế quân vong ân phụ nghĩa, chưa bao giờ đến đỡ hay bảo vệ Thương Huyền Đại Lục. Vạn năm trước, bọn hắn điên cuồng bồi dưỡng bán đế, mưu toan sinh ra tân đế, độc bá Thương Huyền. May mắn được tinh linh đế quân hòa giải thao túng. Không ngừng tạo mâu thuẫn ở giữa đế quân, mới tránh cho đế tộc sinh ra tân đế. Trong vạn năm, bọn hắn đến đỡ con rối, chiếm lấy ngoại vực Thương Huyền, lấy bát bộ hoàng đạo cướp đoạt tài nguyên, cũng trấn áp tất cả linh văn cường đại tại Thương Huyền. Dòng dã 30.000 năm, bọn hắn đối với Thương Huyền không có bất kỳ thiện ý gì. Ngàn năm trước, Thương Huyền hậu tích bạc phát sốt cuộc cũng đã sinh ra được chu tước linh văn, cũng thức tỉnh khởi nguyên đế văn, càng xuất hiện ngự thiên thần văn chưa bao giờ có. Bọn hắn dắt tay phấn chiến, nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng thống ngự Thương Huyền, chu tước làm chủ, định danh phần thiên thần hoàng, ngự thiên làm hậu, định danh thiên hậu, khởi nguyên làm soái, định danh tu la. Nhưng, tại thời khắc cuối cùng bọn hắn lại bị bát bộ hoàng đạo do đế tộc thao túng chân áp, bị thần tộc Thương Huyền bán rẻ, chết thảm bại. Ngàn năm sau, phần thiên thần hoàng trùng sinh, được trời trợ giúp, lại nổi lên Thương Huyền, giết lùi đế tộc luân phiên tiến công, lần nữa thống ngự Thương Huyền. Dù vậy, các đế quân vẫn không chịu buông tha, muốn tại Đăng Thiên Kiều tiến hành trấn áp sau cùng. Đế quân, ngài tỉnh lại thật quá đúng lúc. Đông Hoàng Như Ảnh không chút khách khí lên án việc ác của các đế tộc. Cũng mặc kệ hư không đế quân vừa mới thức tỉnh có tiếp nhận không chịu được hay không, lúc này là hoàn toàn không cần thiết cho những đế quân kia mặt mũi. Bên trong hư không đế thành là một mảnh yên lặng, thật lâu không có tiếng trả lời. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại lặng lẽ đối mặt. Không có đáp lại nữa. Dùng sức quá mạnh rồi. Có thể sợ ý thức kia quá yếu ớt, không chịu nổi phản bội, lại biến mất hay không? Ngọa tào, chúng ta làm tổ tông tức chết. Đại nghịch bất đạo a. Đông Hoàng Như Ảnh đều thoáng khẩn trương, sức thừa nhận của đế quân không đến mức yếu ớt như vậy chứ. Ai? Bên trong hư không đế thành truyền ra một tiếng thở dài rất nhỏ, nồng đậm thất lạc cùng yêu thương, phiêu đãng tại thâm không mênh mông. Cũng chạm tới tâm tình của bọn người Đông Hoàng Như Ảnh. Đế quân chớ buồn, trời bảo hộ Thương Huyền. Mặc dù bây giờ Thương Huyền không có đế quân, nhưng phần thiên thần hoàng tài năng ngút trời, oai hùng cái thế, có 102 trong thiên hạ. 3 năm trước đây, vừa mới mang theo quần hùng Thương Huyền, giết lùi toàn bộ liên quân đế tộc, đúc thành kỳ tích vang dội cổ kim. Hiện nay, Thương Huyền tổng cộng có 5 vị siêu thần, 30 vị thần ma. Thiên hậu, ngự thiên thần văn. Khế ước 7 đại tổ thú, đã là sơ khuy bán đế. Hồng Hoang Thiên Long, siêu cấp tổ mạch Thiên Long tộc, cũng là sơ khuy bán đế. Thôn Thiên Ma Hoàng, siêu cấp ma hoàng tại thời đại kia của ngài, khống chế ma đồ, trùng sinh hắn. Cũng đã là sơ khuy bán đế.
Còn có Đan Hoàng, ngài nhớ kỹ ngài ấy không? Ngài ấy là ân sư của phần thiên thần Hoàng, cũng đã trùng sinh, bây giờ là cảnh giới thần linh. Trừ cái đó ra, phần thiên thần Hoàng cùng tinh linh thần tôn còn có hài tử, cũng đã là sơ khuy bán đế. Phần thiên thần Hoàng còn có một vị đồ đệ, là hỗn loạn đế mạch, sắp siêu thần. Phần thiên thần Hoàng hai đời quật khởi, hai đời nghịch thiên, đúc thành huy hoàng vô thượng. Thương huyền đại lục bây giờ, không phụ tên tổ địa. Phần thiên thần Hoàng bây giờ, cách đế vị xa một bước. Đông Hoàng như ảnh cao vút đáp lại, lời gì êm tai đều nói ra bên ngoài, hoàn toàn không để ý ưu nhã cùng tỉnh táo như bình thường. Ngay cả Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại đều âm thầm co rúm khóe mắt, kiềm chế một chút đi, biết là nam tử của ngươi, nhưng cũng không cần khen như thế chứ. Phần thiên thần Hoàng, đứa con được trời chọn, hai đời nghịch thiên, được thương thương để mắt. Hư không đế quân, các đại đế quân sắp ra tay, liên hợp trấn áp hắn, hủy diệt hắn tại Đăng Thiên Kiều, triệt để chôn vùi hy vọng thương huyền, xin ngài. Cần phải tương trợ. Đông Hoàng như ảnh lại tiếp tục hô to, không thèm đếm xỉa, ý thức hư không đế quân ngủ say trọn vẹn 30.000 năm, gần như trống không, vừa thức tỉnh trước tiên đã nghe được tất mọi chuyện, đều sẽ để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lại nói, vừa mới nghe được tin tức tức giận, đột nhiên đến một tin tức phấn chấn, cái ấn tượng kia, cái hảo cảm kia, khẳng định sẽ bị trực tiếp kéo căng. Ta chỉ là một sợi đế hồn, tế dâng cho cánh cửa hư không, lấy tàn niệm bảo tồn, nhìn thương huyền 30.000 năm sau một chút, thế giới 30.000 năm sau một chút. Giọng của hư không đế quân phiêu miểu trầm thấp, không che giấu được thất lạc nồng đậm. Lúc trước hắn nóng lòng bồi dưỡng tân đế quân cho từng đại lục, chủ yếu là lo lắng người giết trời lần nữa giáng lâm. Hắn cũng biết từng đế quân đều có tư tâm, nhưng ít ra hẳn là sẽ cảm niệm những gì hắn bỏ ra, bảo đảm thương huyền sinh ra tân đế. Kết quả, chỉ có tinh linh đế quân tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa. Chỉ có tinh linh đế quân. 7 tên đế quân, không một vị bảo vệ thương huyền. Hư không đế quân tế hiến. Rốt cuộc Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại cũng biết vì sao đế ngấn giữ được trọn vẹn 30.000 năm ở trên người những đế quân khác. Thì ra hư không đế quân cũng không có thật sự biến mất. Hắn biến mình thành khí linh. Đông Hoàng như ảnh nói. Dựa theo ước định của ngài, cánh cửa hư không sẽ quy thuận tinh linh đế tộc, nhưng hư không đế thành thì sao? Hy vọng ngài trở lại thương huyền, tọa trấn thương huyền, cho chúng ta, cho thương huyền hy vọng cuối cùng, một chỗ sống yên phận. Chương 3028 Hư không đế quân 3. Đông Hoàng Càn cũng nói. Thời đại này xuất hiện rất nhiều kỳ tích, ví dụ như Thượng Thương Cổ Thành tái thế, chúng ta còn phát hiện Đăng Thiên Kiều Nguyên Thủy tại thời kỳ Hồng Hoang. Có nó, chúng ta không cần tiến về Thiên Khải, liền có thể nghênh đón thiên phạt tại Thương Huyền, nếu có ngài bảo vệ, phần thiên thần Hoàng tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm, nếu có đế thành bảo vệ, khi đế quân các phương giết vào Thương Huyền, chúng ta cũng có thể có một chỗ tị nạn. Đông Hoàng Toại cao giọng nói. Trước khi ngài ngủ say, tiếc nuối nhất không ai qua được thương huyền không đế, bây giờ ngài tỉnh lại, chúng ta cung thỉnh ngài chứng kiến thương huyền. Lại nổi lên tân đế, cầu xin ngài bảo vệ thương huyền, lại nổi lên cửu châu. Ba người nói xong, kích động lại mong đợi nhìn qua tinh thần sáng chói, chờ đợi hư không đế quân đáp lại. Thật lâu, chuyển cáo tinh linh đế quân, cánh cửa hư không sẽ như định kỳ vào ở tinh linh đế thành. Hư không đế thành phát ra âm thanh than nhẹ, tinh thần khổng lồ ú chuyển động, thủ vệ đế thành, lái về phía thương huyền. Bọn người Đông Hoàng như ảnh đầu tiên là kích động, tiếp đến lại là sợ hãi thán phục. Tinh thần khổng lồ như là con thuyền lớn di chuyển trong thâm không, nổi lên gợn sóng thâm không kịch liệt, nhưng gợn sóng rất nhanh đã bình tĩnh, cũng không có chuyển ra bao xa, trừ sóng cả mãnh liệt ở khu vực xung quanh, thì bên ngoài cũng không có bất kỳ vết tích gì. Cái lực khống chế kinh khủng này. Thật sự là để bọn người Đông Hoàng như ảnh tự than thở không bằng. Càng quan trọng hơn là, hư không đế thành cường thế giáng lâm rất có thể sẽ không kinh động đến các đế quân khác. Các ngươi đi thương huyền, ta đi báo cáo tinh linh đế quân. Đông Hoàng Càn ra hiệu Đông Hoàng như ảnh đuổi theo sát, nói không chừng có thể được đế quân chỉ điểm. Xuất hiện, hư không đế thành xuất hiện. Âm thanh kích động từ Đông Hoàng Càn vang vọng khắp tinh linh đế thành. Khương Phàm, Thiên Hậu. Thiên Nghi Nữ Hoàng và toàn bộ đuổi tới đại điện, nhìn thấy dáng vẻ Đông Hoàng Càn kích động khoa tay múa chân, cũng nhao nhao nhận lấy cảm nhiễm, kích động mong đợi nhìn hắn. Tin tức tốt, hư không đế quân. Đông Hoàng Càn dừng lại một chút, chờ sau khi tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt cuồng nhiệt, lên tiếng hô to. Hư không đế quân vẫn còn ý thức,
Linh hồn tế dâng cho cánh cửa hư không? Linh hồn vẫn còn. Tinh linh đế quân bỗng nhiên đứng dậy, kích động lại chấn kinh, nhưng càng cảm thấy chuyện kỳ quái. Đế quân nhận thiên kiếp rèn luyện, giao hòa cùng thế giới, ở trình độ nào đó mà nói, tương đương với thương thiên hóa thân. Mặc dù tuổi thọ vài vạn năm, nhưng một khi chết đi, linh hồn sẽ quy về thế giới, không còn luân hồi. Sau khi hư không đế quân chết, linh hồn cũng hẳn là không còn tồn tại mới đúng. Đế quân không còn luân hồi. Đông Hoàng càng kinh ngạc. Khương Phàm và bọn người thiên hậu đều trao đổi ánh mắt, đế quân còn có loại kết cục này. Chết là triệt để chết rồi. Tinh linh đế quân hỏi lại. Các ngươi không biết, nếu như đế quân chết còn có thể luân hồi, địa ngục dám thu sao? Chẳng phải là sau khi luân hồi sẽ lần nữa khôi phục, lần nữa trưởng thành, lần nữa xưng đế. Bọn người Khương Phàm ngưng nghẹn im lặng, đạo lý tựa như là như thế. Đan Hoàng chất vấn. Không đúng, nếu linh hồn tồn tại, còn khống chế cánh cửa pháp tắc, vì sao 30.000 năm không xuất hiện? Hắn hoàn toàn có thể khống chế cánh cửa pháp tắc, trấn thủ Thương Huyền. Vấn đề là ở trên cánh cửa hư không, linh hồn của hắn là thật sự tồn tại, hay chỉ lưu lại ý niệm? Tinh linh đế quân tiếp cận Đông Hoàng Càn. Ngài ấy còn nói cái gì rồi? Đông Hoàng Càn nói. Hư không đế quân để cho ta chuyển cáo, ngài ấy sẽ tuân thủ lời hứa đúng hạn vào ở tinh linh đế thành. Bây giờ ngài ấy đang tự mình chỉ dẫn hư không đế thành, tiến về Thương Huyền tọa trấn. Trở về Thương Huyền. Khương Phàm rất phấn chấn. Trước đó chỉ là tưởng tượng, không nghĩ tới sẽ thực hiện thật, còn đơn giản như vậy. Hư không đế thành. Bọn người thiên hậu đều cũng không nghĩ tới sẽ nhẹ nhõm như vậy. Đối với quen thuộc long đong và ngoài ý muốn như bọn hắn mà nói, thông thuận như thế thật sự là rất hiếm thấy, lại có chút không quen. Thiên nghi nữ hoàng nói. Mang theo Khương Thương đi. Không nôn nóng, chờ ta thu xếp tốt lại đến đón hắn. Khương Phàm vội vã không nhịn nổi, chào hỏi bọn người thiên hậu bay lên không rời khỏi, lao thẳng đến tế đàn không gian bên ngoài đế thành. Hư không đế quân, lại còn lưu lại ý thức. Tinh linh đế quân nhìn lên thâm không, vẻ mặt phức tạp. Mặc dù còn không biết phần ý thức này là tồn tại như thế nào, lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, nhưng đối với bảy đại đế quân mà nói, cái này chỉ sợ là rung động không nhỏ. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đi ra, một tiếng, còn tốt chứ, của hư không đế quân, sẽ mang đến áp lực tinh thần bao lớn cho bảy đế quân kia. Càng ngày càng có ý tứ. Tinh linh đế quân thu hồi ánh mắt, lặng lẽ chờ hư không đế quân trở về. Sinh mệnh thần điện. Khi hư không đế thành va chạm thế giới, tái nhập Thương Huyền đại địa, nhìn lên không gian ba động mãnh liệt, cũng không có ảnh hưởng quá xa, cực hạn tại trung vực, giáng lâm địa chu, sóng chiều không gian cũng ngăn cách dò xét. Cho dù là tai mắt đế tộc tiềm phục tại Thương Huyền cũng đều tưởng rằng xí thiên giới vẫn tồn tại. Nhưng, nữ đế trong thần điện đã bị kinh động. Cánh cửa hư không, ngươi lại còn trở về. Dáng người nữ đế mông lung, phiêu miểu khó lường. Nàng đưa tay sờ nhẹ không gian, cảm nhận được gợn sóng pháp tắc vừa quen thuộc vừa xa lạ. Từ sau khi bị giam giữ đến Thượng Thương cổ thành, nàng đã triệt để ngăn cách liên hệ cùng thế giới này, mà vừa đóng chính là trăm vạn năm. Sau khi thoát khốn mới phát hiện, 12 huynh muội đã từng của chỉ còn tử vong cùng kiếp nạn. Tử vong trấn thủ U Minh, vẫn lạnh nhạt y hệt năm đó, mặc kệ chuyện nhân gian, không để ý tới thế gian hỗn loạn, một lòng diễn biến địa ngục quỷ tộc. Kiếp nạn tàn phá không chịu nổi, đã không có cường thịnh như năm đó, biến thành vũ khí của nhân tộc, lại cố chấp lấy kiêu ngạo đã từng, không chịu quay về hệ thống pháp tắc. Hồi tưởng trận, loạn cục hoang cổ, trăm vạn năm trước kia, nàng đã không có hy vọng xa vời đối với những huynh muội khác. Ngủ say thì ngủ say, biến mất thì biến mất, hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Không nghĩ tới, nàng lại đột nhiên cảm nhận được cánh cửa hư không giáng lâm. Năm đó, ngươi chính là kẻ đầu tiên từ bỏ. Trăm vạn năm, bọn hắn đều đã không còn, vậy mà ngươi lại trở về. Vì sao? Chương 3029 Hư không đế quân 4. Thân hình nữ đế dần dần mơ hồ, rời khỏi thần điện. Vừa đúng lúc này, tế đàn không gian lại nở rộ ánh sáng, lộng lẫy khắp dãy núi. Khương Phàm, bọn người thiên hậu vượt qua vũ trụ, trở lại Thương Huyền đại lục. Thiên bảo thánh thụ. Khương Phàm quát lớn một tiếng, vang vọng dãy núi, toàn bộ linh tộc đều kinh hãi run lẩy bẩy. Hắn đến rồi. Thiên bảo thánh thụ vội vàng chạy đến trong thần điện xin chỉ thị, kết quả bên trong im lặng, không có bất kỳ lời đáp lại nào. Nữ đế.
Thiên Bảo Thánh Thụ hiếu kỳ nhìn quanh, đây là từ chối gặp mặt Khương Phàm sao? Vậy ta thì sao? Nàng ở đâu? Giọng Khương Phàm còn đang quanh quẩn, thân thể hư vô đã chấn vỡ vụn không gian, giáng lâm đến trước mặt thần điện. Rốt cuộc ngài muốn tìm ai chứ, ngài đừng cố chấp. Thiên Bảo Thánh Thụ vừa muốn giải thích, lại bị Khương Phàm một phát bắt được, nhét vào thông thiên tháp. Chuyển cáo nàng, ta chờ tại xí thiên giới. Khương Phàm gào thét, tiếp đó là nhanh chóng rời khỏi. Linh tộc xung quanh thần điện đều hai mặt nhìn nhau, bắt đi. Bắt đi thật, trước sau vài phút mà thôi, đây cũng quá nhanh nhẹn. Dưới sự dẫn dắt của Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Toại, hư không đế thành giáng lâm đến gần thượng thương cổ thành. Mặc dù chỉ là lộ ra một phần nhỏ, lại nhấc lên chiều cường không gian thật lớn, giống như là biển động sôi trào lao nhanh về bốn phương tám hướng, liên miên bất tuyệt, kinh thế hãi tục. Các cường giả bên trong xí thiên giới nhao nhao kinh động, bọn hắn không rõ tình huống còn tưởng rằng các đế quân giết tới. Là hư không đế thành. Đông Hoàng Toại tranh thủ thời gian giới thiệu cho thôn thiên ma hoàng đang cùng nhau giết đi ra. Các ngươi thật sự nó đẩy ra ngoài rồi. Thôn thiên ma hoàng chấn kinh đến tột đỉnh, đây chính là cái siêu cấp đế thành thời đại kia của hắn. Mặc dù các đế quân đều rất cường đại, nhưng cái gọi là thời gian là tôn, không gian là vua, địa vị cường giả không gian tại thánh linh cảnh cùng thần linh cảnh tôn quý đến mức vấn đề đế quân tức bị phóng đại vô hạn. Tại thời đại của bọn hắn, chính là tồn tại của hư không đế quân, bảo đảm địa vị của thương huyền tổ địa, nhận tám phương đế quân tôn trọng. Hư không đế thành. Bọn người ngu chính uyên liên tục hít một hơi, mặc dù biết mục đích lần này Khương Phàm đi tinh linh đế tộc, nhưng thật không nghĩ tới sẽ có thể kéo đế thành trong truyền thuyết về. Đế thành A. Mặc dù năm đó hư không đế quân vẫn lạc, nhưng thời điểm vẫn lạc khẳng định đã tiến hành qua tu sửa đối với đế thành. Nhất là sau khi trải qua trận chiến đấu với Bắc Thái đế thành, nhận biết của bọn hắn đối với đế thành đã càng sâu hơn. Có cái này, thậm chí bọn hắn có thể kiềm chế đế quân nào đó lại. Vui mừng tới quá đột nhiên, cũng quá kích thích. Hư không đế quân vẫn còn ý thức, giữ vững tôn trọng. Đông Hoàng Toại nhắc nhở đám người đang oanh oanh liệt liệt tụ tập tới. Ý thức vẫn còn. Đám người hồi hộp, đế quân còn lưu lại ý thức. Cái này chẳng phải là còn có thể khống chế đế thành. Đám người nghiêm nghị kính trọng, đều theo bản năng chỉnh lý vạt áo, thẳng tắp lồng ngực, triển hiện phong thái thần thái của mình với chủ nhân thương huyền ngày xưa, đám yêu thú cũng đều kích phát huyết mạch. Hiện ra uy thế cường đại, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng đế thành. Bọn hắn được Đông Hoàng Như Ảnh dẫn dắt, xuyên qua sát ngoài tinh thần, dọc theo hoành cầu vạn dặm, đi tới đế thành hùng vĩ. Đế thành to lớn, giống như là trái tim tinh thần bị móc rỗng, tạo dựng mà thành ở bên trong, mang theo hùng vĩ rung động, cũng tràn ngập quỷ phủ thần công tinh xảo. Đây là siêu cấp đại thủ múa bút, cho dù bọn hắn đều đã được tôn làm thần linh, nhưng cũng khó mà tưởng tượng được nguồn lực lượng kia. Bọn người Triệu Thiên Khoát cũng xen lẫn trong bên trong, khiếp sợ đến tột đỉnh, cho dù tầm mắt bây giờ đã không phải bình thường, nhưng vẫn khó có thể tưởng tượng lại có người có thể đục khắc tinh thần đúc thành. Đế thành chia làm hai tầng cấu tạo nội ngoại, ngoại tầng là nơi dân chúng bình thường sinh hoạt, bên trong thì là chỗ ở của cường giả sở thuộc đế tộc. Nhưng bất luận là ngoại thành hay là nội thành, con đường và kiến trúc đều sắp xếp dựa theo quỹ tích đặc thù, lại lóe ra mê quang, trải rộng pháp trận cùng đạo ngấn. Như là kiến trúc cả tòa đế thành đều giống như sinh mệnh tự do hô hấp. Đông Hoàng Như Ảnh và đám người đứng ở trong đó, bỗng nhiên có chút thương cảm. Nơi này đã từng phồn hoa náo nhiệt, hưng thịnh càng tôn quý, có thể sinh sống ở nơi này không thể nghi ngờ là mộng tưởng của tất cả mọi người khắp thiên hạ, mà nơi này lại càng là hư không đế tộc, càng là đế tộc mạnh nhất thế gian, nhưng... Người giết trời xông ra thiên khải, tàn sát nơi này. Tại trước mặt loại năng lượng kinh khủng đó, chỉ sợ con dân nơi này ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Huy hoàng cực hạn, xuống dốc cực hạn, trong mấy ngày ngắn ngủi đã hoàn thành chuyển đổi. Là rung động đến cỡ nào? Đông Hoàng tộc thật sự tưởng tượng không ra khi hư không đế quân trở lại thương huyền, nhìn thấy đế thành thây ngang khắp đồng, thì sẽ là tâm tình như thế nào? Bọn hắn đi qua ngoại thành, cùng vào nội thành, cuối cùng toàn bộ đều đứng tại trước cung điện. Nơi đó chính là nơi hư không đế quân ngủ say. Mặc dù nhìn rất bình tĩnh, không có một gợn sóng, nhưng lại có loại lực lượng kinh khủng không nói được, để cho người ta sợ hãi, cũng làm cho người người kính sợ. Hư không đế thành, nó đã trở về. Bọn người Khương Phàm trở về, xuyên qua không gian mê xào, chân chính gặp được hư không đế thành. Đầu tiên đập vào mi mắt là tinh thần, trùng kích ánh mắt,
trực kích linh hồn, để bọn hắn nhao nhao hít một hơi, nói thầm một tiếng đại thủ múa bút. Tinh thần không có hoàn toàn giáng lâm, chỉ là chen vào thế giới thật một phần nhỏ, nhưng bởi vì cùng thâm không tương liên, đến mức hình dáng toàn bộ tinh thần toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Thật giống như, một cái siêu cấp cự tinh, quăng tới hư ảnh rung động. Như mộng như ảo, rung động tuyệt luân. Ta, Khương Phàm, chủ nhân Thương Huyền hiện nay, bái kiến đế quân. Khương Phàm đi tới sâu trong đế thành, bao hàm kính trọng hành lễ. Bọn người Khương Diễm nhao nhao lui lại, tách rời ở hai bên, cũng theo Khương Phàm một lần nữa hành lễ. Bất diệt thiên thể, linh hồn chu tước, song đế mạch phù hợp hoàn mỹ, Thương Thiên đối với Thương Huyền ta không tệ. Bên trong hư không đế thành truyền ra thanh âm chậm rãi phiêu miểu của đế quân. Nhận được trời bảo hộ, Thương Huyền không có biến thành phụ thuộc đế tộc. Khương Phàm khiêm tốn đáp lại. Thời đại sẽ không phụ lòng một người thật sự cố gắng. Chương 3030 hư không đế quân 5. Giọng của đế quân dừng lại một chút, nhẹ giọng thở dài. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. 30.000 năm, hoan nghênh trở về. Đan Hoàng nhìn qua cung điện, lòng sinh rung động. Tưởng tượng năm đó, hắn đã từng là tự do ra vào hư không đế thành mà kiêu ngạo. Tưởng tượng năm đó, hắn tìm kiếm chiến thần tiên phong, đã từng nhận hư không đế tộc trợ giúp. Tưởng tượng năm đó, cũng chính là hư không đế quân chiếu cố trong nháy mắt đó, để hắn bảo vệ một đầu tàn mệnh. 30.000 năm đã qua, cảnh còn người mất. Hắn may mắn có thể trùng sinh, tái thế thần linh, hư không đế quân lại chỉ còn mỗi di cốt. Hư không đế quân khẽ nói. Ta đã không còn là ta năm đó, gửi lại tại cánh cửa hư không, chỉ vì nhìn Thương Huyền 30.000 năm sau một chút. Đan Hoàng nói. Thương Huyền đang khôi phục vinh quang thuộc về nó, ngươi không cần lo lắng. Nhưng nguy cơ năm đó, đang giáng lâm. So với lúc trước không có chút chuẩn bị nào, lần này chúng ta không chỉ có hiểu rõ rất nhiều bí mật, cũng làm ra chuẩn bị. Ví dụ như, 10 vạn năm trước, thế giới này đã từng phát khởi một trận phản kích hoàn mỹ, mặc dù cũng đã thất bại, nhưng lưu lại rất nhiều tư liệu quý giá. Ví dụ như, 50 vạn năm trước, thế giới này đã từng thử tạo nên một siêu cấp cường giả, mặc dù cũng là thất bại, nhưng này siêu cấp cường giả này vẫn không có hủy diệt, bây giờ đã thức tỉnh. Lại ví dụ như, 100 vạn năm trước, thế giới này phản kích lần đầu tiên, mặc dù cũng là thất bại, nhưng còn sót lại vết tích, đều đã một lần nữa thức tỉnh. Từ xưa đến nay, mặc dù 3 lần phản kích mạnh nhất đều thất bại, nhưng đều lưu lại truyền thừa, lại một lần nữa thức tỉnh ở thời đại này. Thời đại này đã làm tốt chuẩn bị toàn diện, chúng ta cũng đã toàn lực ứng phó. Hư không đế quân, ngài lựa chọn 30.000 năm làm thời gian thức tỉnh, có lẽ cũng là số mệnh chỉ dẫn. Chúng ta cần ngài, cần cánh cửa hư không, cũng cần hư không đế thành. Tiếc nuối lớn nhất khi còn sống của ngài cũng không biết trận nguyên nhân nguy cơ thảm liệt kia, cùng toàn bộ thiên khải sụp đổ, bây giờ. Cơ hội một lần nữa bày ở trước mặt của ngài, vì chính ngài, vì Thương Huyền, xin nhờ. Đan Hoàng, thi lễ một cái thật sâu đối với người đã từng là hảo hữu, đã từng là chủ nhân Thương Huyền. Siêu cấp cường giả 50 vạn năm trước. Hư không đế quân còn không có tỏ thái độ, bọn người Ngu Chính Uyên thì toàn bộ có phản ứng. Đây lại là phát hiện bí mật gì? Nguy cơ gì? Còn có một số người thì ngây ngẩn cả người, bọn hắn còn không biết cuộc chiến sát thiên, đều coi uy hiếp lớn nhất chính là cuộc chiến đăng thiên kiều. Bên trong hư không đế thành trầm mặc hồi lâu, mặc dù đã từ tiểu bối, nghe được một chút giới thiệu, nhưng vừa mới thức tỉnh, trong tiềm thức vẫn chỉ duy trì mỗi chất vấn. Cho đến giờ phút này, chính miệng Đan Hoàng nói ra, rốt cuộc hắn cũng phải tin tưởng. Muốn nói thế giới bây giờ, hắn có thể tin tưởng ai vô điều kiện, trừ Đan Hoàng ra thì không còn có thể là ai khác. Dù sao kiếp trước bọn hắn đều hiểu rất rõ nhau. Hư không đế quân nhẹ giọng thở dài. Ta thật đáng tiếc, chỉ có thể làm người chứng kiến. Đan Hoàng hỏi. Tha thứ ta mạo muội, tình huống đế quân ngài bây giờ là. Hư không đế quân nói. Đế quân tử vong, hồn về thiên đạo, không vào luân hồi. Nhưng ta làm giao dịch đặc thù cùng hư không cánh cửa, trước khi chết, thời khắc chưa chết, thiêu đốt đế khu huyết nhục, tẩm bổ cánh cửa hư không, giúp đỡ khôi phục nguyên khí, nó thì lại lấy uy lực đại đạo, phong tồn một chút linh hồn của ta, gửi lại tại hư không cánh cửa. Bây giờ cánh cửa hư không, mạnh hơn so với lúc trước, nhưng ta lại không thể tránh thoát khỏi cánh cửa hư không được, cũng không thể khống chế cánh cửa hư không. Khương Phàm giật mình. Cánh cửa hư không, có ý thức. Hư không đế quân nói. Nó tồn tại rất phức tạp, không có ý thức như chúng ta hiểu,
cũng không phải vũ khí như chúng ta hiểu. Nó là hình thái cụ thể do thế giới pháp tắc diễn biến ra, để vô hình biến thành hữu hình. Tương đương với không gian đại đạo hóa thân. Nó đã từng bị trọng thương, yên lặng vượt qua 600.000 năm, sau đó quy về đại đạo, lấy trạng thái vô hình tồn tại hơn 300.000 năm, cho đến 9 vạn năm trước, ta lên trời chứng đạo, một khắc này, cảm nhận được nó tồn tại, nó đoàn tụ hình thái, giáng lâm thế gian, hiệp trợ ta trọng chỉnh trật tự không gian thế giới. Ta tuyên cáo với những khác đế quân, đây là cánh cửa diễn sinh trong 12 cánh cửa pháp tắc, chính là lo lắng đế quân khác sinh ra tham niệm quá độ. Không nghĩ tới, sau khi ta rời khỏi bọn chúng vẫn bị tham lam hủ thực tâm trí. Khương Phàm cùng Đan Hoàng chấn kinh thật sâu, cái này lại thật là cánh cửa pháp tắc. Yên lặng 600.000 năm. Trạng thái vô hình tồn tại hơn 300.000 năm. Chẳng phải là nói, nó từ hậu kỳ hồng hoang đã bắt đầu tồn tại. Xin hỏi đế quân, cánh cửa hư không đã từng nhận trọng thương gì? Khương Phàm cùng Đan Hoàng cơ hồ trăm miệng một lời, rốt cuộc hậu kỳ hồng hoang đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến cho cánh cửa hư không trọng thương đến không thể không yên lặng, mà gần trăm vạn năm không dám ra đến. Các cánh cửa pháp tắc khác đâu? Chẳng phải cũng là loại trạng thái này? Đây là muốn triệt để táng diệt toàn bộ thế giới, hay là mưu toan khống chế tất cả pháp tắc thế giới? Đế quân tiếc nuối. Ta từng tìm tòi nghiên cứu, nhưng không thu hoạch được gì. Khương Phàm có một loại dự cảm mãnh liệt, thân phận của người giết trời, hoặc là bí mật chân chính, rất có thể trận biến động lớn trăm vạn năm trước kia cũng có liên quan cùng 12 cánh cửa pháp tắc. Đan Hoàng hỏi. Ta nghe tinh linh đế quân nói, ngài làm giao dịch cùng với nàng, muốn để cánh cửa hư không vào ở tinh linh đế thành. Tha thứ ta nói thẳng, nàng có thể khống chế sao? Hư không đế quân nói. Cánh cửa hư không là cánh cửa pháp tắc, trước kia suy yếu, có lẽ đế quân khác có thể cưỡng ép khống chế, thôi phát ra năng lượng không gian cực mạnh. Nhưng cánh cửa hư không bây giờ đã hấp thu huyết nhục của ta, lại lợi dụng hư không đế thành khôi phục 30.000 năm, thực lực đã cao hơn lúc trước. Muốn thật sự khống chế, chỉ có thể là cường giả không gian, còn nhất định phải thần linh trở lên, ít nhất là bán thần trở lên. Vậy ngài đây chẳng phải là lừa nàng. Ta cam đoan cánh cửa hư không vào ở hư không đế thành. Mặc dù nàng không cách nào khống chế, nhưng cánh cửa hư không đủ để bảo đảm tinh linh đế thành vững như thành đồng. Chương 3031 giao dịch là như thế. Nói cách khác, hư không cánh cửa tại tinh linh đế thành chỉ có thể làm bài trí, không thể làm vũ khí. Nàng muốn dùng cũng dùng không được. Thế này sao? Đan Hoàng cùng Khương Phàm trao đổi ánh mắt. Không biết sau khi tinh linh đế quân biết được tin tức sẽ là dạng gì thể hiện, giữ gìn 30.000 năm, chờ tới một cái, vật biểu tượng. Một cái cửa trông nhà hộ viện chân chính. Nhưng hư không đế quân người ta đều nói rồi, ban đầu chính là vào ở, nàng giống như không chỗ phát tiết. Tuy nhiên trải qua như vậy, chẳng phải cho Đông Hoàng Như Ảnh cơ hội. Nếu tinh linh đế quân khống chế không được, Đông Hoàng Như Ảnh đi qua, trường tương tư thủ, một phen, nói không chừng có thể đạt được hư không cánh cửa tán thành. Đan Hoàng lại nói, ngài phải bồi hư không cánh cửa đi tinh linh đế thành, tòa đế thành này có thể cho chúng ta mượn sử dụng hay không? Khương Phàm vội vàng nói, mặc dù chúng ta có một thế giới không gian bí ẩn, nhưng thật sự là gánh không được đế quân uy hiếp. Hy vọng ngài có thể mở tòa đế thành này ra, cho phép chúng ta vào ở. Ta dùng của linh văn của ta đảm bảo, chỉ là tạm thời vào ở, tuyệt đối không phá hư mạo phạm. Hư không đế quân trầm mặc, thật lâu không có trả lời. Khương Phàm cùng Đan Hoàng âm thầm khẩn trương, sẽ không phải không đồng ý đấy chứ. Ngẫm lại cũng đúng, tòa thành này không chỉ đã từng là quê hương của đế quân, cũng là nghĩa trang bây giờ, há có thể tùy ý để người ngoài giày vò. Sư phụ! Khương Phàm lặng lẽ ra hiệu cùng Đan Hoàng. Mặc dù có thể hiểu được lo lắng của hư không đế quân, nhưng bọn hắn thật sự là cần tòa đế thành này, dù chỉ là mở ra ngoại thành. Đan Hoàng ho nhẹ vài tiếng, đang muốn mở miệng. Hư không đế quân lại nói một câu. Hư không đế thành, là quê hương của hư không đế tộc. Nếu Đông Hoàng tộc tái hiện hư không huyết mạch, còn kéo dài tới hư thiên cùng hư vô, tòa thành này. Nên quy về Đông Hoàng tộc. Bọn người Đông Hoàng càng ngạc nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin được mà nhìn qua thâm cung cung điện nguy nga. Thuộc về chúng ta. Nhà của chúng ta. Hư không đế quân đây là tán thành gia tộc bọn họ là truyền thừa đế tộc. Thăm viếng tiên tổ. Đám người Đông Hoàng tộc sợ hãi quỳ xuống đất, cuồng hỉ đến run rẩy. Những người khác kinh ngạc càng hâm mộ, không gian thần tộc nhảy lên trở thành hư không đế tộc rồi.
có tòa đế thành này, thực lực cùng địa vị của Đông Hoàng tộc khẳng định sẽ có tăng lên cực lớn. Nơi này đơn giản chính là thánh địa của võ giả không gian. Bọn người Khương Diễm nhìn tường thành khắc phết tích không gian xung quanh, phía trên trừ pháp trận ảo diệu, còn có chân ý không gian, đối với võ giả không gian đặc biệt ỷ lại lĩnh hội đến để thăng thực lực mà nói, nơi này đơn giản chính là bảo điển không gian khắp nơi trên đất. Hư không đế quân nói, ta phải bồi cánh cửa hư không đi tinh linh đế thành, hy vọng các ngươi có thể thiện đãi nơi này. Nguyện vọng duy nhất của ta là không được quấy rầy di cốt ta yên giấc. Như ảnh. Khương Phàm cùng Đông Hoàng Càn cơ hồ trăm miệng một lời, thanh âm lại vô cùng lớn. Ta bồi ngài đi qua. Đông Hoàng Như Ảnh lập tức phụ ứng, nếu tinh linh đế tộc không dùng đến, nàng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Mà hư không đồ đằng của nàng chính là truyền thừa từ trong cánh cửa hư không đi ra, không ngừng làm bạn, khẳng định sẽ nhận được tỷ ích. Là ngươi, ngươi trở về. Nữ đế phiêu miểu mông lung, như thật như ảo, ánh mắt thâm thúy nhìn thấu tinh thần, nhìn thấu phòng ngự đế thành. Nhìn chăm chú lên tòa thiên môn bao la hùng vĩ kia. Cánh cửa hư không đã nhận ra người nhìn trộm phương xa, phát ra ba động yếu ớt, giống như đang im ắng đáp lại. Nữ đế vừa nhìn về phía xí thiên giới, cánh cửa pháp tắc khác yên lặng ở trong đó vạn kiếp môn. Nhưng vạn kiếp cánh cửa bao phủ trong bát hoang tuyệt diễm, âm u đầy tử khí, không có bất kỳ phản ứng nào. Ta có thể cảm nhận được, hắn muốn trở về. Lần bộ pháp này, rất nhanh. Ngươi cảm thấy sao? Nữ đế nhẹ giọng nỉ non, gương mặt mông lung hiện ra yêu thương thản nhiên. Bên trong đế thành, hư không đế quân ý thức đã nhận ra cánh cửa hư không ba động kỳ lạ, lần theo pháp tắc va chạm vi diệu, phát hiện thân ảnh phiêu miểu phương xa. Nhưng đang muốn cẩn thận cảm nhận, thân ảnh kia đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Ba ngày sau, Đông Hoàng Như Ảnh bồi tiếp cánh cửa hư không vào ở tinh linh đế thành. Sau khi tìm hiểu tình hình một phen, tinh linh đế quân trực tiếp trầm mặc. Nửa ngày cũng không nói ra lời. Diệu Thiên Nữ Hoàng và các tinh linh, thần linh triệt để im lặng, chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Đây chính là kết quả chúng ta khổ sở đợi chờ 30.000 năm. Khắp thiên hạ đều khi dễ bọn hắn tinh linh tộc dễ nói chuyện, loại người đứng đắn như hư không đế quân kia, cũng không ngoại lệ rồi. Nữ tử này của Khương Phàm theo tới làm gì? Đây là coi tinh linh tộc bọn hắn là kẻ ngu sao? Hư không đế quân. Ta là kẻ duy nhất bên 8 vị đế quân còn kính trọng ngài, ngài cứ như vậy đối với ta. Tinh linh đế quân ung dung than nhẹ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đã từng lấy cánh cửa hư không, ngươi có thể khống chế sao? Hư không đế quân hỏi lại, lại làm cho tinh linh đế quân lần nữa trầm mặc. Đúng vậy, ta đang mong đợi cái gì? Cánh cửa hư không, mặc kệ là cánh cửa pháp tắc trong truyền thuyết, hay cái gọi là cánh cửa diễn sinh, đều cần năng lượng không gian khống chế. Nhưng, nàng là đế quân, tồn tại tầng chót nhất giữa thiên địa, lúc ấy nghĩ đến cho dù không thể nào khống chế, cũng có thể phát huy một phần tác dụng. Hư không đế quân nói. 30.000 năm, thời gian quá lâu, khả năng ngươi đã quên lời ta nói năm đó. Tinh linh đế quân có chút há mồm, lại hoảng hốt. 30.000 năm, bao giờ cũng không còn mong mỏi, đến mức nàng đều không phân rõ câu nào là lời mà đế quân, câu nào là mình tưởng tượng hoặc là mong đợi. Hư không đế quân nói. Người bảo vệ Thương Huyền 30.000 năm, cánh cửa hư không bảo vệ tinh linh đế tộc 50.000 năm, đây chính là giao dịch năm đó. Ta dùng sự bảo vệ của ngươi, đổi Thương Huyền 30.000 năm bình yên không lo, ngươi dùng cánh cửa hư không, bảo đảm tinh linh đế tộc 50.000 năm hưng thịnh truyền thừa. Ngươi thực hiện lời hứa của ngươi, ta rất cảm kích ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ làm bạn cánh cửa hư không đóng giữ tinh linh đế thành. Lấy hư không pháp tắc bảo đảm đế thành an toàn tuyệt đối. Tinh linh đế quân buồn vô cớ. Giao dịch, giống như, chính là như vậy. Chương 3032 chuẩn bị tâm lý. Nhưng cái gọi là, bảo vệ, nàng hiểu không chỉ là, đóng giữ, như thế này, mà là, khống chế. Tinh linh đế quân nhìn về phía Đông Hoàng Như Ảnh ở trước mặt mình. Mục đích nữ tử này tới đây lại cực kỳ rõ ràng, lấy danh nghĩa làm bạn, đi khống chế. Lĩnh hội ảo diệu của cánh cửa hư không, hấp thu lực lượng của cánh cửa hư không, mà đợi tương lai ngày nào đó thật sự cần, có thể trưởng khống trước tiên, sau đó đăng lâm thiên khải. Lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Nhưng, trực tiếp đuổi đi, giống như cũng không phải chuyện như vậy. Dù sao người ta chỉ là đến, làm bạn, hậu đại, làm bạn tiên tổ, hợp tình lại hợp lý. Nhưng mục đích gia hỏa này lại cực kỳ rõ ràng, thật sự để cho nàng mỗi ngày ở chỗ này.
không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Loại cảm giác này thật sự là hỏng bét. Nữ tử này cũng thật sự là, nhìn ưu nhã cao quý, vậy mà cũng bị tên thổ phỉ Khương Phàm kia giật dây, mặt dạn mày dày đã đến rồi. Hôm nay xem như lĩnh giáo cái gì gọi là gần mực thì đen, nữ tử tinh khiết đến đâu, làm phu nhân thổ phỉ lâu, cũng không thuần túy. Đông Hoàng như ảnh buông thõng tầm mắt, làm như không thấy đối với nhiều loại ánh mắt xung quanh. Một ít chuyện đương nhiên phải thận trọng, nhưng một ít chuyện nên tranh thủ vẫn phải tranh thủ. Thiên Nghi Nữ Hoàng đề nghị. Đế quân, đại chiến thiên khải sắp đến, nếu chúng ta không thể khống chế, vậy thì... Vậy thì như thế nào? Tinh Linh Đế Quân đột nhiên nghiêm khắc, thanh âm đều cất cao hơn mấy lần. Ngươi coi cánh cửa hư không là đồ cưới của ngươi rồi. Tinh Linh Đế tộc ta không có hào phóng như vậy. Thiên Nghi Nữ Hoàng, Diệu Âm Nữ Hoàng và các thần linh nhao nhao quỳ xuống đất, cúi đầu không dám nói gì. Bọn hắn còn chưa từng thấy đế quân tôn quý phát hỏa khí như thế này. Thiên Nghi bất đắc dĩ, ngài tự mình định, chỉ cần thiên khải thành công, không cho phép thất bại. Đã không dùng được, vậy cũng không cần chứ sao. Ta có thể cảm nhận được ngươi. Tinh Linh Đế Quân đột nhiên nói một câu, lạnh lẽo nghiêm túc. Thiên Nghi âm thầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đông Hoàng như ảnh lặng lẽ nhìn đám tinh linh kia, có thể cảm nhận được là có ý gì. Chẳng lẽ Tinh Linh Đế Quân còn có thể điều tra tất cả tộc nhân tinh linh? Sau một trận tiếp tục an tĩnh kiềm chế, Tinh Linh Đế Quân quay người rời khỏi. Phần phương thức xử lý trầm mặc này mặc dù nhìn lãnh đạm, lại chẳng khác gì là chấp nhận ước định cánh cửa hư không, bảo vệ, là ngầm cho phép Đông Hoàng như ảnh, làm bạn. Cùng làm bạn tới đây, Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại đều âm thầm thở phào, chỉ cần cho phép ở lại, theo xuống liền dễ làm. Khoảng cách cuộc chiến thiên khải còn lại hơn một năm. Năng lượng nơi này lại rất nồng nặc, lấy thiên phú của Đông Hoàng như ảnh, nhất định có thể có trưởng thành, nói không chừng tương lai thật có thể điều khiển cánh cửa hư không. Đế thành đã mở ra, lúc nào chúng ta xuất phát? Nơi đó có thể ngăn cách năng lượng thần cấp, là một diễn võ trường không tệ. Đông Hoàng Càn xin chỉ thị chủ sự tinh linh tộc, Diệu Thiên Nữ Hoàng. Diệu Thiên Nữ Hoàng nói, chúng ta đều đã chuẩn bị xong, có thể lấy bất cứ lúc nào. Đông Hoàng Càn nói. Ta nói là, trên tâm lý, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tôi luyện kỹ nghệ chiến đấu, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngạch, cái này, ha ha, có vấn đề. Khương Phàm không có nói rõ ràng với các ngươi. Nói qua, tinh linh tộc cùng linh tộc chúng ta đều thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cần đến hư không đế thành tiếp nhận tôi luyện. Đến lúc đó, hắn sẽ an bài chiến thần bên các ngươi, tự mình bồi luyện. Nha, hắn nói như vậy sao? Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại trao đổi ánh mắt, vẻ mặt hơi có vẻ quái dị. Diệu Thiên Nữ Hoàng kỳ quái nhìn bọn hắn. Có cái gì không đúng sao? Đông Hoàng Càn cười cười xấu hổ. Ta cảm thấy vẫn có cần phải sớm giới thiệu cùng các ngươi. Hắn theo lễ phép, nói với các ngươi rất khách khí, nhưng có thể nói cùng chúng ta không chút khách khí. Diệu Thiên Nữ Hoàng, Hồng Võ Thiên Thần và các linh tộc cùng tinh linh thần tôn đều lộ ra thể hiện quái dị. Đông Hoàng Càn ho nhẹ vài tiếng, nói. Nguyên lời của hắn là, đánh bọn hắn, hung hăng đánh, đánh vào chỗ chết, nhất là Hồng Võ Thiên Thần kia, một ngày không chảy một bát máu, ta cho ngươi thả một bát máu. Tĩnh, bầu không khí trước điện lập tức quái dị. Khóe miệng Hồng Võ Thiên Thần đều rút mấy lần. Đông Hoàng Toại vội vàng nói. Ngài ấy là vì muốn tốt cho các ngươi, dù sao chúng ta cũng là phải đối mặt với sinh tử đại chiến. Đến lúc đó kẻ địch cũng sẽ không lưu tình, hoàn toàn coi chúng ta là con mồi, bây giờ giữ thêm máu, đến lúc đó có thể sống. Hồng Võ Thiên Thần nhắm lại mắt, nói. Ai bồi ta luyện? Tạm định, thôn thiên ma hoàng. Tạm định, bởi vì Hồng Hoang Thiên Long, cũng muốn đánh ngươi, nhưng thôn thiên ma hoàng càng muốn uống máu của ngươi, cho nên. Hai người bọn họ còn đang tranh nhau, giới chủ thế giới mới, cũng muốn xen vào, cuối cùng có khả năng là người nào đó cùng ngươi. Cũng có khả năng. Hai người cùng tiến lên. Hồng Võ Thiên Thần theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Làm một thần linh bắt đầu hư hóa duy nhất của tinh linh đế tộc, hắn tự nhận là thực lực rất cường đại, nhưng... Hắn không thể không thừa nhận, hắn là tạo nghệ võ đạo cao thâm, khống chế tự nhiên đăng phong tạo cực, nhưng thật không có đánh trận, chí ít không có đánh qua loại chiến đấu dã man đến mức hận không thể xé ngươi ra kia. Bọn Diệu Thiên Nữ Hoàng đều khẩn trương. Bọn hắn chỉ cho là tôi luyện. Chỉ là luận bàn, là chỉ đạo, là bồi dưỡng. Nhưng Khương Phàm lại muốn đánh vào chỗ chết,
còn muốn uống máu. Bọn hắn tôn quý lại kiêu ngạo, yêu nhã lại mỹ lệ, chưa từng chịu đánh qua, chưa từng chảy máu qua. Thiên nghi nữ hoàng nói. Ai bồi luyện Khương Thương? Đông Hoàng Càn nói. Lúc đầu sẽ là Lý Dần cùng Kiều Vô Hối. Thiên nghi chậm rãi gật đầu, hai vị thần linh đỉnh phong, đây coi như là chiếu cố. Đông Hoàng Càn chỉ là cười cười, không nói lời nào, hai tên kia cũng không chỉ là thần linh đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu của Kiều Vô Hối và Lý Dần, cũng là đỉnh tiêm bên trong xí thiên giới, huống chi một kẻ còn là hỗn loạn đế mạch, còn có vô số bí thuật truyền thừa cùng siêu cấp cái khiên và bất hủ đồ đằng, một kẻ lại là thần hoàng truyền thừa, tiếp tục niết bàn cộng thêm. Bất diệt truyền thừa cùng thiên phạt thần kiếm. Hai tên gia hỏa hẳn là có thể để Khương Thương lần đầu tiên lĩnh giáo chiến đấu, hưởng thụ một chút thật tốt. Sau đó thì sao? Diệu Thiên Nữ Hoàng chú ý tới thể hiện hai tên này không đúng lắm. Chương 3033 thí luyện tàn khốc. Về sau lại nói. Đông Hoàng Càn ngượng ngùng cười nói. Còn không có định. Còn không có định cuối cùng. Có ý gì? Cái này, ha ha, Thiên Hậu giống như muốn đích thân dạy dỗ. Sau 5 ngày, theo Khương Thương và các cường giả tinh linh tộc đến, rốt cuộc đế thành cũng đã trở nên náo nhiệt. Trước lúc này, bọn hắn đã sớm nghiên cứu tốt đế thành bố trí, phân hóa ra 22 siêu cấp diễn võ trường. Không chỉ là chuẩn bị cho bọn người Khương Thương, Thiên Nghi, mà cũng vì cung cấp nơi chốn luận bàn cho thần linh khác trong xí thiên giới. Dù sao chiến trường thần cấp cũng quá kinh khủng, xí thiên giới không chịu nổi, đi ra bên ngoài càng là dễ dàng phá hủy sông núi, hỗn loạn không gian, để lại cho Thương Huyền lục địa vừa mới ổn định ảnh hưởng không thể xóa nhòa. Thời gian cấp bách, không có nói nhảm dư thừa. Tôi luyện, tại cùng ngày sẽ trực tiếp triển khai. Lý Dần liên thủ với Kiều Vô Hối, trận đầu đã ngược đánh đối với Khương Thương lần đầu tiên, tận mắt nhìn thấy thế giới, tới một trận, mở ra cái nhìn khác. Nhất là hai người đi lên chính là một cái niết bàn một cái thoát sinh, Khương Thương trực tiếp nổ phủ. Khương Thương nổi giận, hận không thể thiêu chết bọn hắn. Nhưng hắn kịch liệt phản kích, cường thế bộc phát, lại hỗn loạn, lại mất khống chế, mặc dù năng lượng cảnh giới siêu thần cường hãn mang đến cho Lý Dần cùng Kiều Vô Hối tổn thương cực lớn, nhưng hai người bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không ngừng chọc giận Khương Thương, cũng dự phán phương thức chiến đấu của hắn, cưỡng ép kéo vào giằng co, cũng xảo quyệt tiêu hao năng lượng của hắn. Cho đến cuối cùng, chiến đấu biến thành ngược chiến. Không gian chiến trường khổng lồ, tràn ngập tiếng gào thét tức giận đến khàn giọng của Khương Thương. Chém giết thảm liệt, cũng làm cho cường giả tinh linh tộc khác bị kinh đến. Đám gia hỏa kia, làm thật sao? Cái này không phải luận bàn, đây là làm kẻ thù sinh tử. Khương Phàm thì nhìn nhíu chặt mày lên, mặc dù đoán được Khương Thương không cách nào khống chế năng lượng của mình, nhưng không nghĩ tới lại hỗn loạn đến trình độ này. Lúc này quyết định, tập thể thần linh xuất động toàn bộ, 5 người một tổ, tùy tiện tổ hợp, lên đài đánh cho ta. Hung hăng đánh. Cứ như vậy. Kéo dài kịch chiến, kéo dài ngược đánh, kéo dài trình diễn tại diễn võ trường. Chiến thần cùng các thần thú thay nhau đăng tràng tra tấn bọn người Khương Thương không còn hình dáng. Tiếng gào thét của Khương Thương đều trở nên khàn khàn. Thiên Nghi đau lòng đến liên tiếp ngăn cản, cuối cùng suýt chút nữa ầm ĩ lên cùng Khương Phàm. Tràng cảnh thảm liệt càng để tất cả cường giả tinh linh tộc lưu lại bóng ma. Nhưng, Khương Thương chung quy vẫn là một siêu thần, càng di truyền khát máu cuồng tính của Khương Phàm. Cuồng đánh thảm liệt như vậy, cũng làm cho hắn nhanh chóng thích ứng, cũng rất nhanh đã cho thấy năng lực học tập cùng năng lực thích ứng siêu cường. Mà thông qua mấy ngày nay quan sát, bọn người Thiên Hậu cơ bản đã biết nguyên nhân chủ yếu Khương Thương có thể hư hóa. Hắn, đã thức tỉnh tinh linh đế mạch linh mạch nguyên thủy. Có thể nói, Khương Thương có thể hư hóa, không có liên quan trực tiếp cùng huyết mạch thần hoàng. Bây giờ hắn tương đương với một thể tập hợp đế mạch cùng thần mạch. Linh mạch nguyên thủy. Có thể pháp lệnh tự nhiên. Huyết mạch thần hoàng, có thể niết bàn trùng sinh. Nhưng huyết mạch tổ hợp kỳ diệu, lại để cho hắn không phải lợi dụng hỏa diễm niết bàn, mà là khí tức tự nhiên. Nói cách khác, mênh mông đất trời, chính là mẫu thể để hắn trùng sinh. Tự nhiên vô tận, chính là năng lượng cho hắn trùng sinh. Về phần hắn đến tột cùng được tính là tồn tại gì, tinh linh tộc cho hắn định nghĩa là linh hoàng nguyên thủy. Sau 27 ngày. Khi Khương Thương đại phá tổ hợp 6 người gồm Hàn Ngạo, Khương Bân, Chu Thanh Thọ, Đại Vương, cùng Tặc Điểu và Hướng Vãn Tình, cũng tại thời điểm trong cơm nổi giận suýt chút nữa xé sống Chu Thanh Thọ. Giai đoạn thí luyện đầu tiên, tuyên bố kết thúc.
so với một tháng thời gian Khương Phàm mong muốn, trước thời hạn 3 ngày. Khoảng tháng 9, Thiên Hậu bắt đầu tự mình hạ trận, dạy dỗ Khương Thương. Chiến đấu thật sự thuộc về giữa siêu thần, cũng làm cho Khương Thương vừa mới thích ứng, lần nữa lâm vào chật vật. Nhưng kéo dài kịch chiến, để nội tâm cuồng nhiệt tà ác của gia hỏa này triệt để nhóm lửa, càng là chật vật, càng là phấn khởi, càng là đổ máu, càng là điên cuồng. Thiên Hậu cũng là nghiêm túc thật, ngay cả bí thuật thời gian dùng một khối, một lần lại một lần trấn áp Khương Thương. Tại trong lúc này, Thiên Nghi Nữ Hoàng và các cường giả tinh linh tộc cũng bắt đầu tiếp nhận Khương Diễm, Khương Quỳ và các đặc biệt cường giả, bồi luyện. Bọn người Khương Diễm là thật không lưu tình, tinh linh tộc cũng là thật không quen. Mỗi một diễn võ trường, mỗi ngày đều là máu tươi khắp nơi trên đất, mỗi tinh linh đều bị ngược đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng đây chính là chiến đấu, bọn hắn càng cần ma luyện như vậy hơn. Cho nên, bọn người Khương Diễm không có thương hại, chỉ có tiến công, không ngừng tiến công. Mà ma luyện đối với Hồng Võ Thiên Thần, lại rơi xuống trên thân Hồng Hoang Thiên Long cùng Thôn Thiên Ma Hoàng. Một rồng một ma, có đôi khi thay phiên bên trên, có đôi khi cùng tiến lên, cái tư thế hận không thể ăn kia Hồng Võ Thiên Thần, suýt chút nữa đã để vị siêu thần tinh linh tôn quý cao ngạo này sụp đổ. Giới chủ thế giới mới kìm nén không được, cũng tấp nập đăng tràng, phối hợp với hai vị siêu thần trấn áp, thuận tiện làm chút máu tinh linh. 6 tháng cuối năm 24, sốt ruột mà táo bạo. Cơ hồ tất cả cường giả cảnh giới Thánh Hoàng trở lên đều tụ tập tại Hư Không Đế Thành. Nơi này có bình chướng không gian kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều có thể thỏa thích phóng thích năng lượng, không cố kỵ gì múa bút chiến đấu. Tra tấn tàn khốc, điên cuồng ma luyện dài đến nửa năm, cũng làm cho Hồng Võ Thiên Thần nhanh chóng trưởng thành ở trong tất cả thần linh. Đương nhiên trưởng thành nhanh nhất thuộc về Khương Thương. Hắn tựa như là kẻ săn mồi đỉnh cấp bẩm sinh, nhanh chóng trưởng thành trong lịch luyện đẫm máu. Thiên Hậu bắt đầu là trấn áp hắn, trà đạp hắn, sau đó cũng bắt đầu coi hắn là đối tượng để mình tôi luyện, kích ra tiềm lực của mình, tăng lên thực lực cho mình. Khương Phàm ngẫu nhiên xuất quan, cũng sẽ tự mình xuất hiện tại đế thành, dạy dỗ Khương Thương, cũng triển khai quyết đấu cùng Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long cùng Thôn Thiên Ma Hoàng bọn hắn. Vào khoảng tháng 11, Lý Dần đột phá hàng rào, bắt đầu hư hóa, không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn đã nhìn trộm cảnh giới bán đế. Đế thành oanh động, tính cả Khương Thương cùng Hồng Võ Thiên Thần, đây là vị siêu thần thứ 7 của bọn hắn. Vị thứ 7 nha, thời kỳ bình thường, toàn thế giới đều tìm không ra 7 người. Chương 3034 nói chuyện, yêu đồng 1. Mà tới được tháng 12, Kim Hống đột phá, lần nữa khích lệ Thiên Hậu trưởng thành. Thiên Hậu mạnh lên, lần nữa phản hồi cho tất cả khế ước thú. Một tháng ngắn ngủi, Đăng Xa, Huyền Vũ. Lần lượt đột phá hàng rào, kiêu ngạo bước lên cảnh giới thần linh, mang cho Thiên Hậu khích lệ cường đại, đồng thời cũng lần nữa phản hồi khế ước thú. Mà Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, không phụ sự mong đợi của mọi người, đã bước lên thần linh đỉnh phong. Ngay cả loại dị thú cực khó đột phá như Huyễn Vụ Mê Điệp này, cũng đạt đến thánh cảnh không thể tưởng tượng nổi. Ngự Thiên Linh Văn liên tiếp đưa tới bổ sung đột phá, lần nữa trình diễn đặc sắc tại xí thiên giới, khiến mọi người nhìn hoa mắt, nhìn mà trái tim đều bành trướng. Cũng nhìn bùi ngùi mãi thôi. Không hổ là đế mạch hoàn toàn mới của nhân tộc, thật sự là không phụ danh tiếng của nó, để cho người ta thán phục, càng khiến người ta sợ hãi. Mà bảy đại tổ thú thần cấp cùng nhau thôi động, nhất là Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân đỉnh phong thôi động, để Thiên Hậu tiếp tục gia tăng hư hóa, đạt tới 7 phần kinh người. Mặc dù sau này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng có thể bước tới trình độ này, đã tương đương nghịch thiên. Thời gian lặng yên đi đến năm 25. Khoảng cách cuộc chiến Đăng Thiên Kiều còn sót lại một năm. Mặc dù nghe rất dài, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được gấp gáp trước nay chưa từng có. Mặc kệ bọn hắn lại kiêu ngạo thế nào, lại tự tin thế nào, nhưng khi nghĩ đến trọn vẹn 7 vị đế quân kia, còn có bán đế cường đại đang bí mật bồi dưỡng, bọn hắn đã cảm thấy cảm giác áp bách nồng đậm. Mặc dù đại chiến Thương Huyền trước đó, bọn hắn đại hoạch toàn thắng, nhưng đế quân cùng thần linh chênh lệch thật lớn. Bọn hắn đều đã tự mình đã trải qua tại Bắc Thái Đế Thành. Đến tháng 3, tin tức Đông Hoàng Như Ảnh hư hóa tại Tinh Linh Đế Thành được truyền đến. Lẽ ra toàn thể phấn chấn, nhưng, đám người yên lặng, chỉ lo cắm đầu tu luyện, tận hết sức lực tăng thực lực lên. Tháng 5, Khương Phàm xuất quan. Hắn cơ bản hoàn thành biến đổi, cơ hồ đã hoàn toàn hư hóa, nhưng một bước sau cùng kia bị hắn cưỡng ép đè lại. Nếu như bây giờ đã tiến tới bán đế, Thiên kiếp có thể giáng lâm bất cứ lúc nào.
Hắn cần thời gian tận lực đẩy lên cuối năm, tốt nhất là tại thời điểm các đế quân đều tề tụ về Đăng Thiên Kiều Thiên Khải. Trên đường cẩn thận, chờ các ngươi trở về. Khương Phàm tự mình tiễn biệt An Minh Hề cùng Tiêu Phượng Ngô. Trước khi chia tay bọn hắn sẽ đi đến Hắc Ma Đại Lục cùng Cự Long Đại Lục, tiếp Hắc Ma Đế Quân, Tử Kim Long Đế. Đó là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn lại là lựa chọn thích hợp nhất. Nếu như an bài thần linh đi qua, đế tộc khẳng định trực tiếp giữ lại, thậm chí là gạt bỏ, nếu như an bài thánh vương trở xuống, trình độ coi trọng không đủ, rất khó trực tiếp nhìn thấy đế quân, cho nên chỉ có thể chọn lựa cảnh giới thánh hoàng. Nhìn chung bên trong thánh hoàng, đã tâm tư nhanh nhẹn, lại có thể dễ nói chuyện, cũng có phần dũng khí kia, chỉ có thể là bọn hắn. Chờ tin tức tốt của chúng ta. An Minh Hề phong tình vạn chủng, yêu mị động lòng người, nhưng lúc này khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Bảo trọng. Khương Diễm cực không muốn bỏ, nhưng cũng rõ ràng người được chọn xâm nhập ma tộc cũng chỉ có thể là nàng. Đừng như thế này, lão tử khẳng định sẽ còn sống trở về. Tiêu Phượng Ngô phóng khoáng khoát tay với bọn người Chu Thanh Thỏ. Biểu hiện tốt một chút, đừng cho huynh đệ ta mất mặt. Chu Thanh Thọ dùng sức ôm chặt Tiêu Phượng Ngô, đập lại đập, trong lúc nhất thời vậy mà không nỡ buông ra. Cút, đừng sờ loạn, lão tử chỉ thích nữ tử. Tiêu Phượng Ngô thô lỗ đẩy ra, hốc mắt lại không bị khống chế mà đỏ lên. Nắm chắc tốt thời gian, đầu tháng 6 đến Tân Hải, dùng chính cách của các ngươi tiến về đế thành. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không cần vội vã biểu hiện trở về, cứ ở lại nơi đó, sau đó ta sẽ tự mình đến đế thành tiếp đưa các ngươi trở về. Khương Phàm cũng biết việc này mạo hiểm, nhưng nhất định phải làm. Có thể tranh thủ thì tranh thủ, không thể tranh thủ cũng phải gây nên ngờ vực vô căn cứ ở giữa đế quân. Đi thôi. Hai vị thần linh Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại phân biệt mang bọn hắn đến Hắc Ma cùng Cự Long Tân Hải. An Minh Hề cùng Tiêu Phượng Ngô rời khỏi cũng không có kinh động quá nhiều người. Nên bế quan thì tiếp tục bế quan, nên so tài thì tiếp tục luận bàn, đều đang dùng hết khả năng để mạnh lên. Khương Phàm đi tới Tổ Nguyên Sơn tại thế giới mới. Sau khi đại đạo thần thụ hấp thu rất nhiều máu tươi tinh linh, lại bắt đầu bế quan chiều sâu, chỉ là đến bây giờ đều không có bất cứ dấu hiệu hư hóa gì. Hư hóa, không chỉ là tăng cảnh giới lên, càng mang ý nghĩa một lần nữa giới định tiềm lực cực hạn của sinh linh. Dưới tình huống chưa từng có từ xưa đến nay, đột phá như thế này đã chú định gian nan không gì sánh được. Khương Phàm cũng không phải nói đại đạo thần thụ không có chút hy vọng nào, mà là phần hy vọng này cần kéo dài cố gắng, càng cần thời gian lắng đọng hơn. Ví dụ như mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Ngươi không giúp một tay. Khương Phàm nhìn yêu đồng giống như thiếu niên thanh tú trước mặt. Đột phá như thế này cần chính hắn khai phát tiềm lực, không phải đan dược có thể làm được. Yêu đồng bình thản ung dung, ngồi dưới tàng cây gặm linh quả, cười nhìn Khương Phàm đột nhiên đến thăm. Ta dự tính muốn bắt đầu nghênh đón thiên kiếp tại tháng 12. Ngươi nói tỷ lệ thành công của ta có mấy phần? 100%. Khẳng định như vậy. Không phải ngươi đã dung hợp Chu Tước Đồ Đằng rồi sao? Chu Tước Đồ Đằng là vị đế tổ đầu tiên của Chu Tước yêu tộc biến thành, dung hợp đến trong thân thể của ngươi, ngươi từ trên huyết mạch đã tương đương với Chu Tước Thủy Tổ. Không phải ngươi đã tu thành bất diệt thiên thể sao? Đó là cường giả chí tôn của nhân tộc, cũng là thể chất độc hữu chân chính dẫn đầu nhân tộc xác định địa vị bất diệt đế tôn tại thời kỳ hồng hoang. Chỉ dựa vào hai đế mạch, người chống đỡ thiên kiếp sẽ không cần phải lo nghĩ gì cả. Huống chi, ngươi lại còn là chủ nhân của Đăng Thiên Kiều Nguyên Thủy, thiên kiếp hủy ngươi, chẳng phải là Đăng Thiên Kiều giết chủ nhân của mình. Yêu đồng cười nói lắc đầu, nói nhẹ nhõm tự tại. Cũng bởi vì ta được đến quá nhiều truyền thừa, ta lo lắng tiếp nhận thiên kiếp sẽ nghiêm trọng hơn. Nhất là những phân thân kia của bản thân, bây giờ bọn chúng cũng rất mạnh mẽ, nếu để cho thiên đạo phát giác. Phán định là nhiều vị bán đế đồng thời lên trời thì sao? Cái uy lực kia, chỉ sợ là có thể triệt để hủy diệt ta. Chương 3035 nói chuyện, yêu đồng 2. Nếu như người nghĩ không ra tai họa ngầm này, đến lúc đó thật đúng là nguy hiểm. Nhưng nếu người muốn đến, nên bắt đầu làm chuẩn bị, đến lúc đó thiên kiếp rèn luyện ngươi, cũng rèn luyện phân thân của bản thân, nếu quả thật có thể thành công, chẳng phải là... Hả? Yêu đồng nháy nhắm mắt. Lộ ra một nụ cười hoạt bát. Khương Phàm cười lắc đầu. Ngươi rất có lòng tin đối với ta nhỉ? Yêu đồng nói. Ngươi là lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, mới có càng nhiều lo lắng. Buông lỏng một chút, ngươi đi đến bây giờ,
nguy hiểm gì không có trải qua. Huống chi, đây không phải điểm cuối cùng, chỉ là khởi đầu cho bắt đầu mới. Khương Phàm nhìn trước mặt yêu đồng, trong đầu hư vô nổi lên tia sáng rực thản nhiên, có nhiều thâm ý nói. Đúng vậy, đây chỉ là khởi đầu mới. Yêu đồng đưa linh quả tới trong miệng thì dừng lại một chút, cười khẽ hai tiếng, lại gặm tiếp. Khương Phàm chờ yêu đồng đáp lại, yêu đồng lại tự tại tùy ý gặm linh quả, giống như không có lĩnh hội tới thâm ý của Khương Phàm. Cuối cùng vẫn là Khương Phàm mở miệng. Chúng ta, nói chuyện. Yêu đồng nhún nhún vai. Không phải chúng ta đang nói sao? Ta cũng bởi vì lưng đeo quá nhiều, cho nên không cho phép thất bại. Nếu như ta bại, Thương Huyền sẽ bại, nếu như Thương Huyền bại, các huynh đệ của ta đều không sống nổi. Trước khi thời khắc mấu chốt kia tiến đến, ta hy vọng tất cả tai họa ngầm đều được thanh trừ hết, trong lòng có thể không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà đi đến Đăng Thiên Kiều, nghênh đón thiên kiếp tẩy lễ. Bây giờ Thương Huyền, còn có tai họa ngầm sao? Ngươi là chỉ Man Hoang Đế Tổ. Ha ha, rất không cần phải lo lắng. Nếu vị nữ đế thần bí kia có thể cản hắn một lần, thì có thể cản hắn lần thứ hai. Man Hoang Đế Tổ cần cảnh giác, nhưng cũng không cần quá cảnh giác. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi mỗi ngày ở chỗ này quan sát đến xí thiên giới, quan sát đến Thương Huyền. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngươi cảm giác. Nơi này còn có tai họa ngầm gì? Ngươi là chỉ nội bộ sao? Yêu đồng mím môi, trợn mắt, cẩn thận suy nghĩ, cười nói. Không có. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nếu như ta thật xưng đế, gặp nạn không chỉ là những đế quân kia, chỉ sợ còn có cái khác. Khương Phàm chỉ bầu trời, thanh âm thoáng đè thấp. Vị đang đi đường kia. Yêu đồng thuận ngón tay Khương Phàm nhìn lên trời. Bọn hắn sao? Thân thể hư vô của Khương Phàm nổi lên gợn sóng, bọn hắn. Không phải hắn. Yêu đồng nhìn lên bầu trời, trên khuôn mặt ngây thơ toát ra thể hiện như có điều suy nghĩ. Nếu ngươi xưng đế, đối với bọn hắn mà nói thật đúng là phiền phức. Khương Phàm nhìn chằm chằm yêu đồng, nói. Nếu ta có thể xưng đế, toàn bộ cách cục thế giới đều sẽ bởi vì chuyện này mà thay đổi, các đế quân hoặc là thần phục, hoặc là chết. Coi như sau khi ta chân chính thống ngự thiên hạ, bọn hắn muốn lại tàn sát thiên khải, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, làm không tốt, còn có thể ở lại nơi này. Yêu đồng chậm rãi gật đầu. Còn không có xưng đế, đã nói bừa thống ngự thiên hạ, mặc dù cuồng chút, nhưng ta vẫn tương đối coi trọng ngươi. Cho nên, bọn hắn gặp phải tao ương, ngươi sẽ không nhúng tay. Nhúng tay cái gì? Nhúng tay ta xưng đế. Ta, ha ha, ta không có năng lực kia quấy nhiễu thiên kiếp. Ngươi cũng có thể kinh sợ lui Man Hoang Đế Tổ, quấy nhiễu thiên kiếp còn không dễ dàng. Coi như quấy nhiễu không được thiên kiếp, đột nhiên đảo loạn tại xí thiên giới, ta chắc chắn bị quấy dày, đến lúc đó. Ta sẽ phải dẫm vào vết xe đổ kiếp trước. Khương Phàm thật đúng là không lo lắng Man Hoang Đế Tổ. Không phải nói Man Hoang Đế Tổ không mạnh, mà là hắn đã hiểu rõ tình huống của Man Hoang Đế Tổ, có thể tính nhắm vào làm chút chuẩn bị, nhưng đối với thân phận cùng mục đích của yêu đồng, Khương Phàm thật sự cần cảnh giác. Có phải ngươi hay không hiểu lầm cái gì rồi? Tại sao ta lại muốn quấy rối trong xí thiên giới? Bởi vì cái sợi khí trong thân thể kia của ngươi, cái sợi khí chân chính để cho ngươi sinh ra linh trí. Nha! Yêu đồng đã hiểu, lại chỉ là cười, không có trả lời. Khương Phàm ép hỏi lấy yêu đồng. Ta cần cảnh giác không? Yêu đồng trầm ngâm sơ qua. Trước mắt mà nói, không cần. Chí ít cho ta cái lý do. Mấy vạn năm một lần trò hay, còn chưa bắt đầu đã sớm chào cảm ơn, chẳng phải là tiếc nuối. Bóp chết nguy hiểm đang nảy sinh, há không tốt hơn. Đó là lựa chọn của kẻ yếu. Cường giả khát vọng là đặc sắc. Huống chi. Khổ sở đợi chờ vài vạn năm, chỉ vì phóng thích giờ khắc này, không thể nào nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến một trận, đó là nhục nhã đối với mình. Yêu đồng lắc lắc ngón tay, vòng vo tại trước đầu. Tư duy cường giả. Khương Phàm thật sâu nhìn yêu đồng. Nói như vậy, ta không cần lo lắng. Yêu đồng cười nói. Bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng. Sau này thì sao? Nếu ngươi có thể xưng đế, còn sợ sau này? Có sợ hay không không nói. Chỉ ít có thể có sức đánh một trận. Ta rất chờ mong hai trận biểu hiện tiếp theo của ngươi. Đế chiến, thiên chiến. Ngươi xem trọng ta đế chiến, vậy thiên chiến thì sao? Ha ha, không coi trọng. Trực tiếp như vậy. Ngươi đó, cũng không biết mình phải đối mặt là cái gì, nói phần thắng thế nào.
Ta đang điều tra, thật đến ngày đó, sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi nhìn đi, cuối cùng ngươi chờ đợi chỉ là làm rõ ràng bọn họ là ai mà thôi, sao là có thể nói phần thắng. Kỳ thật có một đường tắt, chính là ngươi nói cho ta biết, bọn họ là ai. Ta, ha ha. Yêu đồng chỉ là lắc đầu cười cười. Khương Phàm kích thích nói. Ta sớm biết, sớm chuẩn bị, đến lúc đó thiên chiến chẳng phải là càng đặc sắc. Ngươi vừa mới nói, tư duy cường giả. Yêu đồng ném linh quả trong tay đi, nói. Ta biết ngươi đã nhiều năm như vậy, biết tính cách của ngươi, cho nên. Cho nên cái gì? Sớm nói, sợ ngươi tuyệt vọng, đánh mất đấu chí, biến thành phế nhân. Chính ngươi đi lên phía trước, chiến đến một khắc cuối cùng, trước khi chết lại tuyệt vọng, sau đó khẳng khái chịu chết, có thể để nhân sinh của ngươi lộ ra oanh oanh liệt liệt. Khương Phàm nghe xong thì an tĩnh thật lâu, đây là nói đùa sao, hay là cách đan dược tự hỏi xác thực không giống với con người. Đan dược nhìn dáng vẻ sững sờ của Khương Phàm mà ha ha nở nụ cười. Không có việc gì sao, trở về tu luyện, ta chờ mong đế chiến của ngươi. Chu Tước Thủy Tổ, Bất Diệt Thiên Thể, Phong Thần Đài, Vạn Kiếp Cánh Cửa, a, đây sẽ là đại chiến phấn khích như thế nào? Đúng, còn có Tiểu Cuồng Lan đang khôi phục, a. Ta quá chờ mong. Cái gì nhỏ? Chương 3036 Di tích Thanh Thiên. Tiểu Cuồng Lan, không phải các ngươi bắt đầu phỏng đoán thân phận của nàng sao? Nàng đã từng bị thời đại ký thác kỳ vọng, đặt tên Cuồng Lan, lấy ý lực xoắn Cuồng Lan. Nàng ngay lúc đó, là siêu mãnh liệt. Hỏa Linh, Cuồng Lan. Khương Phàm nhìn yêu đồng thanh tú đáng yêu ở trước mặt, đột nhiên lại cảm giác lạ lẫm và thần bí. Đúng vậy, Thiên Đế Cuồng Lan. Yêu đồng lộ ra nụ cười tà mị đối với Khương Phàm, khóe môi trắng nõn có chút nhếch lên, lộ ra miệng đầy răng nanh. Khương Phàm nhìn yêu đồng thật sâu, khuôn mặt hư vô không hiện ra thể hiện, nhưng bất kỳ thể hiện nào cũng đều không biểu đạt được hắn chấn kinh tại thời khắc này. Tiểu gia hỏa này vậy mà lại biết tất cả mọi chuyện. Cái thần thái ngoạn vị nhi, cái tư thái tùy ý kia, nghiễm nhiên giống như là thượng thiên quan sát chúng sinh, cự thú trêu đùa sâu kiến. Tất cả những chuyện đang xảy ra, trong mắt hắn đều giống như trò chơi. Chỉ thế thôi. Chẳng lẽ, hắn thật kế thừa ý thức của người giết trời? Hắn chính là con mắt người giết trời đặt ở thế giới này. Người giết trời còn xa chưa tới, cũng đã sớm biết hết thảy mọi thứ phát sinh ở nơi này. Biết nơi này chuẩn bị, biết nơi này bố trí, biết tất cả át chủ bài nơi này. Thậm chí biết tất cả những người bí mật muốn phản kích. Yêu đồng ha ha cười. Ta nói tới cái gì, một ít chuyện thôi, người vẫn không nên biết rõ thì tốt hơn. Ta chỉ là hơi để lộ nửa điểm, người đã chống đỡ không được. Thiên đế, người vẫn không nên biết rõ thì tốt hơn. Phía trên đế quân, có cảnh giới khác. Nếu không thì muốn như nào? Vô lượng thắng thiên quyết vì sao gọi là vô lượng, mà không phải cửu cấm. Suy cho cùng, trọn vẹn luân chuyển, cái kia không chỉ là chờ đợi, mà là mẫu thân hắn thiết định cho hắn cực hạn chân chính. Đáng tiếc, đến chết hắn đều không thể thành công. Mẫu thân hắn, thiết định cực hạn, có ý gì? Không nói, không nói. Yêu đồng lắc đầu cười nói. Khương Phàm cau chặt lông mày, rõ ràng muốn đi lên đỉnh của thế giới, nhìn trộm ảo diệu thiên hạ, nhưng vài câu nói chuyện ngắn ngủi, mình lại có vẻ vô tri như vậy. Người đó, vẫn là nên chuyên tâm chuẩn bị đế chiến đi. Mặc dù ta tràn ngập lòng tin đối với ngươi, nhưng những đế quân kia đã không có đường lui. Chắc chắn sẽ toàn lực ra tay. Mặc dù ngươi đã khiêu chiến qua Bắc Thái Đế Quân, nhưng ngươi không đến cảnh giới đế quân, vĩnh viễn không biết cảnh giới kia cường đại đến thế nào. Bảy vị đế quân toàn diện trấn áp, ngươi nhất định cửu tử nhất sinh. Yêu đồng nháy mắt mấy cái đối với Khương Phàm. Lại phải đi liều mạng. Khương Phàm hít một hơi thật sâu, để cho mình khôi phục tỉnh táo. Có thể được đến cam đoan của ngươi, ta đã có thể an tâm chuẩn bị thiên kiếp. Cuối cùng lại thỉnh giáo một vấn đề. Yêu đồng lấy tay giật một linh quả xuống từ bên trên đại đạo thần thụ, phóng tới trong miệng cắn một cái, miệng đầy chất lỏng. Tùy thiện hỏi, ta sẽ cố gắng đáp. Khương Phàm chỉ phía dưới. Nơi đó mai táng lấy cái gì? Người mỗi ngày thủ tại chỗ này, giống như không phải là bởi vì nơi này ánh mắt tốt, thấy xa. Yêu đồng đáp lại rất thẳng thắn. Phía dưới mai táng, thiên. Cái gì gọi là thiên? Sinh linh chân chính tập kết toàn bộ táng diệt truyền thừa cùng vĩnh hằng truyền thừa, sẽ thăng hoa toàn diệt, tấn thăng làm, thiên, tiếp quản pháp tắc của thế giới, bảo vệ càn khôn, bảo hộ dân chúng. Phía dưới mai táng chính là, thanh thiên, sinh ra tại 10 vạn năm trước,
để thế giới này từ kỷ nguyên Hoàng Thiên, đi đến kỷ nguyên Thanh Thiên, một mực tiếp tục đến bây giờ. Bất luận là truyền thừa lấy được từ 3 vạn năm trước, hay là truyền thừa lấy được bây giờ, đều là Thanh Thiên thả ra. Yêu Đồng nói xong, vừa thần bí cười một tiếng. Có thể hiểu được không? Phía dưới là Thanh Thiên. Là di tích Thanh Thiên. Di tích. Thanh Thiên bị giết, phía dưới là di hài Thanh Thiên, cam đoan thế giới pháp tắc vận chuyển bình thường. Chờ đợi người thừa kế mới, sau khi dung hợp táng diệt cùng Vĩnh Hằng, thay thế Thanh Thiên, hóa thân thiên mới. Tất cả truyền thừa bây giờ của chúng ta, đều đến từ phía dưới. Người cứng rắn muốn hiểu như vậy, cũng không phải không thể. Khương Phàm cau mày, tự định giá hồi lâu, đột nhiên nói. Nếu như ta cưỡng ép thôn phệ di tích phía dưới, chẳng phải là có thể dẫn dắt tất cả truyền thừa khác đều hội tụ đến trên thân. Yêu Đồng nhíu mày nhìn Khương Phàm một chút, cười nói. Người ý tưởng này ngược lại là to gan, nhưng bây giờ khẳng định không được. Người ngay cả bán đế đều không phải là, còn mưu toan thôn phệ di tích thiên. Khương Phàm hỏi lại, ngươi vì sao muốn thủ tại chỗ này? Yêu Đồng thần bí cười nói. Ngươi đoán xem. Khương Phàm trầm mặc thật lâu, nói. Cảm ơn ngươi thẳng thắn. Yêu Đồng tùy ý khoát tay. Không cần trầm trọng như vậy, chờ ngươi thật sự xưng đế, sau khi làm đến thống ngự thiên hạ, lại đến nghiên cứu những chuyện này đi. Còn lại nửa năm. Từ từ chuẩn bị thiên kiếp của ngươi tôi thể, chúc ngươi may mắn. Khương Phàm rời khỏi thế giới mới, tìm đến Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên rộng mở thế giới ngũ hành của mình, tiếp nạp Khương Phàm. Trong này trừ Dạ An Nhiên và ngũ hành thần thụ tươi tốt kia ra, còn có thiên bảo thánh thụ bị cưỡng ép bắt tới. Khương Phàm giáng lâm đến trước mặt thiên bảo thánh thụ. Xem ra ngươi trong lòng của nàng cũng không có quan trọng như vậy, đều đã tới đây gần một năm, nàng ngay cả cái mặt đều không có xuất hiện. Thiên bảo thánh thụ đang cắm rễ tại thế giới ngũ hành, điên cuồng hấp thu năng lượng nơi này, một bộ tư thế báo thù, hút, ngu sao mà không hút. Ta là thật không biết ngài đang nói cái gì. Ngươi sống mấy ngàn năm, chỉ nhiều năm vòng, không có giải trí thông minh. Ta đều biết nàng tồn tại, cũng biết nàng ở chỗ của ngươi, ngươi có cần phải mạnh miệng như vậy không? Ta không biết ngài đang nói cái gì. Nàng là cánh cửa sinh mệnh. Thiên bảo thánh thụ an tĩnh thật lâu. Thân cây nhúc nhích ra hai con mắt, chớp mắt đối với Khương Phàm. Ngài bại lộ. Cái gì? Ngài căn bản cũng không biết nàng là cái gì. Nhưng ngươi biết. Ta biết, nhưng ta sẽ không nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngài phá hủy ta đi. Thiên bảo thánh thụ tương đương dứt khoát một câu, lại Khương Phàm ế trụ. Dạ An Nhiên nói. Ngươi có khả năng có thành kiến đối với chàng, nhưng chúng ta là thật không có ác ý. Chàng coi như lại ăn cướp, cũng không trở thành ăn cướp đến trên đầu nữ đế. Thiên bảo thánh thụ a một tiếng. Đời trước ngài ấy vẫn là cảnh giới thánh hoàng đã đi tinh linh đế tộc tai họa, đời này cách tam xoa ngũ tổ đoàn đi tinh linh đế thành, chuyện gì mà làm không được. Chương 3037 xâm nhập hắc ma tộc 1. Dạ An Nhiên khẽ nhếch môi, vậy mà cũng không biết trả lời như thế nào. Cái này không phải bóng ma, đơn giản đều là ấn tượng thâm căn cố đế. Khương Phàm đột nhiên nghiêm túc. Ta không rảnh nói nhảm cùng ngươi, đế chiến thương huyền sắp đến, ta nhất định phải nhìn thấy nàng. Ngươi có thể không quen nhìn ta, ngươi cũng có thể cảnh giác ta, nhưng ở vấn đề bảo vệ thương huyền này, ta không thẹn với lương tâm. Mục đích cuối cùng nhất ta muốn gặp nàng, chỉ là hy vọng nàng có thể thay ta ngăn chặn man hoang đế tổ. Ngài đánh giá cao ta rồi, nếu như nàng thật muốn gặp ngài, không cần ngài tìm nàng sẽ tự tới gặp ngài, nàng không nguyện ý tới gặp ngài. Coi như ngài phá hủy ta, đốt đi 20 vạn dặm rừng rậm đông nam, nàng cũng sẽ không tới gặp ngài. Thử nhìn một chút. Khương Phàm quẳng xuống câu nói, sau đó biến mất. Thử nhìn một chút. Thiên bảo thánh thụ có chút giật mình, thử cái gì? Phá hủy ta, hay là hỏa thiêu 20 vạn dặm rừng rậm đông nam? Ta ở chỗ này rất ổn mà, chẳng lẽ là muốn đốt? Dạ An Nhiên tiếc nuối lắc đầu, cũng biến mất ở trước mặt thiên bảo thánh thụ. Phần thiên thần hoàng, ngươi trở lại cho ta. Thiên bảo thánh thụ đột nhiên gào thét, mẫu thân nó ta chính là làm cái tương tự. Khương Phàm rời khỏi xí thiên giới, được Đông Hoàng Lăng Tuyệt đồng hành, vượt qua 30 vạn dặm không gian, giáng lâm đến sâu trong Đông Nam. Ngươi chờ ở chỗ này. Khương Phàm để Đông Hoàng Lăng Tuyệt lại, tự mình xâm nhập rừng rậm, đi tới sinh mệnh thần điện. Mặc dù thiên bảo thánh thụ đã rời khỏi, nhưng linh thể nơi này cũng không có hỗn loạn. Đều như sinh hoạt bình thường giống như thường ngày.
ngươi ở chỗ này, vì sao không chịu đi ra gặp ta? Khương Phàm tra xét rõ ràng năng lượng trong thiên địa ba động, tìm kiếm vết tích tồn tại của nữ đế. Nhưng, bầu trời xanh thẳm, rừng rậm xanh biếc, mê vụ thản nhiên lượn lờ chiếm cứ ở trong núi, nhiều loại linh thể cảnh giác nhìn Khương Phàm, nhưng thủy chung không có đạt được bất kỳ lời đáp lại nào. Ta đã biết bí mật về 12 cánh cửa pháp tắc. Ta đã đợi đến cánh cửa hư không trở về. Ta đã khống chế đăng thiên kiều nguyên thủy. Ta còn chưa có tư cách nhìn thấy ngươi sao? Khương Phàm vẫn ngắm nhìn xung quanh, thanh âm vang dội mà to lớn, nhưng đã đợi lại đợi, vẫn không có đạt được bất kỳ lời đáp lại. Ta vô ý mạo phạm ngươi, hôm nay tới, chỉ có một điều thỉnh cầu, ngăn chặn man hoang đế tổ. Tại thời khắc ta lên trời, ta sẽ ta tận hết khả năng tránh cho năng lượng tán ra ngoài, nhưng có thể giấu giếm được đế quân khác ở bên ngoài mấy trăm vạn dặm, chưa hẳn có thể giấu giếm được man hoang đế tổ thân ở Thương Huyền. Sau khi nói xong, Khương Phàm dừng lại một chút. Ta đây không chỉ là thỉnh cầu, cũng là cảnh cáo. Nếu như hắn quyết định quấy nhiễu ta, tốt nhất có thể có 100% nắm chắc để cho ta hôi phi yên diệt, nếu không đợi ta xưng đế, ta nhất định xua quân Đông Bắc, không giết sạch toàn tộc man hoang hắn, ta sẽ không xứng làm chủ nhân Thương Huyền. Khương Phàm dừng lại hồi lâu trước sinh mệnh thần điện, cuối cùng vẫn không thể chờ đợi đến nữ đế. Nếu như ngươi muốn bảo đảm hắn, vậy thì ngăn chặn hắn cho ta. Khương Phàm để lại câu ngoan thoại cuối cùng, sau đó rời khỏi nơi này. Ai? Tiếng thở dài thăm thẳm phiêu đãng trong sương mù tại thần điện. Nữ đế thân ảnh từ phiêu miểu đến mông lung lại đến rõ ràng, nhưng rất nhanh đã trở lại phiêu miểu, tiêu tán ở nồng đậm mê vụ, dung nhập hệ thống thế giới. Khi Đông Hoàng Lăng Tuyệt mang theo Khương Phàm vượt qua không gian, chạy về xí thiên giới, thân ảnh phiêu miểu của nữ đế đã thẩm thấu sinh tử giới hạn, trải qua luân hồi thâm không, giáng lâm đến sâu trong địa ngục. Nơi này không phải Phong Đô, không phải U Đô, cũng không phải nơi trấn nhiếp U Minh, danh truyền quỷ giới nhân gian khác, mà là một mảnh hoang dã bình thường nên không thể nào lại bình thường hơn. Hắc ám như mực, âm lãnh thấu xương. Không có hồn ảnh phiêu đáng, không có ác quỷ ẩn hiện, cũng không có quỷ ngữ, không có minh hỏa, hoang vu lại tịch liêu. Nữ đế phiêu miểu, như thật như ảo, tỏa ra hào quang nhỏ yếu trong bóng tối vô biên vô tận. Hắn muốn trở về. Nữ đế cụp tầm mắt xuống, giống như nói một mình, lại như là nói cho ai đó nghe. Ta biết, ngươi đã gặp hắn rất nhiều lần. Ta biết, ngươi đã một lần lại một lần tuần hoàn số mệnh thành thói quen. Nhưng lần này, giống như không giống như thế. Nữ đế có chút hoảng hốt, chậm rãi lắc đầu, thì thào khẽ nói. Ta ngủ say trăm vạn năm, không có chứng kiến qua dù là một lần đồ sát, giống như không có tư cách nói câu, không giống, này. Nhưng ta thức tỉnh. Tựa hồ trong cõi U Minh có nhất định, phong thần đại điển khởi động lại, cũng là số mệnh chảy trở về. Lần này, ngươi nói, có lẽ là thất vọng khác, nhưng ít ra, đáng để thử một lần. Hoang dã tịch liêu, hắc ám lại không có âm. Nữ đế yên lặng chờ đợi hồi lâu, không có được đáp lại, nàng ung dung khẽ nói, dần dần tiêu tán trong bóng tối. Trăm vạn năm, hắn tàn sát thế giới dòng dã trăm vạn năm, chẳng lẽ chúng ta không nên làm gì sao? Đây là chúng ta tạo nghiệt, chúng ta, hại hắn, cũng hại thế giới này, hại vạn cổ luân hồi. Ngươi từ từ cân nhắc, ta sẽ trở lại. Không có ngươi, Khương Phàm chắc chắn sẽ thua. Có ngươi, Khương Phàm mới có thể đối kháng Nguyệt Thiên Niên. Nếu không, tất cả cường hãn, tất cả kỳ tích, tại thời gian trước mặt. Không chịu nổi một kích. Nơi cực sâu tại địa tầng hoang dã, trong hư vô U Minh địa ngục, một bóng người mông lung chậm rãi ngẩng đầu, mở ra con mắt u lãnh. Ngước nhìn phương hướng nữ đế rời khỏi. Nhưng chỉ mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, hắn lại cúi đầu một lần nữa, quy về phiêu miểu, trở lại hệ thống U Minh. Hắn, chính là, truyền thuyết, được lưu truyền tại nhân gian cùng U Minh. Hắn, chính là U Đô, người sáng lập Phong Đô và các loại. Hắn, chính là trưởng khống giả chân chính của U Minh địa ngục. Một trong 12 pháp tắc, cánh cửa tử vong. Hắc Ma Đại Lục. An Minh Hề đạp vào đông bộ Tân Hải Hắc Ma đúng đầu tháng 6, sau đó một mình Tây Tiến, đi Hắc Ma Đế Thành. Nàng xảo diệu ẩn giấu tung tích, hành tẩu vào sâu trong dãy núi cùng rừng rậm, dọc theo dãy núi uốn lượn, quanh co đi về phía trước. Lần này đi chính là dòng dã một tháng, cuối cùng bí mật đến trung vực đông bộ. Không giống với như ngoại vực bị bát bộ hoàng đạo Thương Huyền khống chế, chí tôn hoàng đạo chiếm lấy trung vực. Đại địa trung vực tại Hắc Ma Đại Lục rộng lớn đều là thuộc về lãnh địa của Hắc Ma tộc, Kình Thiên Ma tộc và các loại khác thì phân tán tại ngoại vực.
Chương 3038 xâm nhập Hắc Ma tộc 2. Cho nên tiến vào trung vực, chính là tiến vào lãnh địa của Hắc Ma tộc. Mặc dù trong chiến tranh lúc trước Hắc Ma tộc tổn thất rất nặng nề, đến bây giờ đều không có tạo nên bước phát triển thần tôn mới, nhưng đối với giám sát lãnh địa bọn hắn vẫn vô cùng nghiêm mật, nhất là sau khi Bắc Kinh đế thành lọt vào tập kích, Hắc Ma đế tộc đã bắt đầu nghiêm mật giám sát mấy chục vạn dặm, còn có cả không gian. An Minh Hề cứ việc cẩn thận từng ly từng tí, nhưng sau 5 ngày ngắn ngủi vẫn bị phát hiện. Đọa Lạc Ma tộc, An Minh Hề, gặp qua đế quân. An Minh Hề bị áp giải đến trong Hắc Thạch Điện đế thành, cứ việc muốn giữ vững cao ngạo, nhưng ở trước mặt kinh khủng đế uy nàng vẫn không nhịn được mà quỳ ở nơi đó. Cứ như đó là thần tổ vạn ma, đó là tồn tại chí cao vô thượng trong ma giới. Bất luận là đế uy chân chính, hay là ma tộc huyết mạch trùng kích, đều để thân thể mềm mại của nàng run nhẹ nhẹ. Tế Thiên Ma Thụ, một ma thụ nho nhỏ vậy mà lại phát triển đến cảnh giới thánh hoàng. Phần thiên thần hoàng không xử bạc với ngươi nhỉ? Nhận được thần hoàng hậu ái. Nếu hắn có ân với ngươi, vì sao ngươi lại muốn tìm tới đây? Đầu nhập vào, ngài hiểu lầm. Nếu như không phải đầu nhập vào, chẳng lẽ là đến ám sát? Hừ hừ, dẫn đi, luyện. Đế quân chờ một lát, ta nếu lại tới đây, không có ý định còn sống trở về. Trước khi ngài luyện ta có thể cho ta nói mấy câu hay không? Mấy câu mà thôi, không chậm trễ bao nhiêu thời gian của đế quân. Mấy câu mà thôi, cũng không tổn thương được đế quân. Nhưng, mấy câu mà thôi, khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh Hắc Ma đế tộc. Phần thiên thần hoàng an bài ngươi tới làm thuyết khách, thì ra đây chính là kế hoạch mà phần thiên thần hoàng chuẩn bị đăng thiên cứu sao. Ta còn tưởng rằng hắn học được bản sự, bộ sách lược hợp tung liên hoành kiếp trước kia đã sớm quên sạch sẽ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn dùng đến. Thật đáng tiếc, hắn dùng sai thời điểm, càng dùng lộn chỗ. Người đâu, dẫn đi, chặt, luyện thân thể, đưa đầu về Thương Huyền. Hắc Ma đế quân đều hận thấu Khương Phàm, tên hỗn đản kia lại còn dám đến hợp tác. Khương Phàm liên sát hắn ma hoàng, chiếm lấy ma bia, cuối cùng còn muốn cùng hắn đến hợp tác. Đương nhiên là không thể nào. Trong này khẳng định là có âm mưu gì đó, cho nên không cần thiết phải bàn bạc. Hai tôn Hắc Ma khôi ngô sải bước đi tới, bóp lấy đầu An Minh Hề ra bên ngoài kéo. An Minh Hề không có giãy giụa, không có hô to, mặc cho Hắc Ma kéo lấy đi ra ngoài, tự mình nói ra. Ý nghĩa thật sự của cuộc chiến đăng thiên kiều, không chỉ là ở chỗ trấn áp Thương Huyền chúng ta, càng là các đế quân mưu đồ Thương Huyền. Mà mưu đồ Thương Huyền thì cần có đế quân làm ra cống hiến, hy sinh mình. Các đế quân đương nhiên đều không có đức độ như thế, đại công vô tư, tùy ý cuối cùng chỉ có thể là bị trọng thương vị kia. Chúng ta sẽ trọng thương ai? Chúng ta có thể trọng thương ai? Không hề nghi ngờ, ngài là lựa chọn tốt nhất. Hai tôn Hắc Ma kéo lấy An Minh Hề đi ra đại điện, giọng An Minh Hề càng ngày càng xa, nhưng vẫn bình tĩnh lại bình ổn như cũ, quanh quẩn ở ngoài điện, cũng bay vào trong điện. Lý do rất đơn giản, Long Đế, Huyền Vũ, Hắc Ma, thậm chí là Thái Sơ, đều có thần linh hoặc siêu thần làm bạn, xin hỏi ngài có cái gì? Mặc dù thực lực ngài cường hãn, có thể tăng vọt mấy lần, không cần hiệp trợ như thế, nhưng ở trong mắt chúng ta, ngài chỉ có chính ngài, không có thần linh cùng siêu thần cường hãn quấy nhiễu, cho nên khai chiến trước tiên, chọn lựa đầu tiên đã định ở trên người ngài. Cũng có thể trọng thương ngay đầu tiên. Ngài có khả năng cảm giác buồn cười, chúng ta dựa vào cái gì trọng thương được ngài? Ta trực tiếp cho ngài một cái lý do, cánh cửa hư không? Thời khắc thanh âm đang biến mất, bốn chữ cuối cùng, rốt cuộc cũng kích thích Hắc Ma đế quân. Chậm đã! Hắc Ma đế quân thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong điện. Hai tôn Hắc Ma kéo lấy An Minh Hề trở lại đại điện. Trong lòng An Minh Hề hoảng muốn chết, nhưng mặt ngoài vẫn cố gắng chấn định, cũng không đợi đế quân hỏi thăm, tự mình nói tiếp. Không sai, chúng ta và tinh linh đế tộc đã làm giao dịch. Mượn dùng cánh cửa hư không? Dĩ nhiên không phải mượn dùng toàn bộ hành trình, chỉ cần mượn dùng một chút, lúc mới bắt đầu khai chiến. Bây giờ chúng ta có tổng cộng 5 vị thần linh không gian. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Lăng Tuyệt, còn có Đông Hoàng Như Yên. Khả năng ngài không thể nào tiếp thu được, nhưng ngẫm lại 3 năm trước chúng ta đã có 3 vị, bằng vào tài nguyên của chúng ta, cùng với việc mượn dùng cánh cửa không gian đã bắt đầu lĩnh hội. Tái tạo 2 vị thần tôn không gian, cũng không có khó như ngài tưởng tượng vậy. Ngài là đế quân, ngài không sợ thần tôn, nhưng, 5 vị không gian thần tôn phối hợp với cánh cửa hư không,
nếu như trước khi tất cả đế quân kịp phản ứng, nhắm ngay ngài trước tiên. Một loại khả năng, chúng ta trực tiếp rời ngài đi. Nhưng, chúng ta sẽ không làm như vậy. Tất cả thần linh, siêu thần của chúng ta cũng sẽ bộc phát toàn diện trong nháy mắt đó. Sau đó do 5 vị không gian thần tôn thao túng cánh cửa không gian, năng lượng của hơn 30 vị thần linh, siêu thần, hung hăng đánh vào trên người ngài, ngài sẽ lập tức trọng thương. Ngài tự tin có thể chống đỡ được chúng ta bộc phát sao? Không để ý, ta sẽ nói rõ cho ngài biết lực lượng chân chính của chúng ta bây giờ. Phần thiên thần hoàng sắp trở thành bán đế, thiên hậu bằng vào 7 đại tổ thú đã hư hóa 8 phần, hồng hoang thiên long bằng vào siêu cấp vũ khí đã hư hóa 8 phần, thôn thiên ma hoàng nuốt ma giới hoàng đồ cùng cửu hoàng hắc ma bia, đã hư hóa 8 phần, đương nhiên còn có. Đế tử. Ngài không nghe lầm, đế tử đã chết, chết trước cuộc chiến Bắc Thái, bây giờ đã dung nhập vào bên trong phân thân của hắn, cũng đã hư hóa. Còn gì nữa không? Đương nhiên là còn, vị giới chủ thế giới mới kia, 5 năm trước đã từng suýt chút nữa giết tử kim thần long tại địa ngục. 3 tháng trước, vừa mới hư hóa. Còn gì nữa không? Đương nhiên là còn, vị siêu cấp nhân ma man hoang kia, tình huống cụ thể không cần ta nhiều lời. Thần linh lại càng không cần phải nói, hơn 30 vị. Mà, ngoài 10 vị đã là thần linh đỉnh phong. An Minh Hề tự mình nói, cứ việc thổi như bức lên thật lớn. Tóm lại chính là hù sợ hắc ma đế quân. Chương 3039 khuất nhục. Đế tử chết rồi. Hắc ma đế quân biết Khương Phàm vây bắt Bắc Thái đế thành, nhưng thật không biết Khương Phàm giết đế tử ở nơi đó. 5 vị thần linh không gian. Thần linh không gian lúc nào lại bắt đầu tụ tập rồi. 10 vị thần linh đỉnh phong. Tốc độ phát triển của bọn hắn thật sự nhanh như vậy sao? Ngài là rất mạnh, nhưng ngài có thể chống đỡ được đả kích cuồng bạo như thế sao? Trước khi khai chiến, ngài đã bị trọng thương, ngài đoán xem huyết ma đế quân sẽ làm cái gì? Ngài đoán xem đế quân yêu tộc và nhân tộc sẽ làm cái gì? Bọn họ chỉ cần phân ra mấy vị, cưỡng ép chân áp chúng ta, sau đó tập trung 2-3 vị, tiếp tục đánh ngài đã bị trọng thương cho tàn phế, sau đó kéo lấy ngài lao thẳng đến Thương Huyền. Hắc ma đế quân hơi nhíu mày lại, rét căm căm tập trung vào An Minh Hề. An Minh Hề bày ra một bộ ta phải chết, đây là di ngôn cuối cùng của ta. Không quan tâm, khóe miệng không ngừng nhấp nháy, nàng nói tiếp. Ta nói điều kiện tiên quyết là, thời điểm chúng ta đuổi tới chiến trường Thiên Khải, các ngài sớm chờ ở nơi đó, chúng ta không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng. Nhưng còn có điều kiện khác, đó chính là, thời điểm các ngài đến Thiên Khải chiến trường, chúng ta đã chờ ở nơi đó. Vừa nói ra lời này, không chỉ có sắc mặt Hắc Ma đế quân hơi biến đổi, mà bọn thị vệ trong điện cũng thay đổi sắc mặt. An Minh Hề buông thõng tầm mắt. Mặt lạnh nhạt, tự mình nói tiếp. Chúng ta đúng là ước định tháng 1 năm 26 tiến về Đăng Thiên Kiều, trực tiếp quyết đấu cùng các ngài. Nhưng, chúng ta chưa hề nói, đó là lần đi đầu tiên. Kỳ thật trước năm 26, cũng chính là trong mấy tháng này, chúng ta có thể đột nhiên tiến về Đăng Thiên Kiều. Tại thời điểm các ngài phát giác được thiên kiếp giáng lâm, chạy theo tới đó, ít nhất cần 3 ngày, đến lúc đó, Khương Phàm đã thành công. Hắc ma đế quân chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đế uy kinh khủng phiêu đãng tại cung điện. Khả năng này, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới. Đây không phải là lần đầu tiên. Đây chẳng qua là quyết chiến. Tên điên đáng chết, vậy mà lại chơi loại văn tự này. Nhưng, bất kỳ siêu thần gì từ hư hóa đến hoàn toàn hư hóa, bình thường đều cần khoảng 100 năm, Khương Phàm có thể trong vài năm ngắn ngủi, hư hóa đến 8 phần trở lên đã là kỳ tích. Cũng là nhờ vào số lượng lớn thần huyết thần cốt hắn nuốt luyện, nhưng hắn có thể hoàn toàn hư hóa trước năm 26. Điều này có thể sao? Hay là nói, nếu Khương Phàm không chờ hoàn toàn hư hóa, đã muốn cưỡng ép lên trời? Liền như là hắn kiếp trước như thế. An Minh Hề nói tiếp. Kỳ thật từ đầu đến giờ, bản chất ý nghĩa của chiến tranh đều là mưu đồ Thương Huyền, nhưng bày ở trước mắt các ngài lại là, nếu như Khương Phàm không thể đăng lâm đế quân, cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, tạo thành hủy diệt Hắc Ma đế tộc ngài. Nếu như Khương Phàm đăng lâm đế quân, nghênh chiến các ngài tại Thiên Khải thì sao? Ta dám cam đoan, ngài là mục tiêu lựa chọn đầu tiên. Nhưng, nếu như Hắc Ma đế tộc nguyện ý hợp tác với chúng ta sẽ lấy đây là thời cơ, làm tiếp giao dịch cùng tinh linh đế tộc, bảo đảm tinh linh đế tộc chân chính đứng ở chúng ta bên này. Đương nhiên, kỳ thật chúng ta còn bí mật liên hệ cùng đế tộc khác. Đơn giản để lộ một cái, đó chính là Bắc Thái đế quân. Mặc dù ngài cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng chúng ta khống chế phân thân, từ trên huyết mạch mà nói,
chính là đệ tử, chính là hài tử của hắn. Nói về vấn đề chính, nếu như các ngài hợp tác với chúng ta có thể tạo thành một liên minh cường hãn, khởi xướng một trận hỗn chiến điên cuồng tại Thiên Khải Đăng Thiên Kiều vượt qua tất cả mọi người dự kiến, sau đó trọng chỉnh cách cục thế giới. Nếu như ngài có thể đứng ở bên chúng ta có thể đưa ra cam đoan là huyết ma tộc hủy diệt, thôn thiên ma tộc quay về đế vị. Bây giờ huyết ma tộc đã cường hãn đến bành trướng, nếu như lại thắng chúng ta, mưu đồ thương huyền, khẳng định cường hãn hơn. Đương nhiên, đến lúc đó hắc ma tộc các ngài đã không còn nữa, cũng không nhìn thấy. Nhưng nếu như là thôn thiên ma tộc quật khởi, tân tấn đế tộc, lại cần chỉnh đốn huyết ma đại lục, trong mấy ngàn năm khẳng định không cách nào mạnh hơn hắc ma tộc các ngài. Cứ như vậy, ma tộc các ngài vẫn là đội hình song đế, vẫn khống chế hai mảnh đại lục, lực ảnh hưởng chỉnh thể không thay đổi, nhưng không còn là huyết ma làm chủ, mà là hắc ma các ngài làm chủ. Ta đã nói xong, chính là những điều này. Không phải ta muốn ngài làm quyết định ngay bây giờ, chỉ là để cho ngài suy nghĩ con đường quen thuộc sâu xa, không nên tùy tiện hành động. Thật sự đợi đến tháng 1 năm 26, thời điểm đăng lâm Thiên Khải chiến trường, lại căn cứ tình huống hiện trường làm quyết định nhờ vào hắc ma đế tộc. An Minh Hề hiểu rõ mục đích của Khương Phàm, ngoại trừ châm ngòi mối quan hệ giữa các đế quân ra, chính là muốn sớm đặt một hạt giống, hợp tác, để hắc ma đế quân lưu ý. Thật đến ngày đó, đột nhiên nhìn thấy Khương Phàm xưng đế, mà mang theo tinh linh đế quân giết tới Đăng Thiên Kiều, đả kích cường liệt như trời hạn gặp mưa sẽ giải đầy nội tâm, đổ vào hạt giống kia. Hắc ma đế quân chau mày, hai tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm An Minh Hề, tâm tư cuồn cuộn, vậy mà lại dao động không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Khương Phàm sớm tiến về Đăng Thiên Kiều, cũng thật sự xưng đế, mong muốn chiến trường Thiên Khải sẽ phát sinh biến đổi lớn. Mặc dù tất cả đế quân khẳng định vẫn sẽ liên thủ trấn áp, nhưng thật sự có khả năng tên điên Khương Phàm kia, chiếu cố, đến hắn đầu tiên, Chu Tước Niết Bàn cùng truyền thừa thần bí bộc phát, lại phối hợp với cánh cửa hư không, hắn có thể chống đỡ được sao? Mà tế thiên ma thụ này vừa mới để lộ tin tức, Khương Phàm còn bí mật liên hệ cùng mặt đế quân khác rồi. Nếu quả thật có đế quân nào đó hợp tác, cũng sẽ mang ý nghĩa còn có tinh linh đế quân cũng sẽ thuận thế hợp tác. Nếu như Khương Phàm dựa theo ước định, tới Đăng Thiên Kiều đúng lúc thì sao? Tuy nói các đế quân đã nói muốn cho hắn cơ hội, để hắn tiến về Đăng Thiên Kiều tiếp nhận thiên kiếp, đương nhiên mục đích thật sự là thời khắc mấu chốt đưa Huyền Vũ Thái Tổ lên, bức tử Khương Phàm. Nhưng, nếu như trước khi Khương Phàm đạp vào Đăng Thiên Kiều đột nhiên đến một trận bộc phát, bằng vào cánh cửa hư không tụ tập số lượng lớn siêu thần cùng thần linh, cũng có thể trọng thương hắn. Chương 3040 kích thích. Đến lúc đó, khẳng định các đế quân sẽ nắm lấy cơ hội, trọng thương hắn. Mình đây là ở hai bên đều phải chết rồi. An Minh Hề thấy hắc ma đế quân thật bắt đầu chăm chú cân nhắc, nói. Nếu như ngài nóng lòng biểu thị trung tâm với các đế quân khác, bây giờ có thể liên hệ cùng bọn họ, nói Khương Phàm có khả năng đăng lâm Thiên Khải sớm, cũng có khả năng sẽ đặt mục tiêu chủ yếu định ở trên người ngài, các ngài có thể làm chút bố trí chiến thuật. Ngươi chán sống. Các vị hắc ma gầm thét, biểu thị trung tâm. Hắc ma đế tộc bọn hắn cần biểu thị trung tâm với đế tộc khác. Mặc dù hắc ma đế tộc bị thương nặng, nhưng đế quân bọn hắn chính là đang ở trạng thái đỉnh phong, mà ma nghịch thương thiên có thể làm cho đế quân bọn hắn trong thời gian ngắn bộc phát ra thực lực siêu cấp khủng bố tuyệt luân. An Minh Hề nói. Khi tới đây ta đã nói, ta không có ý định còn sống trở về. Ta chỉ là muốn nhắc nhở đế quân, nếu như muốn biểu thị trung tâm, thì hãy mang theo đầu của ta đi qua. Nếu như muốn thận trọng cân nhắc, cũng đừng có sốt ruột làm quyết định, trước tiên hãy chờ một chút, ít nhất chờ đến khi chiến trường Thiên Khải chân chính bộc phát, xem tình huống làm tiếp cân nhắc là phối hợp với các đế quân, hay là bo bo giữ mình, hay là lại ra một quyết định càng sáng suốt khác. Sau khi nói xong, An Minh Hề hít một hơi thật sâu, giống như là giải thoát rồi, thản nhiên nói. Ta đã nói xong, không có tiếc nuối, đến xử tử ta đi. Hắc ma đế quân ở trên cao nhìn xuống nhìn An Minh Hề, gương mặt lạnh lẽo cứng rắn nhìn không ra thể hiện, nhưng đôi mắt có chút ngưng tụ lại biểu hiện ra thời khắc này hắn đang do dự, bên trong do dự còn mang theo vài phần cảnh giác. Các cường giả hắc ma đè An Minh Hề xuống, chờ đợi mệnh lệnh của đế quân. Hắc ma đế quân suy nghĩ hồi lâu, phân phó nói. Dẫn đi, trông giữ chặt chẽ. Tuân lệnh. Chậm đã. Xin đế quân phân phó. Thanh lý tất cả vết tích nàng tới ven đường, lại thanh lý người của không liên quan đụng phải sau khi nàng tiến về đế thành. Đã hiểu. Hắc ma đế quân ngồi ở trên không đung đưa trong hắc ma đại điện,
tiếp tục suy nghĩ đến mỗi câu nói của đọa lạc ma nữ này, phỏng đoán một ít bố trí của phần thiên thần hoàng. Đây rốt cuộc là mục đích kết minh, hay lại là âm mưu? Hắn nhất định phải phán đoán rõ ràng, nếu không thật sự có khả năng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Hắc Ma tộc. Tại thời điểm An Minh Hề thành công nhìn thấy Hắc Ma đế quân, Tiêu Phượng Ngô cũng đã chạy tới sâu trong Long tộc, chỉ là không khôn khéo cùng trầm ổn giống với An Minh Hề, sách lược của Tiêu Phượng Ngô càng xảo diệu hơn. Sau khi trà trộn vào Cự Long đại lục, Tiêu Phượng Ngô đã cẩn thận từng ly từng tí, hắn ngóng trông có thể gặp được Thiên Long tộc đầu tiên. Nhưng vận khí gia hỏa này không tốt, lén lút đi được mấy chục vạn dặm ngoại trừ gặp phải Á Long tộc thì chính là Chân Long tộc, ngay cả bóng dáng Thiên Long tộc cũng không thấy, cũng may thực lực hắn mạnh mẽ, lại khống chế đại địa đồ đằng, có thể tránh thoát thì lập tức tránh khỏi, không tách ra được thì lại lặng lẽ giết chết. Chờ sau khi tiến vào trung vực, liên tiếp gặp phải mấy đợt, cũng đều là Cự Long tộc. Tiêu Phượng Ngô tức giận, hóa thân thành Tử Kim Bỉ Mông cự thú, mặc giáp trụ đại địa đồ đằng, oanh oanh liệt liệt đại náo một trận, quét ngang trọn vẹn 9 vạn dặm, cuối cùng bị Cự Long tộc cùng Thiên Long tộc chạy đến cưỡng ép chân áp. Nhưng, thực lực gia hỏa này quá mạnh, thực lực Thánh Hoàng đỉnh phong, trọng thương số lượng lớn Long tộc, mới bị khống chế lại. Nếu như không phải gia hỏa này hô to là sứ giả của Khương Phàm, Long tộc không dám hạ tử thủ, nếu không thật muốn xé sống hắn ở bên ngoài. Sau khi bị khống chế, Tiêu Phượng Ngô cũng không có lại dãy giụa, nửa sống nửa chết nằm nhoài trên lưng Thiên Long, bị mang vào đế thành. Sau đó, Hồng Hoang Thiên Long đã hư hóa, Thiên Long tộc, khẳng định các ngươi biết, đó là Đại Đạo Long Quỳ, cũng là tổ tông của Thiên Long tộc. Rốt cuộc Thiên Long tộc cũng có cơ hội sinh ra Long đế mới, vậy mà các ngươi lại bỏ mặc. Thiên Long tộc, các ngươi còn có tôn nghiêm sao? Các ngươi là muốn triệt để biến thành phụ thuộc Cự Long tộc sao? Tiêu Phượng Ngô vừa bị đưa tới đế thành thì đã lập tức kéo cuống họng chu lên, cái thanh âm này gọi một cái là vang dội, kêu một cái là đột nhiên, Long tộc áp giải bên cạnh đều không có kịp phản ứng, thanh âm đã vang vọng thật lớn trong khắp đế thành. Câm miệng cho ta! Thái hư cổ long máu me khắp người lập tức cưỡng ép phong cấm hắn. Kết quả Tiêu Phượng Ngô lại cuồng dã bộc phát, cưỡng bức đánh rách tả tơi phong cấm, tiếng gào thét to rõ lần nữa vang vọng trong đế thành. A, à, đồ vong tổ, mặt mũi Thiên Long tộc đều bị các ngươi làm cho mất hết. Xé sống hắn cho ta. Sâu trong đế thành, Long thần Ngao Lê thức tỉnh, ánh sáng tử kim sôi trào như biển, oanh động trong đế thành rộng lớn. Lão tử nói chuyện với Thiên Long tộc, ăn thua gì tới ngươi? Thiên Long tộc, các ngươi đùa đều chết hết sao? Ta là tới gặp mặt cùng các ngươi, sao Cự Long tộc dám vượt quyền giết ta? Xem như các ngươi là một con chó giữ nhà của Cự Long tộc, thân thích tới, chủ nhân cũng phải ném chút xương cốt. Chẳng lẽ bây giờ Thiên Long tộc các ngươi ngay cả chó cũng không bằng sao? Tiếng gào thét phách lối đến cực điểm, điên cuồng châm ngòi đến cực điểm, chọc giận tất cả Long tộc tại cả tòa đế thành. Tiếng long ngâm tức giận vang vọng các ngõ ngách đế thành, tất cả Cự Long tộc cùng Thiên Long tộc đều đi ra. Ngao Tấn, Ngao Tấn, ở đây, ra ra ở chỗ này. Tiêu Phượng Ngô nhìn thấy con cửu thủ Thiên Long của Thiên Long tộc kia, lập tức kéo cuống họng hô to. Buông hắn ra. Ngao Tấn cứ việc tức giận muốn chụp chết hắn, cũng không thể không giữ vững cường thế ở trước mặt Cự Long tộc. Buông hắn ra. Cự Long Ngao Lê cưỡng chế cơn tức giận, thét lên ra lệnh Thái hư cổ Long buông ra. Ngay trước mặt Thiên Long tộc, hắn không tốt quét mặt mũi Ngao Tấn. Tiêu Phượng Ngô thoát khốn, mãnh liệt đong đưa chiến khu bỉ mông của mình, thẳng tắp lồng ngực, nói với Ngao Tấn. Ta là nhận Hồng Hoang Thiên Long nhờ vả, đến đây mời các ngươi đến Thương Huyền Đại Lục, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, có lời gì trên đường chúng ta nói. Chương 3041 Phong Tổ. Cái gì? Cự Long Ngao Lê vừa đè xuống hỏa khí lập tức luồn lên đến, quá phách lối, lại muốn Thiên Long tộc tập thể quy thuận Thương Huyền. Tất cả Long tộc đều không thể bình tĩnh. Đầu ra hỏa này có hố sao? Vậy mà lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy, mà còn ở ngay trước mặt toàn thể Long tộc. Ngao Tấn tức giận lại khó xử, tức giận là bởi vì hắn phách lối, khó xử là bởi vì tổ huấn. Tiêu Phượng Ngô nhìn Ngao Tấn thở ơ, liền lập tức tức giận. Thiên Long tộc sắp sinh ra Long đế, các ngươi nên mau chóng quy thuận. Nhưng các ngươi chậm chạp không hành động, là muốn vong tổ thật sao? Long tộc không phải tự xưng là giống loài cao quý nhất sao? Ngay cả tổ tông đều quên, cao quý đại gia ngươi. Trả lời ta đi chứ, bọn rồng các ngươi đều điếc cả rồi sao? Đừng giả bộ hồ đồ, tranh thủ thời gian thu thập xong đồ, đi theo ta.
Hồng Hoang Thiên Long đều tại Thương Huyền sốt ruột chờ. Để tổ tông sốt ruột, các ngươi đại bất kính. Toàn thể long tộc đều tức giận đến run rẩy. Ngao Tấn, tranh thủ thời gian xử lý. Ngao Lê không thể nhịn được nữa, nó giận dữ mắng mỏ Ngao Tấn. Ngươi tên là gì? Ngao Tấn cưỡng chế gầm thét, chín cái đầu đều rời khỏi trước mặt Tiêu Phượng Ngô biến thành tử tinh bỉ mông. Tiêu Phượng Ngô, trở về chuyển cáo Hồng Hoang Thiên Long, Cự Long Đại Lục là tổ địa long tộc, cũng là vùng đất long tộc sinh tồn từ xưa đến nay, còn xin hắn. Mau chóng trở về, Ngao Tấn ta khẳng định xuất lĩnh toàn thể thiên long tộc, ở Bắc Bộ Tân Hải Cự Long Đại Lục, chờ đợi hắn trở về. Ngao Tấn nói ra lời này vô cùng thể diện, cũng trực tiếp vứt vấn đề cho Thương Huyền. Sắc mặt thiên long tộc hơi chậm, nhìn chằm chằm cái tên gia hỏa kêu ngao ngao giống như lửa hoang, nhìn xem ngươi đáp lại thế nào. Hồng Hoang Thiên Long dám đến sao? Khương Phàm chịu thả sao? Tới đây! Tiêu Phượng Ngô hỏi ngược lại, thanh âm đều yếu đi. Nơi này mới là nơi long tộc thuộc về, hắn đương nhiên là nên tới đây. Chỉ cần hắn nguyện ý đến, cái vị trí tộc trưởng thiên long tộc này, cho hắn thì như thế nào? Ngao Tấn có chút ngẩng đầu, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, chí ít trên thái độ là phải làm đúng chỗ. Tốt, quyết định như vậy đi, các ngươi đến Bắc Bộ tập kết, ta sẽ đi chào hỏi Hồng Hoang Thiên Long tới. Tiêu Phượng Ngô hét lớn một tiếng, quay đầu liền muốn rời khỏi. Long tộc cùng nhau khẽ giật mình, tốt, quyết định rồi. Tiêu Phượng Ngô biểu hiện rất kích động, lại hô. Vậy ai đưa ta rời khỏi, Thái Hư Cổ Long sao? Sau này sẽ là người một nhà, còn không thân cận chút. Chờ một chút, Ngao Tấn tranh thủ thời gian ngăn lại. Thế nào, còn muốn đưa lễ vật? Khách khí, ha ha, ta biết ta trách oan các ngươi. Long tộc cao ngạo, làm sao có thể quên tổ huấn? Đúng rồi, ta là huynh đệ của Hồng Hoang Thiên Long, huynh đệ kết nghĩa, ta gọi hắn là ca, hắn gọi ta là đệ. Hắn là tộc trưởng của các ngươi gọi ta là cái gì? Sắc mặt tất cả long tộc cũng thay đổi, trở nên rất khó coi. Tiểu tử, ngươi đang đùa ta. Ngao Tấn run run vảy rồng, hai cánh chậm rãi triển khai. Làm gì, là ngươi nói muốn nhận hắn làm tộc trưởng, là ngươi nói phải đi nghênh đón, còn chưa bắt đầu đã đổi ý rồi. Ta vừa cảm giác là đã hiểu lầm ngươi, ngươi đây lại hiện ra nguyên hình rồi. Tiêu Phượng Ngô hồn nhiên không sợ, kéo cuống họng hô to, cái giọng kia thật sự kêu đến vang động trời. Ngao Tấn chậm rãi đung đưa chín cái đầu, đoán được mục đích âm hiểm của gia hỏa này. Nếu như bọn hắn nguyện ý tiếp nhận Hồng Hoang Thiên Long, Khương Phàm chắc chắn sẽ oanh oanh liệt liệt đưa Hồng Hoang Thiên Long tới, như thế này trong mắt các tộc trong thiên hạ, Long tộc chính là kết minh cùng Khương Phàm. Nhưng nếu như không nguyện ý tiếp nhận, Thiên Long tộc chính là quên gốc. Thiên Long tộc ánh mắt trao đổi, đều cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Dựa theo tổ huấn, đa thủ Thiên Long cùng đại đạo Long Quỷ nhất mạch đồng tông, cùng thuộc Thiên Long tộc, bất luận là ai đột phá hàng rào thần cấp, đều sẽ dẫn dắt toàn bộ Thiên Long tộc. Thời điểm bọn chúng biết được tin tức Hồng Hoang Thiên Long bắt đầu hư hóa từ Bắc Thái Đế Thành, cũng đã bắt đầu cân nhắc chuyện này, chỉ là cân nhắc đến Hồng Hoang Thiên Long đầu nhập vào phần Thiên Thần Hoàng, bọn chúng thực sự không nguyện ý tiếp nhận, cuối cùng nghĩ đến lý do, phản đồ, để trấn an mình. Nhưng bây giờ, hắn lại chủ động muốn trở về rồi. Thiên Long tộc sẽ đi theo con đường nào? Để hắn đến, hắn dám sao? Một tôn Cự Long Tân Tấn Thánh Hoàng cười lạnh. Có cái gì không dám tới? Các ngươi còn có thể giết hắn? Ai giết? Cự Long tộc các ngươi giết sao? Hay là Thiên Long tộc giết? Tiêu Phượng Ngô cũng đáp lễ cười lạnh một tiếng, tương đương không khách khí nói. Thiên Long tộc có đến 100.000 năm không có sinh ra Long đế nhỉ? Rốt cuộc cũng đợi đến cơ hội, kết quả bị các ngươi xử tử. Lại còn ở ngay trước mặt Thiên Long tộc. Cự Long tộc bá đạo như vậy sao? Không nể mặt Thiên Long tộc như thế sao? Không dám để cho Thiên Long tộc sinh ra Long đế như thế sao? Đã nói xong là thay phiên làm Long chủ đâu? Thiên Long tộc nhu nhược như thế sao? Quen làm phụ thuộc, cho một cơ hội xoay người làm chủ cũng không dám dùng, còn muốn tự tay hủy. Không có người nào nói thêm gì nữa. Bầu không khí lập tức ở trong trầm mặc trở nên giằng co. Cho đến hồi lâu, một thanh âm trầm thấp uy nghiêm từ Long trì, nơi sâu nhất trong đế thành truyền ra. Truyền thừa quan trọng nhất của Long tộc là đoàn kết. Từ xưa đến nay, Thiên Long tộc cùng Long tộc đều là nhất trí đối ngoại. Bất kỳ tồn tại đoàn kết mưu toan khiêu chiến gì, đều sẽ bị coi là phản nghịch, cũng sẽ thanh trừ. Hồng Hoang Thiên Long mặc dù đã hư hóa, nhưng hắn là tòa kỵ nhân tộc, là phụ thuộc Chu Tước,
sớm đã từ bỏ tín ngưỡng Long tộc, càng mưu toan khiêu chiến truyền thừa quan trọng nhất của Long tộc, là phản nghịch không có chút dị nghị nào. Thiên Long tộc, phản nghịch như thế này, không đáng để các ngươi đi theo, vứt bỏ phản nghịch như thế này, cũng không tính là các ngươi vong tổ. Trên dưới Long tộc nhao nhao quay người, hướng phương hướng Long trì, khoanh tay nghe huấn luyện. Chương 3042 mạch suy nghĩ hoàn toàn mới, đại thời đại Long tộc. Tiêu Phượng Ngô biết đó chắn chắn là Long đế của Long tộc, nhưng vẫn một bộ phách lối không sợ trời không sợ đất. Luôn miệng nói phản nghịch, cái gì gọi là phản nghịch? Ban đầu Hồng Hoang Thiên Long hắn chỉ là một con cá sấu, là Khương Phàm cho hắn tài nguyên, cho hắn cơ hội, để hắn từng bước một biến đổi đến bây giờ. Hắn có thể từ cá sấu biến thành Thiên Long, hóa thân thành đại đạo Long Quỳ, tất cả đều là Khương Phàm trợ giúp, mà các ngươi thì sao? Không nói cự Long tộc, chỉ nói Thiên Long tộc các ngươi, có từng cho hắn nửa điểm trợ giúp sao? Không có. Chẳng những không có, các ngươi còn muốn giết nó. Bây giờ hắn thành công hư hóa, bắt đầu trùng kích bán đế, cũng là Khương Phàm cho hắn tài nguyên, cho hắn cơ hội. Hắn là trưởng thành tại Thương Huyền, hắn là trưởng thành tại chỗ Khương Phàm, hắn đương nhiên phải thân cận với nơi đó. Nếu như hắn rời khỏi, đây mới thực sự là phản bội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.